Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 61. Thanh xa nữ tử giơ giỏ trúc ra, bên trong giỏ trúc có một huyết dao nho nhỏ đang du động, như một con cá trạch. Dùng huyết khí một đầu huyết dao có thể đổi về một hồi. Ngươi không cần nhiều lời, trở về đi, trên đời này phàm là hồn tiến nhập cánh cửa này liền không có đạo lý thả ra nữa. Thanh xa nữ tử đặt giỏ trúc trên mặt đất, nói. Rõ ràng là ngươi cướp đi hồn của nàng. Bằng không nàng sẽ không già nhanh như vậy, bị chết sớm như vậy, người đây là đang lấy việc công làm việc tư, sẽ gặp phải báo ứng. Không ai có thể bình phán ta, người đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì hôm nay chỉ có thể bỏ mạng thôi. Bên trong cửa đá truyền đến thanh âm lạnh lùng mà âm trầm. Thanh xa nữ tử trên người tràn đầy vầng sáng màu xanh, vầng sáng biến thành hỏa diễm, vô số đạo tắc và địa thế đều hội tụ tới nàng, hình thành một vầng sáng cự đại. Vầng sáng này đang không ngừng bành trướng, cuối cùng trở nên lớn như ngôi sao. Như một quả ngôi sao màu xanh, mà nàng thì đứng ở ngay trung ương ngôi sao. Ngôi sao màu xanh điên cuồng xoay tròn, nhấc lên một mảnh vòi rồng cuồng vân, khiến quy tắc ở phiến hư không này đều bị quấy lên. Hư không nứt vỡ, những cự thạch lơ lửng kia nhao nhao biến thành bụi phấn. Hào quang màu xanh chính là sóng biển trên thần hải, từng đợt cuốn ra ngoài, rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, kéo dài đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đỉnh vầng sáng màu xanh kia có một cái giỏ trúc bay đi, huyết dao bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Cứu mạng A Hát, chuyện không liên quan đến ta chỉ là một con thuồng luồng mà thôi. Giỏ trúc màu xanh ầm vang. Phong Phi Vân hóa thành một đạo hỏa quang, quạt phượng hoàng vũ rực đỡ lấy giỏ trúc màu xanh. Ầm ầm, một mảnh thần lãng cuốn qua, cao đến mấy vạn mét. Phảng phất như muốn nuốt chửng thân thể Phong Phi Vân vậy. Phong Phi Vân dẫn theo giỏ trúc, biến thành một đạo hỏa quang, bỏ chạy về phương xa, một sát chính là cả vạn dạ ma, trọn vẹn chạy trốn tới bên ngoài mấy mươi vạn dặm mới dừng bước. Nhìn lại sau lưng, mảnh hư không kia tràn ngập thần quang màu xanh, một luồng quang lãng thanh sắc cuốn khắp thiên địa, phảng phất như biến cả thiên địa thành biển cả, bất kỳ vật gì cũng bị nó nuốt chửng mất. Phong Phi Vân ném một khối long linh thạch vào TNG quang lãng thanh sắc kia, bành, long linh thạch vô cùng cứng rắn lập tức bị nứt vỡ, biến thành từng hạt bột phấn. Ai nha, đây là thanh liên độn khí, không đụng được. Bên trong giỏ trúc, thanh âm huyết dao có chút sợ run, đôi móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy giỏ trúc, hàm răng đang không ngừng run run. Phong Phi Vân dẫn theo giỏ trúc, trên người bộc phát ra kim mang sáng chói, bao trùm thân thể. Nhìn ra quang lãng màu xanh ở phương xa, nói. Cái huyền thiên thạch môn rách nát kia đến cùng là nơi nào? Quỷ môn đệ nhất quan. Đôi mắt huyết dao lồi ra, thì thầm. Thiên có cửu trọng thiên, địa có cửu trọng địa, địa ngục có cửu tuyền, kết nối cùng thiên và địa. Nơi này không phải chúng ta có thể xông, đi mau, nếu để cho quỷ môn âm binh giết tới thì chúng ta nhất định phải chết. Phong Phi Vân tự nhiên nghe qua truyền thuyết về địa ngục. Đó là một nơi có đi không về, mình bây giờ vậy mà đến ngoài cửa địa ngục chính thức, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái này và lần trước linh hồn đi tới địa ngục, có khác nhau rất lớn, nói đúng ra là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phong Phi Vân cũng không gấp, nói. Nàng vì sao phải xông quỷ môn quan? Huyết dao gấp đến độ muốn chửi mẹ, nói. Con mẹ nó ngươi, ngươi bớt nói nhảm có được không, chúng ta chính là bằng hữu, đến cùng có đi không? Phong Phi Vân chỉ nhìn chằm chằm vào phương xa, cũng không có ý lập tức rời đi. Huyết dao gấp đến độ thổ huyết, nói. Được rồi, ta nói cho người biết, nàng chính là một người điên, không thể dùng tư duy người bình thường để cân nhắc. Chúng ta đều là người thông minh, không thể làm bạn với người điên được. Van ngươi, đại ca, đừng nhìn bọn họ nữa, lại nhìn, nàng cũng không quay lại được đâu. Con mẹ nó ngươi, đến cùng có đi không, ngươi không đi thì mở phong ấn thanh liên thần trúc ra. Để đại gia ta đi. Huyết dao rốt cục thẹn quá hóa giận, biểu hiện ra sát khí cái thế của yêu vương, kêu to một tiếng, phát ra thanh âm cao vút như long ngâm, chấn khiến màng tai Phong Phi Vân cảm thấy đau nhức. Tu vị đầu huyết dao này không phải mạnh bình thường, cho dù bị phong ấn ở trong giỏ trúc vẫn bộc phát ra lực lượng phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa đã chấn bay Phong Phi Vân rồi. Năm ngón tay Phong Phi Vân tựa như năm chốt sắt, nắm chặt lấy giỏ trúc, hai mắt híp lại. Thân thể nhanh nhẹn bay lên, chân đạp hư không, bay vào trong quang lãng đang trùng kích tới kia. Một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trong thân thể hắn bay ra,
vốn chỉ lớn chừng hạt gạo, nháy mắt sau đã lớn như sơn lĩnh, tản mát ra cổ vị vô tận, hóa thành một chiếc thần chu rách rưới thần bí phong cách cổ xưa thần bí. Trên thuyền, 18 cây trụ thanh đồng cũng như ngọn núi, 18 tấm thiết bố ma phàm cũng đã rách tung tóe. Chiếc thanh đồng cổ thuyền này không biết đã được tạo ra từ bao nhiêu năm trước mới có thể nát thành như vậy. Phong Phi Vân bay thấp đến trên thanh đồng cổ thuyền, như khống chế lấy một chiếc u linh quỷ thuyền, bay tới quỷ môn đệ nhất quan, không có chút ý tứ muốn quay đầu. A hát, trời à, quỷ môn quan không phải chúng ta có thể xông, bán yêu đại gia, chúng ta trở về đi, nếu ngươi quay đầu lại, chúng ta vẫn là bằng hữu. Huyết dao bên trong giỏ trúc đang lớn tiếng chửi bới, như một đống bùn máu quay cuồng bên trong. Phong Phi Vân treo giỏ trúc lên lưng, ngón tay gõ gõ giỏ trúc, nói. Nếu ngươi còn kêu nữa, lát nữa ta sẽ ném ngươi vào quỷ môn quan. Trên người huyết dao lao ra một cổ sát khí, quát. Ta chính là thứ giao vương huyết dao yêu tộc, tội ác chồng chất, giết người như ngoé, người gặp người sợ, tiểu tử, người dám nói chuyện với bổn vương như thế, một khi bổn vương thoát khốn, nhất định sẽ ăn ngươi tam sinh tam thế. Phong Phi Vân liếc qua quát. Nghe nói ô quy thích ăn cá trạch, cũng không biết là thật hay giả. Ha ha. Tiểu tử, ngươi có phải đã sợ không? Nếu ngươi sợ thì mau thả bổn vương ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ặc, đầu ô quy ở đâu đến thế? Thanh âm huyết dao dừng lại, ở bên trong giỏ trúc co lại thành một đòn, cảnh giác nhìn về phía đầu ô quy kia. Mau ô quy bò tới trên giỏ trúc, thò cái đầu nhỏ vào trong giỏ trúc, mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá huyết dao cả buổi, liếm liếm bờ môi, nói. Oa, một con cá trạch thật lớn. Ngươi mới là cá trạch, cả nhà ngươi đều là cá trạch, con mẹ nó ngươi, ngươi liếm môi lần nữa xem. Huyết dao cũng thật sợ rồi, không phải là một đầu ô quy thôi sao, lão tử lại không phải cá trạch chân tránh, cần gì sợ một đầu ô quy chứ. Bản vương nhân vật bậc nào, há có thể bị một đầu ô quy dọa sợ được. Miệng huyết dao biến lớn, biến thành miệng lớn dính máu. Mao ô quy bị dọa hoảng sợ, vội vàng co đầu lại, nhưng lại bị giỏ trúc chặn lấy. Gấp đến độ cả người đều đạp loạn trên giỏ trúc. Bành! Thánh thực quả bay vào bên trong giỏ trúc, đập vào đầu huyết dao, nện ngất nó. Mao ô quy rốt cục vẫn phải rút đầu về, run rẩy đầu, nói. Ai con mẹ nó nói đây là một con cá trạch, rõ ràng là một con dao mà. Trật tự! Phong Phi Vân lên tiếng. Xa xa, một mảnh mây đen từ trong hư không cuốn qua, thôn thiên phệ địa, phát ra tiếng kêu to chói tai. Bên trong mây đen, có thiên quân vạn mã gào thét, quỷ hồn mang theo khóa sắt, khô lâu ăn mặc áo giáp, đại kỳ cắm trên lưng cốt long. Đây là một bức hình ảnh cực kỳ khủng bố. Địa ngục chi môn bị mở ra, vô số âm tà từ bên trong tuôn ra, những nơi đám âm binh kia đi qua, bất kỳ vật gì cũng bị hủy diệt hết. Nghe đồn rằng, quỷ môn âm binh sẽ rất ít xuất thế, chính là do hàng tỷ ác quỷ tinh hồn bên trong quỷ môn biến thành, là chí âm chí tà chi vật. Không có tu sĩ nào có thể ngăn cản cổ âm tà chi khí kia trên người chúng. Quỷ môn âm binh một khi xuất động, như vậy cũng đại biểu cho có đại sự phát sinh, Thanh Sa nữ tử kia thật đúng là có thể làm ầm ĩ, ngay cả quỷ môn âm binh cũng phải xuất động. Không phải là quỷ môn quan bị đánh vỡ đấy chứ. Mao ô quy đeo giỏ trúc trên cổ, một cái móng vuốt vươn vào trong giỏ trúc, bóp lấy đuôi huyết dao vốn đã ngất đi lại từ từ tỉnh lại. Thanh Sa nữ tử kia là ai? Nàng đến cùng muốn làm gì? Huyết dao vuốt vuốt đại huyết bao trên đỉnh đầu, cảm giác đầu hỗn loạn, khi thấy quỷ môn âm binh từ xa đang cuốn qua, chợt lại co lại thành một đoàn, nghẹn ngào nói. Đại gia ngươi, lần này chết chắc rồi, bổn vương anh hùng cả đời, sao lại gặp phải mấy tên ngu ngốc như các ngươi chứ? Đánh ngất xỉu nó. Phong Phi Vân gọi ra tam vị chân hỏa lô. Thánh thực quả bay vào giỏ trúc, đi loạn bốn phía, trên nhảy dưới tránh. Đánh cho huyết dao kêu gào thảm thiết, đánh cho nó hôn mê bất tỉnh, mềm nhùn nằm trong giỏ trúc. Ô ô, quỷ môn âm binh mang theo vô biên sát khí tiếp xúc với thanh đồng cổ thuyền, bao lấy trọn thanh đồng cổ thuyền, thiên địa tối xuống, bên tai tràn đầy quỷ khóc thần khiếu. Long mã hà đồ trên thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra hào quang chói mắt, điên cuồng chuyển động, phàm là âm binh tiếp cận thanh đồng cổ thuyền đều cắn nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Oanh! Phong Phi Vân đánh tam vị chân hỏa lô ra ngoài, một mảnh biển lửa đỏ thẫm lan tràn ra, phàm là âm binh quỷ hồn tiếp xúc đến tam vị chân hỏa đều tự bốc cháy, phát ra tiếng kêu càng thêm thảm thiết.
Tam vị chân hỏa đối với âm binh có năng lực khắc chế tiên thiên, tam vị chân hỏa lô bay đến đâu, âm binh ở đó liền bị nung đỏ. Đột nhiên, một cái quỷ thủ cực lớn từ o trong bóng đánh qua, trên quỷ thủ tràn đầy lân phiến, như một đám mây màu khổng lồ vậy. Bành! Tam vị chân hỏa lô bị quỷ thủ đánh bay, vô số hỏa diễm tung tóe ra, biến thành một mảnh hỏa vũ. Lực lượng thật là khủng khiếp. Ầm ầm, một quỷ ảnh tử vô cùng khổng lồ đi ra, không biết cao bao nhiêu ngàn trượng, thân thể rất mơ hồ, trên đầu mọc ra một đôi sừng, gào thét một tiếng với thanh đồng cổ thuyền, thổi bay thanh đồng cổ thuyền về phía sau. Quỷ ảnh tử. Đây là một cái quỷ ảnh tử, hình chiếu của một vị cường giả bên trong quỷ môn quan. Phong Phi Vân trực tiếp bay ra thanh đồng cổ thuyền, bay tới quỷ ảnh tử kia, hai mắt lạnh như băng, ánh mắt trầm ổn. Đó là quỷ ảnh tử, đại biểu ý chí một vị vô thượng cường giả, tiểu tử kia chết chắc rồi, chết chắc rồi. Huyết Giao lại tỉnh lại. Quỷ ảnh tử khổng lồ kia nhìn thấy một bán yêu nhỏ bé vậy mà dám giết tới nó, lập tức nổi giận, trong thân thể tản mát ra một cổ âm khí kinh khủng tuyệt luân. Trong tay Phong Phi Vân nhiều ra một cái quỷ bình, mở nắp bình ra. Trong quỷ bình chợt phát ra một cổ hấp lực cực lớn, thu quỷ ảnh tử vào trong quỷ bình. Phong Phi Vân lần nữa thu thiên nhất quỷ bình vào tay, sau đó lại bay trở về thanh đồng cổ thuyền, mở ra quỷ bình, tiếp tục thu lấy những quỷ môn âm binh kia, rất nhanh đã khiến một phương thiên địa trống rỗng, thanh đồng cổ thuyền tiếp tục bay ra ngoài. Huyết Giao thấy ngây người, nhìn chằm chằm vào quỷ bình trong tay Phong Phi Vân, nói. Cái bình này nhìn thật quen mắt. Hình như là cái mà ta làm mất vào 500 năm trước, tiểu huynh đệ, cái bình này là truyền gia chi bảo của gia tộc chúng ta, mẹ của ta tự tay giao vào tay ta, ngàn vạn lần dặn dò, muốn ta nhất định phải cất kỹ, tương lai giao cho vợ tương lai, nhưng mà... Ô, nhưng ta vào 500 năm trước đã làm mất nó rồi, may mắn ngươi giúp ta tìm về, bằng không thì... Ta cũng không biết nên trở về gặp vị lão nhân gia ở nhà kia thế nào nữa. Huyết Giao than thở khóc lóc. Nhưng lại bị thánh thực quả đánh cho hôn mê bất tỉnh. Vài ngày tiếp theo, Phong Phi Vân lại bị mấy đợt quỷ môn âm binh công kích, có một lớp quỷ môn âm binh cường đại dị thường, trong đó có mấy tôn âm hồn khủng bố, ngay cả thiên nhất quỷ bình cũng không thu được, may mắn tốc độ thanh đồng cổ thuyền nhanh, mới giết ra lớp lớp vòng vây đào tẩu được. Đương nhiên, đây cũng không phải là thiên nhất quỷ bình không đủ mạnh, mà là do tu vị Phong Phi Vân còn chưa đủ. Thẳng đến ngày thứ bảy, Phong Phi Vân ở bên trong một mảnh phế tích cổ xưa đã tìm được một cái thuyền nhỏ màu xanh phiêu phù trên hư không, như một mảnh lá trúc màu xanh phiêu đãng phía trên hư không. Lúc ấy, đang có một đám âm binh cũng tìm tới nơi này, muốn thôn phệ Thanh Sa nữ tử trên thuyền nhỏ kia. Phong Phi Vân sau khi giết chết đám âm binh kia liền rơi xuống trên thuyền nhỏ màu xanh, nhìn chằm chằm vào phía dưới, trong miệng than nhẹ một tiếng. Thanh Sa nữ tử nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở mong manh, thanh sa trên người biến thành huyết sa, chăm chú dán vào ngọc thể, trên thân thể có một đoàn âm sát khí đang lơ lửng. Phong Phi Vân ngồi vào trên thuyền nhỏ, đỡ nàng dậy, dựa đầu nàng vào bộ ngực mình, ngưng tụ ra một quả kim tằm Phật đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nàng. Trên người của nàng chợt hiện ra Phật quang sáng chói, có phạm âm vạn Phật vang lên trong người, từng đạo miệng vết thương đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, lông mi dài của nàng khẽ giật giật, đôi mắt dễ thương mở ra một tia, thấy rõ bộ dáng Phong Phi Vân, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, sau đó lại nhắm mắt lại, thanh âm suy yếu. Ngươi rõ ràng, dám trở về. Phong Phi Vân cười nói. Đã nói đến nhặt xác cho ngươi, nào có đạo lý không trở về chứ? Trong hư không hắc ám mà hỗn độn, một cái thuyền nhỏ màu xanh đang phiêu đãng. Đầu thuyền. Ngồi xếp bằng một nữ tử tuyệt sắc mực thanh sa, trên người tràn đầy Phật quang nhàn nhạt, Phật quang không ngừng tiến vào trong làn da trắng muốt. Phong Phi Vân ngồi ở đuôi thuyền, trong tay vuốt vuốt thiên nhất quỷ bình, trên quỷ bình này khắc rất nhiều quỷ văn, lộ ra thập phần cổ xưa, nắm ở trong tay, có thể cảm giác được một cổ hàn khí rét lạnh thấu xương. Bọn hắn đã đi ra khỏi quỷ môn đệ nhất quan, đang trên đường quay về đan đỉnh quỷ thị. Uy lực cái quỷ bình này thật không phải lớn bình thường. Hấp thu nhiều âm binh như vậy, vậy mà vẫn không vấn đề gì. Văn tự trên cái bình này tựa hồ là cùng một loại với văn tự trên tấm biển của quỷ môn đệ nhất quan. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu. Chẳng lẽ thiên nhất quỷ bình, chính là đồ vật trong địa ngục sao? Phong Phi Vân trầm tư hồi lâu, liền kêu Diêu Cát Tử trong thiên quốc ra,
hỏi thăm nàng về lai lịch của Thiên Nhất Quỷ Bình. Cái quỷ bình này vẫn một mực nằm trong tay nàng, nghĩ đến nàng khẳng định biết rõ một ít thứ liên quan đến nó, nếu Thiên Nhất Quỷ Bình thật là bảo vật trong địa ngục, như vậy thì cũng thật khó lường. Vào xa xôi trước kia, có một vị tồn tại đại thần thông, ở thần Tấn Vương triều mở âm giới và dương giới. Nhưng âm giới và dương giới cũng chỉ là một cái lối đi thôi, ở nơi càng sâu hơn đi thông đến một chỗ khác, căn cứ theo như lời vị đại thần thông giả kia thì chỗ kia vô cùng mênh mông, nhưng lại tràn đầy hung hiểm. Ta đã từng đi vào sâu trong âm giới tìm kiếm qua, nhưng cũng không dám xâm nhập, một khi đi vào sâu trong âm giới sẽ gặp phải sinh vật cực kỳ cường đại, ta cuối cùng vẫn phải lui về. Diêu Cắt sóng mắt ôn nhu, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực Phong Phi Vân nói. Cái quỷ bình này là do vị đại thần thông giả kia lưu ở âm giới, dùng để trấn thủ âm giới. Phong Phi Vân lần nữa lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Thần Tấn Vương triều đến cùng cất giấu bí mật gì, vì sao có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra ở đó, tương lai tất phải trở về một chuyến xem sao. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Diêu Cát, đưa Thiên Nhất Quỷ Bình cho nàng, nói. Ngươi vừa mới vượt qua quỷ kiếp lần thứ tư, quỷ thể vẫn chưa ổn định. Trong quỷ bình này tích lũy đại lượng âm binh quỷ khí, nếu ngươi hấp thu những quỷ khí này thì tu vị nhất định sẽ tăng lên một bước dài. Đưa Diêu Cát về Thiên Quốc, Phong Phi Vân cũng bắt đầu tu luyện. Lực lượng trong thân thể Phong Phi Vân đã càng lúc càng cường đại, dược tính các loại linh tụy bảo dược phục dụng trước kia hiện giờ cũng dần được phóng xuất ra, lực lượng vốn có đã vượt qua cảnh giới bây giờ rồi. Nếu không nghĩ biện pháp đột phá vũ hóa cảnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể khống chế nổi sức mạnh trong thân thể mình giống như nữ ma vậy. Nghiền nát đan điền, cổ động thánh linh nội đan, con đường này tiền nhân chưa từng đi qua, đến cùng có nên đi hay không đây? Con đường tu luyện, cực kỳ dài dằng dặc, sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn, có đôi khi một bước đi đúng thì có thể nhất phi trùng thiên, nhiều khi đi lầm bước, sẽ vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là tình huống như Phong Phi Vân hiện giờ, tràn đầy biến số, tràn đầy khiêu chiến. Không thể không thận trọng. Không có con đường khác để đi, vậy thì chỉ có thể tự mình mở một con đường thôi. Ánh mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên kiên định, đã quyết định phải làm thì cũng không còn gì do dự nữa, hắn thả địa ngục Diêm La và Kỳ Lân Vương ra, thủ hộ ở hai bên thân thể, sau đó tiến vào tu luyện. Phong Phi Vân định từng bước một dung luyện đan điền, hủy đi đan điền chia làm thượng, trung, hạ ba bộ phận, lại bắt đầu tu luyện từ thượng đan điền. Toái đan điền, ngưng nội đan. Trong 81 khối phượng cốt bên trong thân thể Phong Phi Vân lao ra một ngọn lửa, tụ tập thành một đoàn hỏa cầu, trực tiếp trùng kích tới thượng đan điền. Nếu có người biết rõ cách làm điên cuồng của Phong Phi Vân giờ phút này thì khẳng định sẽ coi hắn là một người điên. Đan điền chính là nơi yếu ớt nhất, cũng là trọng yếu nhất của tu sĩ, ai dám tự hủy đan điền, đây không phải là đang tìm chết sao? Oanh! Hỏa cầu đánh nát thượng đan điền, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thân thể Phong Phi Vân kịch liệt run rẩy thoáng một phát, tinh khí trên người rất nhanh sói mòn, sinh cơ trong cơ thể cũng sói mòn, trên làn da phủ kín một tầng cho tàn, cả người đều nhanh chóng già yếu. Vốn là một người trẻ tuổi chỉ chừng 20 trong mấy cái chớp mắt đã trở nên như một trung niên nhân 40 vậy. Ân! Phong Phi Vân phát ra một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép ngăn chặn tinh khí sói mòn trong thân thể. Điều động thánh linh nội đan hấp thu những mảnh vỡ thượng đan điền nghiền nát kia. Thánh linh nội đan vốn chừng hạt gạo, sau khi hấp thu mảnh vỡ thượng đan điền liền bắt đầu không ngừng lớn mạnh, tuy rằng lớn mạnh cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ không nhìn ra được, nhưng Phong Phi Vân lại có thể cảm giác được thánh linh nội đan quả thật đang bành trướng. Đồng thời, Phong Phi Vân cũng đang tiếp tục già yếu, tinh khí trong cơ thể tiếp tục sói mòn, rất nhanh đã trở nên chừng 50 tuổi, thái dương còn mọc ra từng sợi tóc bạc. Ngưng cho ta. Không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không thì đan điền mảnh vỡ còn chưa hấp thu xong, chỉ sợ mình đã vì tinh khí sói mòn hầu như không còn mà chết rồi. Trên người Phong Phi Vân bộc phát ra một mảnh quang mang chói mắt, có 9 đạo thánh linh chi khí từ hai mắt, hai lỗ tai, trong đan điền lao ra, quay chung quanh thân thể, đan vào thành một tấm lưới cực lớn bao trùm lấy thân thể hắn. Tấm lưới do thánh linh chi khí đan vào mà thành này đang rất nhanh co rút vào trong thân thể. Rất nhanh đã dán lên làn da Phong Phi Vân. Oanh! Thánh linh chi khí lần nữa thu hồi vào TNG nội đan, hấp thu tất cả mảnh vỡ đan điền vào trong. Thân thể Phong Phi Vân lần nữa kịch liệt rung rung, thân thể như gặp phải trọng kích,
tuổi lại già yếu thêm vài tuổi, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, lông mi cũng mở đi vài phần. Chỉ là ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy không ít, khí tức trên thân cũng trở nên càng thêm cao thâm mà chắc. Rốt cục đã cô đọng xong thượng đan điền, xem như hoàn thành bước đầu tiên, tu vị gia tăng lên gần gấp đôi, chỉ là... Khục khục. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên mặt của mình, sau đó lại nhìn làn da già nua trên tay mình một chút, dáng vẻ này nào phải có một người trẻ tuổi, quả thực chính là một lão nhân 50, 60 tuổi a hát. Đan điền vỡ vụn, vậy mà già nhanh như vậy, tuổi thọ giảm bớt 1/3. Phong Phi Vân cảm giác thanh âm của mình cũng trở nên có chút trầm trọng, thậm chí có chút hít dạ yếu. Lần này mới chỉ phá toái thượng đan điền thôi, cũng đã bỏ ra một cái giá lớn nặng như vậy, nếu nghiền nát cô đọng trung đan điền, hạ đan điền thì mình có thể vì vậy mà chết già không đây? Cho dù chết già cũng phải trùng kích một lần, dù chỉ có thể sống một ngày, ta cũng là bán yêu đầu tiên đánh vỡ gông cùng xiềng xích vũ hóa. Ánh mắt Phong Phi Vân rất kiên định, không có chút chùn bước. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục nghiền nát trung đan điền, định trước tiên củng cố tốt thân thể, đạt tới trạng thái toàn thịnh, sau đó lại đi nghiền nát trung đan điền, cô đọng nội đan càng cường đại hơn. Tinh khí, tuổi thọ đều đã mất đi quá nhiều, nhất định phải có đại lượng linh dược mới có thể bổ về lại được. Linh dược bình thường tự nhiên tác dụng không lớn, chỉ có một ít cổ dược hiếm thấy mới có thể quy bản bồi nguyên, cái này tự nhiên phải đến đan đỉnh quỷ thị mua sắm. Thuyền nhỏ màu xanh từ từ dừng trước một tòa đạo quan. Tòa đạo quan này thành lập trên một tòa linh sơn treo trên bầu trời, lơ lửng trong không gian hắc ám, cao tới 9.000 mét, thập phần nguy nga. Nơi này không có một ngọn cỏ, tự nhiên tràn đầy tử khí, nhưng quỷ dị chính là, trên tòa linh sơn treo trên bầu trời này lại mọc đầy những cây trúc xanh. Gió nhẹ thổi tới, lá trúc khắp núi đều đang lay động, phát ra thanh âm sàn sạt êm tai. Lại có chút hương thơm ngát theo gió phiêu đến, mang đến cho người một loại hưởng thụ cả thể xác lẫn tinh thần. Thanh Sa nữ tử đứng dưới chân núi, tú mục hàm yên, nhìn qua tòa đạo quan trên linh sơn nói. Nơi này là Thanh Liên Linh Sơn, cách đan đỉnh quỷ thị chỉ kém một vị tiên nhân khêu, chính là một chỗ thượng cổ phúc địa. Phong Phi Vân nói, vì sao chúng ta lại đến đây? Thanh Sa nữ tử đã bước lên linh sơn, đi trên bậc thang đá xanh uốn lượn, nói. Bởi vì ta ở chỗ này, linh giác Phong Phi Vân rất cường đại, tự nhiên có thể cảm giác được sự bất phàm ở nơi này, tòa linh sơn này ở vào trung tâm phiến hư không này, chính là nơi thiên thế cùng xuất hiện. Còn một điều, nơi này cách đan đỉnh quỷ thị chỉ kém một vị tiên nhân khêu, không tính là xa xôi, là một tu luyện bảo địa vị trí rất tốt. Bảo địa như vậy vậy mà không bị ngoại nhân xâm chiếm, nói rõ sư môn Thanh Sa nữ tử này tuyệt đối cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân mang theo đầy bụng nghi vấn, cũng leo lên Thanh Liên Linh Sơn, đi qua bậc thang đá uốn lượn, xuyên qua hai núi cao, hành tẩu trên trúc lâm tiểu đạo yên tĩnh không người, nhưng lại không thấy bất kỳ một đệ tử tu hành nào cả, yên tĩnh đến thần kỳ. Sao lại không có một người nào cả? Ồ, đó là một cây thất thải bảo chi. Ở bên cạnh trúc lâm tiểu đạo, mọc ra một cây linh chi phát ra hào quang 7 màu, lớn chừng cối xay, cũng không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi nữa. Con mắt Mao Ô Quy sáng lên, trực tiếp nhảy tới thất thải bảo chi. Nhưng nó lại bị hơn 10 đạo tia chớp lớn như chén ăn cơm bổ về, co quắp trên mặt đất, toàn thân hơi nước, Ô Quy màu trắng cũng bị đánh thành màu đen. Phong Phi Vân, cứu ta! Phong Phi Vân đầu lắc đầu, ngưng tụ ra một quả kim tầm Phật đan cho nó ăn vào, nó mới lại sống lại, chỉ là miệng lại không khép được, bị tia chớp bổ lệch đi. Phong Phi Vân nhìn qua gốc thất thải bảo chi kia. Trong mắt sinh ra kiêng kỵ thật sâu, năng lực phòng ngự của Mao Ô Quy hắn biết rõ, ngay cả nó cũng thiếu chắc bị cấm chế sát trận ở đây đánh chết, tòa linh sơn này khẳng định khắp nơi đều lộ ra sát cơ, sẽ bình thản như biểu hiện. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây xem ra đều không động được. Rốt cục đi tới bên ngoài tòa đạo quan kia, ở đây vẫn không thấy bất kỳ một tu sĩ nào, thậm chí ngay cả chim bay tẩu thú cũng không thấy, yên tĩnh được dị thường. Nơi này có vấn đề. Phong Phi Vân đứng trên một cầu đá, nhìn qua tòa đạo quan kia, cảm giác được một cổ cảm giác man mát rét lạnh thấu xương. Đặc biệt là sau khi đi lên cây cầu đá xanh kia, hắn cảm giác mỗi bước của mình đều như vượt qua một tòa không gian, đây nào giống như qua cầy, quả thực giống như đang đi trên một đoạn trùng động không gian chi lộ vậy. Một hồi hàn khí rét thấu xương quét qua. Bờ bên kia cầu đá xanh xuất hiện một đạo cô mặc đạo bào màu xanh,
nói là đạo cô kỳ thật cũng không tính là già, ngược lại còn rất trẻ tuổi, bộ dáng chỉ chừng 20, thập phần xinh đẹp. Hai mắt nàng như thanh hạnh, da thịt tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng, tuyết má thanh lệ, trên lưng buộc lấy một sợi đai lưng tử thanh, thân thể linh lung thướt tha quả thực hoàn mỹ không tì vết, đạo bào rộng thùng thình cũng rất khó che khuất được. Phong Phi Vân thấy qua không ít nữ tử, nhưng rất ít người thấy qua nữ tử khí chất yêu nhã, không linh như nước như vậy, có lẽ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đình mới có thể sánh được với nàng thôi. Trong tay của nàng bưng lấy một cái thanh đồng tiểu đỉnh, trong đỉnh trồng lấy một cây măng, ánh mắt của nàng ôn nhu, cẩn thận che chở măng trong đỉnh kia, nhu tình như nước kia quả thực khiến bất luận một nam tử nào cũng thấy lòng tê dại, nhịn không được muốn đi che chở nàng, nâng nàng trong bàn tay, ôm vào trong ngực. Đây là đồng môn sư tỷ muội của Thanh Sa nữ tử a. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, hắn từ trên người đạo bào nữ tử này cảm giác được khí tức giống với Thanh Sa nữ tử, có lẽ tu luyện đều là một loại công pháp đồng nguyên. Phong Phi Vân hiện giờ tuy rằng là bộ dáng già nua 50, 60 tuổi nhưng vẫn chắp tay cúi đầu, nói: "Vãn bối, bái kiến tiền bối." Tu vị đạo bào nữ tử này cao thâm mặt chắc, Phong Phi Vân từ trên người của nàng cảm giác được áp lực cực lớn, cho nên liền dùng vãn bối tự xưng. Nhưng đạo bào nữ tử lại tựa hồ không nghe được lời Phong Phi Vân nói, vẫn bưng lấy đỉnh trong tay, đi lên cầu, nàng tựa hồ căn bản không nhìn thấy Phong Phi Vân, trực tiếp đâm vào trên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn muốn thối lui, nhưng cuối cùng đã muộn một bước, đạo bào nữ tử kia đã đâm vào người hắn. Nhưng chuyện kỳ dị lại xuất hiện. Phong Phi Vân ngoại trừ cảm giác thân thể có chút lạnh cả người ra cũng không cảm giác được có thứ gì đụng vào người mình cả, thật giống như có một mảnh màn nước xuyên qua thân thể của mình vậy. Đến khi hắn xoay người đi chỗ khác, đạo bào nữ tử kia đã ở phía sau hắn, đi vào trong rừng trúc. Toàn thân Phong Phi Vân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lạnh đến xương cốt cũng có chút mềm nhũn. Chẳng lẽ vừa rồi nàng đi xuyên qua thân thể ta sao? Mao Ô Quy và Mao Lão Thực, thậm chí là huyết dao bên trong giỏ trúc đều bị dọa sợ. Mẹ nó, cái này căn bản là một quỷ ảnh tử, vốn không phải là người. Huyết dao kêu lên. Rất không có khả năng a, ta cảm giác nàng chính là một người sống sờ sờ mà. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân cũng cảm thấy vô cùng rung động, dù sao đạt tới cảnh giới như hắn hiện giờ, đối phương rốt cuộc là người hay là ảnh tử, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, nhưng đạo bào nữ tử này, hắn lại hoàn toàn nhìn không ra. Có lẽ tu vị đối phương cực cao sao? Đạo bào nữ tử kia đi vào trong rừng trúc, liền lấy ra măng trong thanh đồng tiểu đỉnh, sau đó trồng dưới bùn đất. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, tràn đầy sáng rọi, nhưng cây măng kia trồng xuống bùn đất cũng không sinh trưởng, ngược lại nát mất, cuối cùng biến thành bụi đất. Giờ khắc này, thế giới của nàng như sụp đổ, trên bầu trời mây đen đè ép qua, sấm sét vang dội. Mười luân điện nguyệt lơ lửng trên trời cao, có vô số điện xà đan vào trên linh sơn. Oanh! Toàn bộ bầu trời đều như muốn đè xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Sao có thể như vậy? Tại sao lại chết mất? Tại sao lại biến thành bụi đất? Chẳng lẽ ngươi cố ý lừa gạt ta? Không, không. Trong miệng của nàng đang không ngừng lẩm bẩm, thần sắc càng lúc càng không ổn định, tia chớp trên vòm trời cũng càng hỗn loạn, mười cái điện cầu cự đại xếp đặt cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Như mười luân ánh trăng do tia chớp hội tụ thành, phát ra hào quang chói mắt. Một cổ uy áp kinh khủng hàng lâm đến Thanh Liên Linh Sơn, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Mao Lão Thực, Huyết Giao, đều có thể cảm nhận được cổ khí tức thôn thiên phệ địa kia, cái này căn bản không phải một cổ lực lượng nhân lực có thể chống lại được, toàn bộ đại địa đều như muốn nứt vỡ ra vậy. Hàm răng Huyết Giao đang không ngừng run, phát ra thanh âm đăng đăng, nói. Nữ nhân này cũng quá kinh khủng. Chỉ cảm xúc chấn động của nàng thôi đã dẫn đến lôi kiếp đáng sợ như thế, chẳng lẽ nàng là thiên? Dọa cho một vị yêu vương sợ tới mức run rẩy, có thể thấy lôi kiếp trên bầu trời đáng sợ thế nào? Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn ra được, những lôi điện trên bầu trời kia bị cảm xúc nữ tử này khống chế, nữ tử này càng thống khổ và phẫn nộ, lôi điện trên bầu trời liền càng thêm đáng sợ. Thánh thực quả nói, đây tựa hồ là lôi kiếp khi độ thánh linh thiên kiếp mới xuất hiện. Tên là Điện Hỏa Thập Nhật. Độ Thánh Linh Kiếp. Nghe nói như thế, Huyết Giao và Mao Ô Quy đều bị dọa sợ. Cái này con mẹ nó chính là Thánh Linh Kiếp a, chỉ cần đánh xuống một tia cũng có thể đánh cho mọi người thành cho bụi ngay. Trên trán Phong Phi Vân giờ phút này cũng tràn ra mồ hôi lạnh, áp lực trên người càng lúc càng nặng,
phảng phất như muốn đập vụn thân thể vậy. Đạo bào nữ tử kia đứng dưới rừng trúc, đôi mắt dễ thương như khói, nhìn qua vòng trời trong bóng tối. Coi như người có chủ tâm lừa gạt ta, ta cũng chờ ngươi, khi măng non thoát xác, lá trúc dương cành, người khẳng định sẽ quay về, cùng ta ngắm trăng dưới cành trúc. Ta chờ ngươi. Đạo bào nữ tử khẽ vươn tay, niết lấy 10 luân điện nguyệt trên vòm trời vào bàn tay tuyết trắng, hào khí vốn áp lực chợt khôi phục bình tĩnh, khóe miệng nàng dương lên một tia độ cong u nhã, quả thực đẹp tới cực điểm. Vươn tay đã chộp đi điện hỏa thập nhật, nàng rốt cuộc là ai chứ, đây chính là thánh linh kiếp A, sao lại bị nàng coi giống như đồ chơi vậy? Mao Ô Quy há to miệng. Đây nhất định là một vị thánh linh lánh đời. Trong nội tâm Phong Phi Vân tràn đầy kích động, trước kia chỉ nghe qua truyền thuyết về thánh linh, lần này xem như thấy được người thật rồi. Thánh linh A Hát. Huyết Dao ghé vào trong giỏ trúc, trong mắt mang theo thần sắc suy tư, đột nhiên con mắt như muốn lồi ra ngoài, miệng run rẩy hai cái, nói. Không phải là người kia đây chứ? Ồ, nàng không thấy rồi. Đi nơi nào? Không biết, không thấy rõ, vừa rồi vẫn ở đây mà. Đạo bào nữ tử kia không thấy rồi, mà ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy nàng rời đi thế nào, cái này không khỏi quá kinh hãi thế tục rồi. Thanh Sa nữ tử như một hồi gió mát, phiêu lạc đến sau lưng Phong Phi Vân, thanh âm vô cùng xinh đẹp, nói. Ngươi thấy nàng sao? Nàng cũng nhìn qua phương hướng rừng trúc. Chỗ đó không có đạo bào nữ tử, cũng không có măng. Phong Phi Vân nói. Nàng là ai? Tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề này, dù sao đây chính là một thánh linh A-Hát, tuyệt đại đa số người cả đời cũng khó mà thấy được tung tích thánh linh. Thanh Sa nữ tử vung ống tay áo lên, trong không khí một mảnh vân yên vô hình bay đi, như mở ra một tầng lụa mỏng, vị trí đạo bào nữ tử gieo xuống măng lúc trước xuất hiện một tòa mộ, trước mộ phần dựng thẳng một khối ngọc thạch bia. Vừa rồi chỗ đó còn đứng một đạo bào nữ tử, lúc này lại xuất hiện một tòa phần mộ, cái này khiến tất cả mọi người đều động dung. Vừa rồi mọi thứ mà các ngươi thấy, đều là hình chiếu từ hơn một vạn năm trước lưu lại, là chuyện xảy ra vào vạn năm trước, giờ phút này các ngươi nhìn thấy chính là cảnh tượng chân thật. Thanh Sa nữ tử đi vào rừng trúc, đứng trước ngọc thạch bia, sau đó quỳ trên mặt đất cung kính ba bái, tiếp theo lại cầm lấy cái chổi quét đi lá trúc trước mộ. Hình chiếu hơn một vạn năm trước. Trong đầu Phong Phi Vân tưởng tượng thấy hơn một vạn năm trước, một nữ tử tuyệt sắc ôm thanh đồng tiểu đỉnh đi qua cầu, sau đó trồng măng trong tiểu đỉnh vào trong đất bùn, nàng vẫn đứng cạnh nó, chờ đợi măng phát triển. Nàng vừa đứng đã là mấy chục năm, thẳng đến khi măng nát mất, biến thành bụi đất, lòng của nàng mới bắt đầu tuyệt vọng. Một màn phát sinh vừa rồi lại chân thật như thế, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng đó đều là chuyện xảy ra hơn vạn năm trước. Thật sự chỉ là hình chiếu. Rõ ràng đều tồn tại chân thật. Phong Phi Vân cũng đi vào trong rừng trúc, nhìn chằm chằm vào ngọc thạch bia kia nói. Như vậy vị tiền bối kia, hiện giờ ở nơi nào rồi? Thanh Sa nữ tử dừng tay lại, nhìn qua mộ bia trước mắt, nói. 300 năm trước, cũng đã tọa hóa rồi. Phong Phi Vân động dung, nói. Vị tiền bối kia vào hơn một vạn năm trước còn ở vào trạng thái cường thịnh trẻ tuổi. Dùng thọ nguyên của thánh linh làm sao có thể chỉ sống được một vạn năm đã tọa hóa được. Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thanh Sa nữ tử nói. Khi tâm một nữ tử đã chết thì cách cái chết cũng không xa nữa, tu vị có cao hơn cũng không dùng được, nàng có thể sống lâu một vạn năm, cũng đã là nhờ chấp nhất trong nội tâm khiến nàng gắng gượng được đến mức đó rồi. Phong Phi Vân thở dài nói. Nàng sao lại chết tâm? Thanh Sa nữ tử nói. Năm đó có một người nam tử đưa cho nàng một cây măng, nói cho nàng biết, khi măng non thoát xác, lá trúc dương cành thì sẽ quay về, cùng nàng cùng ở dưới trúc ngắm trăng. Nhưng sau này nàng mới phát hiện, măng mà nam tử kia đưa cho nàng vốn đã chết, căn bản không thể trồng được, không thoát xác được, cũng không thể vươn cành, về sau nàng lại phát hiện, ở đây quanh năm không có thiên lý, căn bản là không có ánh trăng. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, nói. Tu luyện đến cảnh giới thánh linh rõ ràng còn ngốc như vậy, khó trách lại bị lừa thảm như vậy, ngân ngân, bất quá, nếu là ta mà nói, cho dù nơi này không có ánh trăng, ta cũng sẽ đi ngoại vực bắt một vòng ánh trăng trở về. Khi một người động tình, sẽ biến thành kẻ điếc, biến thành mù lòa, biến thành kẻ đần, ngươi nói nàng ngốc, có lẽ ngươi căn bản chưa từng chính thức động tình bao giờ. Thanh Sa nữ tử nói. Phong Phi Vân trong nội tâm đau xót,
mình không phải đã từng biến thành kẻ đần và mù lòa sao, bằng không thì sao lại chết trong tay Thủy Nguyệt Đình, đã như vậy, chính mình có tư cách gì cười nhạo nàng chứ? Thanh Sa nữ tử nói, cho dù Măng đã chết, ánh trăng cũng không có, nhưng nàng vẫn chờ chỗ này, nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về, một lần chờ chỉ là cả vạn năm, lúc nàng chết, tóc cũng trắng hết, lúc ấy nàng đứng cô đơn dưới lá trúc, bên người không có bất kỳ người tương bồi, gió nhẹ thổi đến mang đi tất cả vinh quang tốt đẹp cả đời này của nàng đều mai táng xuống bùn đất. Nhân sinh cũng không gì hơn cái này. Trong nội tâm Phong Phi Vân sinh ra một tia bi thương, có thể cảm nhận được tuyệt vọng và thê lương trong lòng nàng lúc đấy, thật lâu sau, hắn mới nói. Ngươi lúc ấy không ở bên người nàng. Thanh Sa nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Phong Phi Vân lần nữa rơi xuống trên bia đá, trên đó có khắc một hàng chữ xinh đẹp. Ta không trồng được măng ngươi cho, liền chỉ có thể chôn bản thân. Nàng đến một khắc khi chết cũng không trách nam nhân kia, mà quy kết tất cả sai lầm lên người mình. Đương nhiên không ai chịu phục. Dù sao đứng trước mặt chỉ là một bán yêu, không biết có phải là hoàng tử thái cổ thánh yêu tộc không, ai chịu phục. Bá hoàng tử Kim Ô tộc sắp đến đan đỉnh quỷ thị, đây là một vị khoáng thế anh tài của Kim Ô yêu tộc. Nếu bá hoàng tử Kim Ô tộc ra tay, cách hư không có thể giết ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Bá hoàng tử Kim Ô tộc là cái chim gì? Chưa từng nghe. Vẻ mặt tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc tôn sùng, hướng về, cũng rất kính sợ bá hoàng tử Kim Ô tộc. Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc nói. Bán yêu nhà ngươi quá to gan, dám nói bá hoàng tử Kim Ô tộc là chim. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ hắn không phải chim? Cái này. Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc cắn chặt răng, nàng rất ghét bán yêu trước mặt, đáng ghét như nhân loại mấy hôm trước nhổ lông nàng. Bá hoàng tử Kim Ô tộc là huynh trưởng ruột của tứ hoàng tử, người thừa kế tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc. Bá hoàng tử Kim Ô tộc tu luyện chưa đến 1000 năm đã dương danh thiên hạ, những yêu vương thế hệ trước đều kính sợ bá hoàng tử Kim Ô tộc 3 phần. Phong Phi Vân không có chút hảo cảm với Kim Ô yêu tộc, dù là kiếp trước hay kiếp này. Phong Phi Vân trợn to mắt nói. Vậy các ngươi hãy đi nói với hắn là đệ đệ của hắn đang tư qua tại đây, kêu hắn đừng nhớ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay các ngươi cũng muốn tư quá tại đây 3 ngày? Các cường giả trẻ của yêu tộc tức giận người run rẩy, cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, vô pháp vô thiên. Phải dạy hắn một bài học. Một bán yêu mà dám sai bảo chúng ta. Có 3 cường giả trẻ hợp sức công kích Phong Phi Vân, bọn họ là vũ hóa đệ nhất trọng, trong tay cầm linh khí chiến binh của gia tộc. Nhưng 3 cường giả trẻ bị Phong Phi Vân trấn áp quỳ trước bia ngọc thạch, linh khí chiến binh bị hắn cướp đi ngắm nghía. Các cường giả yêu tộc khác sợ hết hồn. Lấy linh dược ra đặt dưới đất, nhanh chóng chạy đi. Mao Ô Quy từ dược điền sau núi chạy về ư, nhìn năm anh kiệt yêu tộc quỳ trước bia ngọc thạch, trợn to mắt nói. Hình như mới rồi ta nghe có tiếng hét thảm, chắc không phải của con Kim Ô này đi. Huyết Dao ở trong giỏ tre nói. Là tứ hoàng tử Kim Ô tộc. Mao Ô Quy cầm giỏ tre trong tay. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc bị người nhận ra, mặt gã đỏ dần, nghiến răng nói. Khốn kiếp! Chờ ca ca của ta đến là ngày chết của ngươi. Phong Phi Vân vẫn tham ngộ thánh linh đạo trên bia ngọc thạch, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chặn miệng hắn lại. Mao Ô Quy nhặt cục đá lên nhét vào miệng tứ hoàng tử Kim Ô tộc, 2 cái răng còn lại của gã cũng rụng sạch. Huyết Dao nhíu mày nói. Ca ca của hắn là bá hoàng tử Kim Ô tộc, khi ra đời được nhận định là tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc. Nghe nói là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ bẩm sinh. Lúc bá hoàng tử Kim Ô tộc 30 tuổi đã nổi tiếng như cồn trong Kim Ô yêu tộc, từng chém vũ hóa. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, không ai biết bá hoàng tử Kim Ô tộc đã đến cảnh giới nào. Phong Phi Vân mở mắt ra. Cơ duyên cho ra một nhân vật cường đại như thế sao? Cơ duyên và Phượng Hoàng yêu tộc đời đời đối a địch, lúc Thái Cổ có nhiều lúc đè đầu Phượng Hoàng yêu tộc. Mãi đến cuối kỳ Thái Cổ. Thái cổ thần Phượng xuất thế mới hoàn toàn cưỡi cổ Kim Ô yêu tộc. Nhưng Kim Ô yêu tộc vẫn rất cường đại, không thể khinh thường. Kim Ô yêu tộc là kẻ địch lớn nhất của Phượng Hoàng yêu tộc. Huyết Dao nói, ngươi trấn áp đệ ruột của bá hoàng tử Kim Ô tộc, chắc chắn hắn sẽ đến chém ngươi. Không phải chân thân giáng lâm, một phân thân đến đã đủ. Ngươi không đánh lại bá hoàng tử Kim Ô tộc, đây là vị trí tôn chưa biết. Nhưng có một cách có thể đối phó bá hoàng tử Kim Ô tộc.
Phong Phi Vân chỉ ngồi xếp bằng tại chỗ, tham ngộ thánh linh đạo, như thể hắn không nghe Huyết Giao nói gì. Huyết Giao mất kiên nhẫn nói. Nếu ngươi giả íp hòng ân trên Thanh Liên Trúc Lâu, bản vương chắc chắn sẽ chặn lại bá hoàng tử giúp ngươi. Hãy tin ta, tuyệt đối không lừa ngươi, thật sự, tin ta đi. Ui ra, đến nữa. Bùm. Thánh thực quả bay vào Thanh Liên Trúc Lâu, đánh xỉu Huyết Giao. Phong Phi Vân tu luyện một canh giờ, hé mắt ra. Phong Phi Vân cảm thấy sự việc không bình thường, tại sao đan đỉnh quỷ thị đột nhiên tụ tập nhiều anh kiệt các tộc. Chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Phong Phi Vân hỏi han, một anh kiệt yêu tộc cho biết đáp án. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh. Tinh huyết đại thánh. Có tin tức truyền ra không lâu sau sẽ đấu giá một giọt tinh huyết đại thánh trong đan đỉnh quỷ thị. Tin tức này đã truyền khắp các đại tộc, anh kiệt, vương giả các tộc đều chạy đến, quyết tâm có được một giọt đại thánh tinh huyết. Từ xưa đến nay chỉ ba người được phong đại thánh, bọn họ để lại tinh huyết là thứ quý nhất thiên địa, có thể gọi là báu vật vô giá. Đương nhiên đối với thanh niên tài tuấn đỉnh cao nhất thì tinh huyết đại thánh quý giá hơn, có thể tẩy luyện thân thể cho bọn họ, nâng tư chất cao thêm một bậc thang. Rất có thể lĩnh ngộ được đạo đại thánh từ trong tinh huyết đại thánh. Hèn gì nhiều anh kiệt trẻ tuổi đến đan đỉnh quỷ thị. Phong Phi Vân càng khao khát tinh huyết đại thánh hơn. Đây là một trong ba chủ dược hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân vốn cho rằng sau Thái Cổ không được thấy tinh huyết đại thánh nữa, ai ngờ bây giờ hy vọng lại dấy lên. Dù thế nào phải có được tinh huyết đại thánh. Ánh mắt Phong Phi Vân dứt khoát, siết chặt hai tay. Bây giờ lực lượng của hắn còn rất yếu, hắn phải biến mạnh hơn nữa mới cướp được tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân vốn định chờ thêm mấy ngày mới phá vỡ Trung Đan Điền, nhưng bây giờ hắn không kịp đợi nữa. Phong Phi Vân quyết định phá Trung Đan Điền ngay lúc này, tu vi mạnh đến phần nào hay phần nấy, trong cuộc tranh giành tinh huyết đại thánh mới có lợi hơn. Mặt ngoài nói là đấu giá nhưng báu vật đẳng cấp cỡ này một khi xuất thế sẽ khuấy động gió mây. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lại bay ra bảo vệ hai bên người Phong Phi Vân, hộ đạo cho hắn. Qua một ngày điều dưỡng, trạng thái thân thể Phong Phi Vân đã ổn định, hắn có thể thử trùng kích bước thứ hai. Thượng Đan Điền chính là tàng thần chi phủ. Trung Đan Điền chính là tàng khí chi phủ. Tức là tu vi của Phong Phi Vân đều ngưng tụ ở Trung Đan Điền, sơ sẩy một cái hắn rất có thể thành phế nhân mất hết tu vi. Cho nên phá vỡ Trung Đan Điền càng cần chú ý cẩn thận hơn phá vỡ Thượng Đan Điền, sai một chút là vạn kiếp bất phục. Trong Trung Đan Điền chứa thanh đồng cổ thuyền, vũ hóa đài, Phong Phi Vân đã đưa chúng nó vào thiên quốc. Phong Phi Vân cố gắng điều hòa hơi thở cùng máu chảy bình ổn nhất. 81 khối phượng cốt từ từ bốc cháy lên, tia lửa tràn ra ngưng tụ thành 81 con sông lửa, không ngừng trướng to, lửa rực cháy dữ dội đánh vào Trung Đan Điền. Bùm! Người Phong Phi Vân rung mạnh, toàn thân đau thấu xương, não sắp nứt vỡ. Nhưng Trung Đan Điền cực kỳ rắn chắc, chỉ nứt mấy cái khe chứ không vỡ ra. Phong Phi Vân cắn chặt răng, lại lần nữa điều động 81 con sông lửa đụng mạnh hơn. Phong Phi Vân liên tục oanh kích Trung Đan Điền 6 lần. Mỗi lần đều tự tàn. Phong Phi Vân ọc máu, tinh khí, tuổi thọ nhanh chóng sói mòn. Chỉ vài giây, Phong Phi Vân từ bộ dạng hơn 50 tuổi biến thành 70 mấy, da nhăn nheo, tóc gần bạc hết. Đến lần va chạm thứ 6 thì Trung Đan Điền vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Cơ thể già nua của Phong Phi Vân cũng tan vỡ, mỗi lỗ chân lông chảy máu. Phong Phi Vân như thành người máu. Phong Phi Vân nhanh chóng già đi, hắn vội quát. Ngưng! Những mảnh nhỏ đan điền ngưng tụ hướng thánh linh nội đan, như các thiên thạch đụng vào ngôi sao, cuối cùng dung hợp lại. Nhưng quá trình rất đau đớn, mỗi giây Phong Phi Vân như bị vật nặng đập mạnh vào đầu. Phong Phi Vân cắn chặt răng, cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo. Phong Phi Vân sợ nếu xỉu thì không tỉnh lại nổi nữa. Nội đan thánh linh không ngừng trướng lớn trong cơ thể Phong Phi Vân, từ ban đầu cỡ một nửa hạt cơm phồng lên cỡ viên thuốc. Cuối cùng nội đan thánh linh hấp thu hết mảnh nhỏ đan điền, ổn định lại. Lúc này Phong Phi Vân già đến không thành hình, tinh khí sói mòn hơn một nửa. Phong Phi Vân như lão nhân 90 tuổi, tóc và lông mày bạc phơ, da nhăn nhúm, thân hình lõm khõm như tùy thời xuống lỗ. Mao Ô Quy, thánh thực quả luôn biết rõ Phong Phi Vân cũng sút không nhận ra. Năm anh kiệt yêu tộc quỳ trước bia ngọc thạch sợ hết hồn, không biết cường giả bán yêu đang làm cái quái gì. Sao lại hành hạ mình như thế? Làm sao vậy? Mao Ô Quy thở dài thườn thượt. Ai, bán yêu trời sinh mệnh triệt,
không được thiên địa chấp nhận. Muốn phá vỡ thiên địa nguyền rủa thì bán yêu phải mở ra con đường mới, nhưng con đường này đã định trước gian nan trắc trở, nguy hiểm hơn người khác. Có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ chết, như Thanh Liên nữ thánh, cát bụi vùi lấp, ngàn vạn năm sau mọi vinh nhục bị người lãng quên. Thánh Thực Quả hỏi, tại sao nhị đại gia phải mở con đường mới, như bây giờ không tốt sao? Mao Ô Quy trả lời, trên đời này có một loại người chỉ biết tiến tới không ngừng, tuyệt đối không thụt lùi, không dừng bước. Loại người này được gọi là người tu tiên, là người tu tiên thật sự. Phong Phi Vân như khúc gỗ mục ngồi xếp bằng trước bia ngọc thạch, hằng cổ bất động, khóe môi dần cong lên. Phong Phi Vân cười. Vì Phong Phi Vân biết con đường hắn đi là chính xác. Nếu phá nát đan điền, cổ động ra nội đan thánh linh, bước lên con đường mới đi thông vũ hóa cảnh thì đây ngang nửa với Niết Bàn lần thứ 10. Từ xưa đến nay không ai Niết Bàn lần thứ 10 trong cảnh giới Niết Bàn, bây giờ Phong Phi Vân lại đi con đường này. Phong Phi Vân đã đi được nửa đường. Chỉ có đi con đường người khác không dám đi mới phá vỡ được nguyền rủa trời cao. Phá rồi mới lập, Niết Bàn trọng sinh. Đương nhiên con đường này đã định trước cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ chết thật. Phải lấy mạng ra đánh bạc. Giọng Phong Phi Vân keng leng mạnh mẽ truyền ra mấy vạn dặm, như sấm sét đánh qua, nhiều cường giả yêu tộc bị chấn màng tai đau nhức. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn sôi trào, Yến Tam Thiên cũng bị đánh bại. Mọi người nhìn thấy hết, bán yêu kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối là bán yêu sức chiến đấu số một từ xưa đến nay, mạnh mẽ làm tim người run rẩy. Có người đến trước. Truyền tin về đan đỉnh quỷ thị, lại gây ra sóng gió. Một trí giả yêu tộc suy đoán. Bán yêu này chắc không phải đã đột phá vũ hóa cảnh. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc, Yến Tam Thiên là anh kiệt đỉnh cao trong yêu tộc, có thể vượt cảnh giới đè đầu đối thủ. Nhưng hai người lần lượt thua trong tay một bán yêu, đây là sỉ nhục cực lớn với Kim Ô yêu tộc, huyết giao yêu tộc, nhưng cũng khiến người suy nghĩ sâu xa. Một bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh có sức chiến đấu mạnh đến vậy sao? Ngày thứ hai, có nhiều hiền giả tinh anh mạnh mẽ chạy đến Thanh Liên Linh Sơn. Trong Thanh Liên Linh Sơn tiếng chiến đấu vang vọng không trung, Linh Sơn run rẩy, thỉnh thoảng có tu sĩ bại trận trốn trở về. Tu sĩ run rẩy nói, bán yêu kia càng đánh càng mạnh, đúng là biến thái. Tuyệt đối đừng chọc vào hắn, hắn là bán yêu sức chiến đấu số một lịch sử. Hai trưởng đã đập chết một vị tuyệt đại thiên kiêu cẩu hổ lang yêu tộc, luyện thành huyết đan. Hôm nay có tu sĩ trốn trở về, có tu sĩ chết trong Thanh Liên Linh Sơn, bị luyện thành huyết đan. Đám người cảm thấy không chân thật, bán yêu tuyệt đối không làm được chuyện này. Nếu đổi lại là bá hoàng tử Kim Ô tộc, phượng hoàng thiên nữ của phượng hoàng yêu tộc, bất tử bất quá của bạch hổ yêu tộc, long thập tam thái tử của long tộc, nói đám người này làm ra chuyện lớn như vậy thì có người tin. Một bán yêu làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này khiến người thấy quái dị. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn nhìn xuống tu sĩ các tộc bên dưới, khuôn mặt già nua, ánh mắt bá đạo nói. Các ngươi về hết đi, hôm nay ta đánh đủ rồi, không muốn giết người nữa. Các ngươi muốn sông núi thì chờ ngày mưa lại đến, bao nhiêu người ta cũng tiếp. Đám tu sĩ vây quanh bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bán yêu quá kiêu ngạo, cuồng ngạo không biên giới. Nhưng thực lực bán yêu quá mạnh, người nào khiêu chiến với hắn cũng thua, thậm chí có người chết trận. Một tin tức truyền đến. Bá hoàng tử Kim Ô tộc đã đến đan đỉnh quỷ thị. Tin này lan ra gây náo động lớn. Mỗi người đều biết bá hoàng tử Kim Ô tộc mà tới thì chắc chắn sẽ lấy bán yêu ra khai đao. Cuối cùng xuất hiện người có thể trấn áp bán yêu này. Bá hoàng tử tâm cao khí ngạo, một số yêu vương chưa chắc lọt vào mắt hoàng tử. Không chừng bá hoàng tử sẽ không hạ thấp thân phận đối phó bán yêu, không hợp với thân phận của hoàng tử. Tứ hoàng tử dù sao là đệ đệ ruột của bá hoàng tử, tứ hoàng tử chịu nhục quỳ trên Thanh Liên Linh Sơn, chắc chắn bá hoàng tử sẽ tới. Nhân vật như bá hoàng tử chỉ cần dáng một phân thân là dư sức giết thiên thần này, căn bản không cần bản tôn đến. Đám tu sĩ bao vây Thanh Liên Linh Sơn rút đi, chờ ngày mai bá hoàng tử Kim Ô tộc đến Thanh Liên Linh Sơn giết bán yêu mạnh nhất trong lịch sử. Trận chiến này rất đáng để mong chờ. Trên Thanh Liên Linh Sơn, dưới rừng trúc, bên khe suối có đống lửa đốt. Một con rùa trắng tay cầm giỏ tre, trong giỏ chứa một con huyết dao. Con rùa trắng ngồi trên tảng đá bên khe suối, đôi khi giỏ tre múc nước, nhấc lên rồi lại thả xuống nước, lại nhấc lên.
huyết dao trong giỏ che tức giận chửi thề. Người quá đáng, có dám yên lặng một lúc không? Bản vương chỉ muốn ngủ một giấc khó khăn như thế sao? Con rùa trắng lại thả giỏ che xuống đất, nửa ngày sau nhấc lên. Chẳng phải dao thích nước sao? Lão phu sợ ngươi khát. Khát cái con khỉ, từ một vạn năm trước bản vương đã không cần nhờ uống nước để sống. Huyết dao chưa từng thấy con rùa nào nhảm như vậy, nó thể khi nào thoát khốn chắc chắn sẽ chặt hai móng vuốt rùa ra. Mao Ô Quy nghĩ ra kiểu chơi khác. Vậy được rồi, ta sẽ đặt ngươi vào lửa nướng. Huyết dao gào khóc. Quy ra, chúng ta chơi nước đi, rời xa nước ta sẽ chết. Bên dòng suối nhỏ, Phong Phi Vân ngồi dưới đất, xếp 18 viên huyết đan thành một hàng. Mỗi viên huyết đan trong suốt lấp lánh, tỏa ra bảo quang, ẩn chứa linh tính vô cùng. Thiên Viên Nhất Nhất mặc áo trắng tinh khiết, lưng cõng cổ kiếm đén bên khe suối, đưa lưng hướng Phong Phi Vân. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên một góc mũ lộ ra nửa khuôn mặt đẹp tuyệt trần, động lòng người. Không khí yên lặng thật lâu. Thiên Viên Nhất Nhất mở miệng nói. Ngươi không kiêng nể gì chọc giận anh kiệt cường giả các tộc chỉ có hại không lợi. Nếu ngươi sát phạt quá độ không chừng sẽ vời ra vương giả yêu tộc. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, thánh quang và Phật quang đan xen trên người hắn. Phong Phi Vân cười nói. Ta cứ nghĩ thánh nữ sẽ hỏi tại sao ta biến thành lão già. Thiên Viên Nhất Nhất nói. Trẻ tuổi hay già cả đều là trạng thái con 4 × 10⁷ sẽ trải qua. Ta không biết ngươi đi con đường gì, ta cảm thấy ngươi biết rõ con đường mình đi hơn bất cứ ai, nên ta không hỏi. Phong Phi Vân nói. Có lúc ta rất ghét nói chuyện với thánh nữ, vì ta cảm thấy thánh nữ không phải lẩm bẩm. Nhưng hôm nay ta thấy trò chuyện với thánh nữ cũng khá vui, vì thánh nữ luôn sẽ không hỏi ta tại sao. Thiên Viên Nhất Nhất xoay người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, rất khó tưởng tượng bộ dạng hắn như bây giờ còn cười được. Thiên Viên Nhất Nhất im lặng một lúc sau hỏi. Ngươi còn sống được bao lâu? Phong Phi Vân nhíu mày bấm đốt tay, thở hắt ra. Còn 8 ngày dương thọ. Thiên Viên Nhất Nhất nói. Theo ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có lẽ thánh thần có thể tục mệnh cho ngươi. Phong Phi Vân cười lắc đầu. Thiên Viên Nhất Nhất nói. Tư chất của ngươi tuyệt đỉ nhầm từ xưa đến nay hiếm ai sánh bằng, không nên đoản mệnh. Phong Phi Vân nhặt 18 viên huyết đan lên, cười nói. Thánh nữ muốn biết tại sao ta chiến đấu, tại sao giết chóc đúng không? Bây giờ ta nói cho thánh nữ biết, vì ta dùng chiến để luyện thể, ta muốn thu thập huyết khí của các cường giả đến giết ta, trợ giúp ta trùng kích vũ hóa cảnh. Thiên Viên Nhất Nhất hé môi son, mắt sáng tràn ngập kinh ngạc nói. Vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân trịnh trọng gật đầu, nói. Ta đã suy tính, qua 4 ngày nữa là đêm không trăng, khi đó quy tắc trong thiên địa yếu nhất, cũng là cơ hội duy nhất để ta phá vỡ thiên đạo nguyền rủa, trùng kích vũ hóa cảnh. Vượt qua được thì trời cao biển rộng, nếu không qua liền thành cát bụi. Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết nhìn đống lửa đốt cháy, bình tĩnh, ung dung, thản nhiên. Thiên Viên Nhất Nhất khép mắt, tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt thế động lòng người. Mày dài, mũi dọc dừa, môi hồng răng trắng, trên người chỗ nào cũng hoàn mỹ. Thiên Viên Nhất Nhất chậm rãi ngồi xuống, lấy một ánh NHK vàng nhạt ra, chỉ dài nửa thước, tỏa mùi thơm mát. Thiên Viên Nhất Nhất đưa nhánh cây vàng nhạt cho Phong Phi Vân. Đây là nhánh cây của một gốc cửu nguyên cổ dược trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tuy kém xa dược lực cửu nguyên cổ dược hoàn chỉnh nhưng chắc sẽ giúp được ngươi, đây là mức độ lớn nhất ta có thể giúp ngươi. Cửu nguyên cổ dược ý chỉ cổ dược sống cửu nguyên. Một nguyên tương đương 129.600 năm. Cửu nguyên tương đương 116.6400 năm. Một gốc cửu nguyên cổ dược sinh trưởng 100 vạn năm mới trưởng thành, cổ dược như thế rất hiếm hoi, kỳ diệu trong thiên địa. Một miếng lá cây đã có gái trị liên thành. Phong Phi Vân không từ chối ý tốt của Hiên Viên Nhất Nhất, hắn 17 ơ bu ị thánh nữ điện hạ này không tệ. Đêm đó Hiên Viên Nhất Nhất rời đi, trước khi đi nói cho Phong Phi Vân biết có một giọt tinh huyết đại thánh sẽ đấu giá trong đan đỉnh quỷ thị. Nếu kịp lúc, được tinh huyết đại thánh có lẽ sẽ giúp nhiều cho Phong Phi Vân trùng kích vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân đã biết hết tin tức, nhưng hắn cảm thấy mình không chờ nổi đến lúc đó. Đêm nay Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trước mộ Thanh Liên thánh nữ, tham ngộ được chút ít thánh linh đạo từ bia ngọc thạch, cơ thể phục hồi chú TTS, nhưng tuổi thọ không tăng lên. Ngày thứ hai đến, bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn đông nghẹt người. Rất nhiều người nghe tin chạy đến,
cường giả các đại tộc có rủ. Một số yêu vương cũng đến. Mấy vị yêu vương ngồi trên liễn tháp, bọn họ không định ra tay, chỉ đến hộ đạo cho hậu bối gia tộc, sợ bị bán yêu hung tàn giết luôn hậu bối xuất sắc trong tộc. Thiên Phong Tử sư đệ của Bá Hoàng Tử đến. Thiên Phong Tử và Bá Hoàng Tử từng bái vào cùng một môn hạ vị tiên hiền, đều là kỳ tài ngút trời. Chắc Bá Hoàng Tử mời Thiên Phong Tử đến trấn áp bán yêu kia. Hôm nay là ngày thứ ba, cường giả các tộc đã đến, không biết bán yêu còn dám chiến đấu không? Sáng sớm bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn sôi trào, cường giả các tộc người trẻ tuổi tại đây, trong đó có bá chủ nhân tộc, bán yêu. Một tước gia nhân tộc đứng trong hư không, một đám người hầu đi theo sử dụng. Mấy ngày trước trong Trung ương Vương Triều thứ 6 có một bán yêu nghịch thiên đột nhiên xuất hiện, nơi này lại có một. Tước gia đến từ Phiêu Miểu Thần Triều, có nghe nói về chuyện trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Một đại hiền giả nhân tộc vuốt râu bạc, bộ ộ dáng cao thâm khó dò. Bán yêu là quần thể yếu, có thể sinh ra yêu nghiệt là chuyện may mắn, nhưng không nên lộ mũi nhọn như thế. Trước mặt thái cổ thánh yêu tộc dù là nhân tộc chúng ta cũng không dám cản rỡ. Một bán yêu dám không kiêng nể gì trấn áp hoàng tử của thái cổ thánh yêu tộc. Đám thái cổ thánh yêu tộc kiêu ngạo kia làm sao tha cho hắn. Bán yêu kia ra rồi. Thiên chi kiêu nữ mà điệp yêu tộc phát hiện lão nhân đi ra từ rừng tre, lão nhân mặc áo trắng, chân loạng choạng nhưng đầy sức sống, đầu ai lộ mũi nhọn. Thiên Phong Tử duỗi hai tay ra, đáp xuống bậc thang đã xanh. Thiên Phong Tử lắc người leo lên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, đứng đối diện Phong Phi Vân. Thiên Phong Tử nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ta phụng mệnh của Bá Hoàng Tử đến đòi lại Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc. Phong Phi Vân liếc Thiên Phong Tử. Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc thiếu giáo dục, ta dạy dỗ thay trưởng bối Kim Ô Yêu Tộc. Nếu đến đòi người thì mời tộc trưởng Kim Ô Yêu Tộc tới đây, tự mình nói với ta. Mắt Thiên Phong Tử xa sầm, sắc bén nói. Ta khuyên ngươi có chừng có mực, ngươi không trêu vào Kim Ô Yêu Tộc được. Hôm nay nếu ngươi quỳ nghinh Tứ Hoàng Tử ra thì ta sẽ cho ngươi toàn thây. Phong Phi Vân nói. Nói nửa ngày mà ngươi là ai? Thiên Phong Tử ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Ta là Hoàng Tử Đại Phong Yêu Tộc, Thiên Phong, sư huynh của Bá Hoàng Tử. Phong Phi Vân cười nói. Ta thấy ngươi là tên chạy vặt cho Bá Hoàng Tử, kêu Bá Hoàng Tử đến đây. Nếu hắn tự mình đến đón người có lẽ ta còn nể mặt, ngươi thì chưa đủ tư cách. Phong Phi Vân ngoắc tay, Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc quỳ trước mộ Thanh Liên Thánh Nữ bỗng bay tới, đầu gối chảy xước. Phong Phi Vân hỏi, ngươi quỳ ba ngày, đã giá ngộ chưa? Ánh mắt Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc âm u, tàn nhẫn nói. Khi nào ta thoát khốn chắc chắn sẽ diệt cả tộc nhà ngươi. Xem ra ngươi cần quỳ thêm mấy ngày. Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc bị Phong Phi Vân đẩy tới vách đá, mặt hướng những tu sĩ bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, trúc xanh chống đầu gã. Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc rất nhục nhã, gã chưa từng chịu nhục như thế này. Về sau gã còn mặt mũi nào nhìn người. Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc bị 49 đốm sáng chấn áp, cổ bị cành trúc chống, mất hết mặt mũi. Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc nhắm tịt mắt, nghiến răng gào thét. Thiên Phong Sư Huynh, hãy giết tên khốn này giúp ta. Khí thế Thiên Phong Tử lạnh lẽo, một luồng khí lạnh lan tràn từ dưới chân gã ngưng tụ thành huyền băng màu trắng dưới đất, đóng băng đôi chân hắn. Thiên Phong Tử là Hoàng Tử Đại Phong Yêu Tộc, sở trường về tốc độ, chớp mắt xuất hiện trước mặt Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc. Thiên Phong Tử định cứu Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc trước rồi thoải mái đấu hết sức, chém bán yêu kia. Bùm! Cánh tay Thiên Phong Tử chưa chạm vào người Tứ Hoàng Tử Kim Ô Tộc thì một bát quái đạo ấn đập vào mặt gã, buộc gã phải thụt lùi. Thiên Phong Tử duỗi hai tay ra, dựng lưới tử điện chặn lại bát quái đạo ấn. Ngón trỏ và ngón giữa Phong Phi Vân bắt ấn điểm vào bát quái đạo ấn. Bát quái đạo ấn chướng to gấp 10 lần, biến thành một vòng xoáy trắng đen cuốn Thiên Phong Tử vào. Đây là uy lực của linh khí thập ngũ phẩm, sức người khó thể ngăn cản. Hai tay Phong Phi Vân khép lại, trên bàn tay ngưng tụ hai đoàn thánh quang. Phong Phi Vân định hoàn toàn khép lại bát quái đạo ấn, nhốt chết Thiên Phong Tử trong đó. Ầm 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 ầm. Bát quái đạo ấn rung lắc bần bật, bên trong phát ra tiếng búa to đánh vào núi. Phá cho ta. Hai luồng sáng và đen bị mở ra, bát quái đạo ấn bị xé một cái khe. Một con chim đại phong màu xanh bay ra khỏi bát quái đạo ấn, dương cánh thì che dập trời, tiếng hót vang vọng chân trời. Thiên Phong Tử rất mạnh,
dù bị nhốt trong bát quái đạo ấn vẫn lao ra được. Thiên Phong Tử mạnh hơn đám người tứ hoàng tử Kim Ô tộc, Yến Tam Thiên rất nhiều, chắc đã bước vào vũ hóa đệ tam trọng. Thiên Phong Tử hóa thân làm chim đại phong, miệng phun một luồng khí là cuồng phong quét qua, thổi Phong Phi Vân bay ra mấy ngàn dặm. Thiên Phong Tử nói, một bán yêu bình thường cũng dám đấu với ta, bị diệt thế trận phong của ta thổi chắc chắn xương thịt tách lìa. Thiên Phong Tử biến hình người đáp xuống Thanh Liên Linh Sơn, định cứu tứ hoàng tử Kim Ô tộc đi. Nhưng khi Thiên Phong Tử tới vách đá thì thấy bán yêu đã đứng đó. Thiên Phong Tử dụi mắt cho rằng mình hao mắt, đột nhiên bán yêu di chuyển, đánh một đấm, trên nắm tay rực rỡ sắc vàng kèm theo sức mạnh dữ dội. Hám Thiên Thuẫn Thạch, Thiên Phong Tử lấy một tảng đá to ra công kích bán yêu. Bùm, đá to vỡ ra. Phong Phi Vân đấm trúng ngực Thiên Phong Tử, cú đấm như đập vào núi sắt, làm cánh tay hắn tê dịa. Ngực Thiên Phong Tử lóe lên hoa văn cổ xưa đan xen thành thần Vienna chặn lại nắm đấm của Phong Phi Vân. Thiên Phong Tử cười to bảo. Bán yêu bình thường mà mơ phá thần văn hộ thể của ta. Đây là cổ văn do tiên hiền bán thánh trong gia tộc viết lên người ta. Dù ta đứng im không nhúc hích thì ngươi cũng không đánh gục ta được. Vậy sao? Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, mấy chục thánh linh khí bay ra chém vào Thiên Phong Tử. Thiên Phong Tử sẽ không đứng im chờ Phong Phi Vân đánh, gã cảm nhận thánh linh khí trên bàn tay hắn. Lưng Thiên Phong Tử mọc cánh bay e lần cao, định né tránh. Lưng Phong Phi Vân cũng mọc cánh, ngọn lửa đốt cháy trên đôi cánh, tốc độ mau hơn Thiên Phong Tử. Phong Phi Vân chém ra thánh linh khí như tia chớp xẹt qua vũ trụ, chém rớt một cánh của Thiên Phong Tử, máu rơi đầy trời. Thiên Phong Tử cắn răng, mọc cánh mới, xé nát hư không bay vào trong. Phong Phi Vân cũng đánh nát hư không đuổi theo sát sao. Trong yêu tộc có một ít tuyệt đỉnh trí giả, trong đó một lão nhân tóc bạc phơ, râu dài 300 trượng đứng trong không trung. Lão nhân nhỏ giọng nói. Phượng Hoàng Vũ, chỉ có tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân mới tu luyện ra Phượng Hoàng chân dực được. Không lẽ yêu nghiệt bán yêu này trong cơ thể cải huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc cao quý? Lão nhân đức cao vọng trọng, rất có danh dự trong yêu tộc. Khi lão nhân nói ra suy đoán này thì gây ra chấn động lớn. Tin tức bắt đầu truyền ra. Trong thân thể bán yêu có huyết mạch cao quý của Phượng Hoàng yêu tộc, là hậu đại do Phượng Hoàng yêu tộc và nhân loại sinh ra. Hèn gì yêu nghiệt như thế, tứ hoàng tử Kim Ô tộc, Yến Tam Thiên đều bị hắn đánh bại. Thì ra trong người hắn chảy dòng máu Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng Hoàng yêu tộc cấm thông hôn với nhân tộc, chưa từng nghe có chuyện như vậy. Ngươi chưa từng nghe không có nghĩa là nó không xảy ra. Lần này gây chấn động khá lớn. Phượng Hoàng yêu tộc quá cao quý, tuyệt đối không thông hôn với nhân loại. Tin tức này truyền đến đan đỉnh quỷ thị, có người truyền âm ngay cho bá hoàng tử Kim Ô tộc. Giọng bá hoàng tử Kim Ô tộc truyền ra từ một tòa ngọc điện. Trong cơ thể chảy huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, ha 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 ha. Càng thú vị hơn, ta quyết định bắt sống bán yêu này. Nhìn xem sinh vật đê tiện đó chảy dòng máu của ai. Uy thế khiếp người, chẳng hề kiêng dè, mọi người trong đan đỉnh quỷ thị nghe rõ lời bá hoàng tử Kim Ô tộc nói. Đây là lời bá hoàng tử Kim Ô tộc tuyên bố. Mọi người biết Kim Ô yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc đời đời đối địch. Bá hoàng tử Kim Ô tộc muốn bắt bán yêu kia chắc vì để muốn nhục nhã Phượng Hoàng yêu tộc. Mâu thuẫn thăng cấp lên đến Phượng Hoàng yêu tộc và Kim Ô yêu tộc tranh đấu. Nhân tộc cũng bị lôi vào. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra náo động lớn máu chảy thành sông. Bá hoàng tử Kim Ô tộc định gây lớn chuyện lớn càng tốt. Tốt nhất là khiến người trong thiên hạ biết Phượng Hoàng yêu tộc cao quý lạnh lùng ra bán yêu, có như vậy bá hoàng tử mới cam lòng. Một số lão nhân thông minh dự cảm cơn bão sắp đến. Hôm đó có người thấy phía nam thiên quỷ giới lửa đỏ đầy trời, một con Phượng Hoàng hót lướt qua không trung, biến mất phía chân trời. Có người tung ra tin bom tấn, Phượng Hoàng Thiên Nữ đến đan đỉnh quỷ thị. Thiên nữ của Phượng Hoàng yêu tộc dã đến khiến mọi người càng tin Phượng Hoàng yêu tộc sẽ nhúng tay vào chuyện này. Phượng Hoàng Thiên Nữ đến rất đúng là, chắc chắn là vì bán yêu. Cơn sóng không bình lặng mà càng lúc càng cao hơn. Trên Thanh Liên Linh Sơn, Thiên Phong Tử và Phong Phi Vân đánh nhau túi bụi. Tốc độ của hai người mau đến tận cùng, trong khoảnh khắc xuyên qua mấy ngàn dặm, nhiều ngọn núi bay bị đánh nát. Diệt thế trận phong. Thiên Phong Tử phun một luồng khí thổi bay ngọn núi trên cao đập vào người Phong Phi Vân.
Đôi cánh đỏ vỗ đẩy sóng lửa ập đến, đốt cháy ngọn núi thành những giọt nham dịch. Tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân triệu hoán một tòa thần lô lơ lửng trên cao, chướng to ra 300 trượng. Lửa bốc cháy ngùn ngụt trên thần lô đốt đỏ hư không, chiếu ra thế giới đỏ rực. Tam vị chân hỏa lô đổ ngược lại, từ trên trời chụp xuống đầu Thiên Phong Tử, thu vào trong lò. Bùm 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 bùm. Thiên Phong Tử va đụng dữ dội trong tam vị chân hỏa lô phát ra tiếng kim loại va chạm, không khí run rẩy. Vô dụng, ngươi không trốn thoát. Kim Tàm Kinh, luyện cho ta. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, điều động 49 ánh sao thiên ngoại khiến tam vị chân hỏa lô đốt cháy dữ dội hơn. Chí giả yêu tộc nhìn chằm chằm hỏa lô trên bầu trời, người run rẩy nói. Đó là chí bảo của Phượng Hoàng yêu tộc, tam vị chân hỏa lô, chỉ có 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu mỗi người nắm giữ một cái. Đồn rằng Thái Cổ Thần Phượng vì tế luyện ra bàn man phủ đã dùng 81 tôn tam vị chân hỏa lô dẫn đến bát phương thiên hỏa địa tinh, cung cấp mồi lửa tế luyện bàn man phủ. 81 tôn tam vị chân hỏa lô đa số bị hư hao trong dòng sông lịch sử, chỉ còn 7 tam vị chân hỏa lô truyền thừa lại nằm trong tay 7 vị Phượng Hoàng yêu hậu. Tam vị chân hỏa lô trong tay Phượng Hoàng yêu hậu sao lại xuất hiện trên người bán yêu này? Không, không lẽ bán yêu là nhi tử của yêu hậu? Suy đoán này vừa xuất hiện người kia im miệng ngay, không dám nói tiếp. Chuyện này dính dáng quá lớn, liên quan Phượng Hoàng yêu hậu, không ai dám nói lung tung. Một tiếng hú dài từ bên ngoài hư không truyền đến, thanh âm rất bá đạo. Nhi tử của Phượng Hoàng yêu hậu, vậy ta phải chiêm ngưỡng xem, từ xưa đến nay lần đầu tiên có yêu hậu sinh ra con bán yêu. Hư không tự động rách một cái khe, trong khe hở bắn ra ánh sáng trắng. Một con đường nhỏ mông lung kéo dài ra. Nam nhân điển trai mặc trường bào màu vàng bước ra từ khe hở hư không, đường nét khuôn mặt cứng rắn, chân mày như gió, mắt lạnh băng, mũi như huyền đàm, khóe môi cong lên nụ cười cợt nhả. Nam nhân áo vàng bước qua, khí thế bá đạo ảm uy nghiêm buộc các anh kiệt trẻ tuổi các tộc thụt lùi. Vân hà đỏ thẫm bay sau lưng nam nhân áo vàng, người gã tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, thần hà đầy trời. Đôi mắt hút hồn người. Hầu như không ai dám nhìn thẳng. Nam nhân áo vàng bước ra một bước là cơ thể như hòa hợp với hư không, kết hợp cùng thiên đạo. Người này có sức nóng kinh khủng, hắn còn đứng ở phía xa mà ta hầu như bị nhiệt độ trên người hắn nướng chín. Một anh kiệt yêu tộc vũ hóa đệ nhất trọng nhanh chóng thụt lùi, xương cốt kêu rôm rốp sắp bị đè vỡ. Là bá hoàng tử kim ô tộc, chỉ có hắn mới khủng bố như thế. Cường giả thế hệ trước cũng thụt lùi. Mấy yêu vương co vòi, không dám tranh phong với bá hoàng tử kim ô tộc. Đây là nhân vật mà yêu vương cũng không muốn trêu vào. Nhiệt độ trên người bá hoàng tử kim ô tộc quá cao, hòa tan cả huyền thiết. Y phục của nhiều người tự bốc cháy. Phong Phi Vân cảm nhận khí thế như nước lũ, nhìn phương xa. Giống như có mặt trời dâng lên, không gian đốt cháy. Chính giữa mặt trời có một nam nhân đứng thẳng, khí vũ hiên ngang, từng bước một đi hướng Phong Phi Vân. Thật giống như vị thần mặt trời. Phong Phi Vân trấn áp Thiên Phong Tử trong tam vị chân hỏa lô, tạm thời không luyện hóa gã. Phong Phi Vân đáp xuống Thanh Liên Linh Sơn, nhìn bá hoàng tử kim ô tộc từ xa. Phong Phi Vân nói, ta không phải nhi tử của Phượng Hoàng yêu hậu, mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm tránh CS ở bị chê trách. Tuy Phong Phi Vân nói vậy nhưng không ai tin, mọi người cho rằng hắn giấu giếm. Mắt bá hoàng tử kim ô tộc bắn ra hai cột sáng vàng. Gã nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, khí thế ngập trời đè xuống hắn. Bá hoàng tử nói, ngươi ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta, để ta kiểm nghiệm liền biết ngươi có phải là con của Phượng Hoàng yêu hậu không. Mắt Phong Phi Vân bắn ra ngọn lửa chói mắt, trong con ngươi có hai Phượng Hoàng xoay quanh đối diện kim ô thần đồng của Phượng Hoàng yêu hậu, khí thế không yếu hơn nửa phần. Phong Phi Vân nói, nếu ngươi quỳ dưới đất van xin có lẽ ta sẽ thả tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử kim ô tộc quỳ bên vách đá, ủ rũ nói. Ca ca, hãy chém tên khốn này, để hắn thân chết đạo tiêu. Lão trí giả yêu tộc kinh kêu. Hắn sử dụng tuyệt học Phượng Hoàng thiên nhãn của Phượng Hoàng yêu tộc, hắn đã tu luyện đến cảnh giới trên nhìn trời, dưới xem đất. Nếu không có tuyệt đại cường giả Phượng Hoàng yêu tộc dạy dỗ thì hắn làm sao một mình tu luyện đến trình độ này. Chắc là Phượng Hoàng yêu hậu nào đó có con với nam nhân loại. Phượng Hoàng yêu tộc mất hết mặt mũi rồi. Phượng Hoàng yêu tộc tự nhận là tồn tại cao quý nhất trong thiên địa, khinh thường liên nhân với chủng tộc khác.
Ai ngờ một yêu hậu giao cấu với nam nhân loại sinh ra nghiệt chủng bán yêu. Bá hoàng tử cười khẩy nói. Nghiệt chủng, tạp chủng gì, phượng hoàng yêu tộc chỉ có thế. Tứ đại yêu tộc gì, ta thấy đám sinh vật giống cái đó sớm nên bị kim ô yêu tộc chúng ta thay thế. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo lóe sát ý, nói. Ta đã nói trong người ta không chảy dòng máu phượng hoàng yêu tộc, miệng sạch sẽ chút. Nhà ngươi có thể kêu hai chữ tạp chủng sao? Bá hoàng tử cười khẩy nói. Bán yêu không phải là tạp chủng sao? Phụ mẫu ngươi có bản lĩnh sinh ra ngươi chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận mình là tạp chủng? Phong Phi Vân biết bá hoàng tử kim ô tộc cố ý chọc giận mình, nhưng hắn thật sự tức giận. Phong Phi Vân không kiềm chế giận dữ, khoác áo da phượng vảy rồng lên người, cơ thể trướng lớn thành phượng hoàng cánh dài 9.000 dặm, khổng lồ lấp đầy khung trời. Người Phong Phi Vân không mọc lông chim mà trải đầy vảy rồng đỏ rực. Khí thế phượng hoàng khủng bố bộc phát từ người Phong Phi Vân thổi quét thiên địa này. Đan đỉnh quỷ thị ở phía xa cũng cảm nhận được hơi thở và cơn giận của Phong Phi Vân. Giọng Phong Phi Vân phát ra từ người phượng hoàng. Hôm nay ta sẽ xé nát miệng ngươi ra. Cảnh tượng này làm người ta sợ hãi. Thân thể phượng hoàng khổng lồ che lấp cả bầu trời, chỉ một móng vuốt đã như mây lửa đỏ thẫm. Một con mắt như biển dung nham cuồn cuộn. Đây là hơi thở phượng hoàng vũ hóa đệ cửu trọng, nhiều người không chịu nổi nằm sấp dưới đất. Ầm, miệng phượng hoàng phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, ngọn lửa như thác dung nham từ trên trời đổ xuống, đốt cháy khung trời. Bá hoàng tử kim ô tộc đứng thẳng trong hư không, không bị khí thế khổng lồ từ phượng hoàng đè sụp. Bá hoàng tử cười khẩy nói. Còn bảo là trong người không chảy dòng máu phượng hoàng yêu tộc. Bá hoàng tử vươn một tay ra, bàn tay bỗng chốc thành móng vuốt. Trên móng vuốt đan xen ba thần thông khác nhau biến thành ba cột sáng bắn thẳng lên trên va chạm với thác dung nham đổ xuống. Thần dương bảo ấn. Vẻ mặt bá hoàng tử thản nhiên, trong tay kia bay ra ấn ký lửa đỏ chói mắt, đạo tắc trong thiên địa bị hút vào ấn ký lửa tụ tập thành mặt trời rực cháy. Phong Phi Vân cũng thi triển thần thông phượng hoàng yêu tộc. Bất tử ấn ký. Sau khi niết bàn lần thứ bảy bất tử phượng hoàng thân sẽ sinh ra thần thông, uy lực siêu khủng bố. Ngực Phong Phi Vân bay ra cổ ấn hình tròn, trên cổ ấn khắc một chữ lạ, đó là cách viết, phượng, cổ xưa nhất, địa biểu nguồn truyền thừa phượng hoàng. Âm 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 âm. Bá hoàng tử bị ấn ký đẩy lùi hai bước, mắt tối sầm, hú dài. Hóa kim ô. Cơ thể bá hoàng tử chướng to hóa thân tam túc kim ô, thần vũ viêm viêm, nhiệt độ lại tăng lên. Đốt không khí vạn vẹo, hòa tan một số tu sĩ ở gần mình. Con kim ô đánh nhau với phượng hoàng làm đám tu sĩ vây quanh Thanh Liên Linh Sơn bỏ chạy, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Bùm! Trong hư không, một bình chướng bị Phong Phi Vân, bá hoàng tử phá vỡ. Kim ô và phượng hoàng bay ra ngoài. Ngay sau đó Phong Phi Vân, bá hoàng tử xuất hiện trên bầu trời thiên quỷ giới. Hiện giờ là giữa trưa. Một số tu sĩ chạy đến thiên quỷ giới bỗng thấy mặt đất bị xé ra khe hở dài mấy vạn dặm. Một đoàn lửa sáng rực bay ra khỏi mặt đất, nhiệt độ nóng cháy nung đất cát. Ground. Một cái bóng khổng lồ hơn bay lên từ lòng đất, lắc mình một cái, 80 vạn dặm đất đai vỡ, biến thành hiệp cốc và núi gãy. Trời, là Phượng Hoàng và Kim Ô trong truyền thuyết, bọn họ đánh nhau ở thiên quỷ giới. Giống như thời Thái Cổ kể lại. Đồn rằng Phượng Hoàng và Kim Ô là kẻ thù thiên nhiên, nhiều lần đại chiến kinh thiên động địa, đôi khi hủy diệt một giới, ước vạn dặm núi sông bị đốt chảy. Các tu sĩ chạy trốn, sợ hãi đôi chân nhũn ra. Kim Ô và Phượng Hoàng đập xuống đất, mặt đất thủng một lỗ to mấy vạn dặm, khói đen bốc lên từ cái lỗ như hai cái miệng to đen thui sâu hóm. Kim Ô và Phượng Hoàng lao xuống lòng đất, bay trên Thanh Liên Linh Sơn đấu pháp, đánh ra chiến đổ thảm khốc mà đồ sộ. May mắn Thanh Liên Linh Sơn có ấn ký thánh linh để lại nếu không sớm đã tan vỡ vì Kim Ô và Phượng Hoàng công kích. Trong người bán yêu thật sự chảy huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Trong màn đêm xa xôi, một tảng đá dài mấy chục dặm lơ lửng trên cao. Một tiểu cô nương 7-8 tuổi đứng trên tảng đá. Ngọn lửa bao phủ tiểu cô nương, chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt tinh xảo, ngây ngô. Tiểu cô nương chớp mắt rất đáng yêu. Nữ nhân bí ẩn yểu điệu đứng trên đá to gần tiểu cô nương. Nữ nhân như cái bóng đỏ rực, cơ thể gấp khúc mơ hồ, nàng nói. Yêu hậu đã suy tính trong màn nước thiên trì mơ hồ thấy lai lịch của hắn, chắc không phải hậu duệ phượng hoàng yêu tộc. Nhưng,
có vài thứ Yêu Hậu đại nhân cũng xem không rõ ràng, cho nên phái chúng ta đến đưa hắn về Phượng Hoàng Sơn. Tiểu Phượng Hoàng mắt chớp chớp nắm tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, nhìn đại chiến phương xa. Thiên Nữ tỷ tỷ, tên này có thể đấu hòa với tên xấu xa Kim Ô yêu tộc, thật lợi hại. Hắn có thật là bán yêu không? Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn chằm chằm bầu trời, lắc đầu không trả lời. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, sóng lửa đổ xuống, một con Kim Ô rên rỉ trong sóng lửa. Kim Ô bá hoàng tử tức giận quát. Bán yêu đê tiện, dám làm ta bị thương. Một kim hoàn hình tròn bay ra khỏi người bá hoàng tử, kim hoàn dần to ra đập vào đầu Phượng Hoàng. Đây là linh khí của Kim Ô yêu tộc, phẩm cấp rất cao, thuộc về di vật thượng cổ. Ta nói rồi, hôm nay sẽ xé nát miệng ngươi ra. Vạn thú chiến quyết. Sau lưng Phượng Hoàng khổng lồ hiện ra một vạn mãnh thú hồng hoang. Mãnh thú ảo phát ra tiếng gầm rung trời. Cái bóng mãnh thú chen trúc chật khí en bầu trời, lực lượng dồi dào đè xuống, thi triển lực lượng gấp một vạn lần. Phập. Vuốt Phượng Hoàng xé Kim Ô thành hai nửa. Bá hoàng tử Kim Ô tộc hét to một tiếng. Không. Cơ thể bá hoàng tử rách toạc, máu đỏ chảy ra. Cái gì, bá hoàng tử Kim Ô tộc bị xé nát? Không thể nào, bá hoàng tử Kim Ô tộc là tồn tại vô địch, vạn chiến bất bại, làm sao có thể chết trong tay bán yêu? Mọi người hết hồn, hóa đá. Phong Phi Vân biến thành hình người, mặc áo da phượng vảy rồng, tay cầm một giọt máu, máu như đoàn lửa. Phong Phi Vân nhìn hướng đan đỉnh quỷ thị, nói. Phân thân của ngươi chẳng đáng gì, vẫn không định đích thân ra tay sao? Mới rồi Phong Phi Vân đánh nhau với bá hoàng tử chỉ là phân thân ngưng tụ từ một giọt tinh huyết của Kim Ô bá hoàng tử, không phải bản thể. Mặc dù chỉ là một phân thân nhưng vẫn đại biểu lực lượng, ý chí của bá hoàng tử. Chỉ có đẳng cấp đại hiền giả mới có thể tranh phong cùng phân thân của bá hoàng tử. Phong Phi Vân với thân thể bán yêu xé nát phân thân của bá hoàng tử, nghĩa là hắn có thực lực đấu cùng đại hiền giả. Từ xưa đến nay không có bán yêu nào đơn thuần về lực lượng đến trình độ này. Trong đan đỉnh quỷ thị truyền ra tiếng cười của bá hoàng tử. Ta đã xem thường ngươi, xem ra ngươi thật sự là hậu duệ của Phượng Hoàng yêu tộc, nếu không đã chẳng có lực lượng mạnh như thế. Nói đi, vị yêu hậu nào là mẫu thân của ngươi? Phong Phi Vân dần bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm nói. Bá hoàng tử lo chuyện bao đồng, ai cho ngươi quyền hỏi mẫu thân của ta là ai? Ta nói là tổ mẫu của ngươi có được không? Giọng bá hoàng tử vang vọng xa mấy ngàn vạn dặm, thanh âm chất chứa kiêu ngạo và khinh thường nói. Ha 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 ha, tranh chấp bằng miệng có gì hay? Tu tiên giới dựa vào thực lực nói chuyện, bán yêu như ngươi dù thủ đoạn, huyết mạch cao đến mấy cũng có ích gì. Không đột phá vũ hóa cảnh thì ngươi mãi mãi là con kiến ếch ngồi đáy giếng. Phong Phi Vân nói, ta thì thấy ngươi mới là con ếch ngồi đáy giếng xem trời. Bá hoàng tử chưa từng thấy diệt thế bi văn sao? Trên bi văn có một quyển ghi chép, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô hận, thiên đạo có khuyết. Nếu thiên đạo có khuyết thì có khả năng phá vỡ nguyền rủa bán yêu không thể vũ hóa. Buồn cười, dù thiên đạo có khuyết thì chỉ đại thánh nhân thời thái cổ phá được lỗ hổng đó, bán yêu như ngươi chưa đủ trình độ hoa tay múa chân về thiên đạo. Phong Phi Vân nói, một kẻ không có can đảm phủ định thiên đạo thì làm sao phá vỡ thiên đạo được. Ngươi không có lòng can đảm đó chứng minh tương lai thành tựu của ngươi có hạn, sẽ không quá cao. Hừ, nếu ngươi có thể sống qua hôm nay rồi mới bàn về thành tựu với ta đi. Trong đan đỉnh quỷ thị bay ra một ngôi sao rực lửa, xuyên qua tầng tầng hư không, khí thế lửa cháy đồng cỏ bay lên bầu trời Thanh Liên Linh Sơn. Đây là thái cổ chiến binh của bá hoàng tử, Kim Ô Tâm Đảm. Khi thi triển thái cổ chiến binh này thì như có ngôi sao rơi, sức người không đỡ nổi. Ngôi sao kéo đường cong cực lớn, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, lực lượng cái thế, đốt trời hủy đất. Ầm, một cây phượng hoàng linh đỏ thẫm bay ra từ hư không, lông chim sáng rực rỡ. Chỉ một cây linh đã dài 8.000 dặm. Phượng hoàng linh phất một cái hất ngôi sao lửa bay ngược trở về. Phượng hoàng linh biến nhỏ lại chỉ còn to cỡ bàn tay, như miếng lá cây rơi xuống 5 ngón tay Phượng hoàng thiên nữ. Phượng hoàng thiên nữ đứng trong hỗn độn hắc ám. Nàng không lộ mặt, thanh âm mờ mịt. Nếu bá hoàng tử muốn chiến thì để ta đấu với hoàng tử. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, nhiều người thấy Phượng Hoàng Linh, đó là thánh linh trên người thánh linh Phượng Hoàng. Đương thời trong thế hệ này không mấy người dám khiêu khích bá hoàng tử,
nhưng trong Phượng Hoàng yêu tộc có một người, được gọi là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Rất nhiều truyền thuyết truyền kỳ về Phượng Hoàng Thiên Nữ, là yêu hậu tương lai có tư chất thánh linh. Biết ngay Phượng Hoàng yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Phượng Hoàng Thiên Nữ tự mình ra tay. Đồn rằng Phượng Hoàng Thiên Nữ là một vị đại nhân vật thời thái cổ chuyển thế, đại nhân vật kia lúc chết để lại một viên sinh mệnh nguyên châu cất trong niết bàn thiên trì của Phượng Hoàng yêu tộc. 500 năm trước sinh mệnh nguyên châu lại tỏa sáng, trọng sinh niết bàn, hóa thành thiên nữ. Phượng Hoàng Thiên Nữ tu luyện 500 năm, cảnh giới đã đến trình độ siêu khủng bố, một trong mấy người đỉnh cao nhất thế hệ này. Có thể trở thành nhân vật đỉnh cao nhất một tộc không ai đơn giản, hầu như có tiên duyên. Đồn rằng bá hoàng tử được một hung binh thời kỳ thái cổ, nhờ lực lượng hung binh xông vào địa ngục mang về bộ giáp địa ngục. Mặc áo giáp có thể ra vào địa ngục và trần gian tự nhiên, nhưng đây chỉ là tin đồn, độ đáng tin không cao. Bá hoàng tử ngồi trong đan đỉnh quỷ thị, cách không truyền lời. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta đánh nhau, không phân thắng thua được. Chuyện hôm nay nàng tốt nhất mặc kệ đi, bán yêu làm nhục hoàng tử Kim Ô yêu tộc, ta phải cho hắn trả giá đắt. Bóng dáng Phượng Hoàng Thiên Nữ mơ hồ gấp khúc, tu sĩ cường đại biết đây là một hơi Phượng Hoàng khí ngưng tụ thân thể chứ không phải chân thân. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, bán yêu này có chút duyên pháp với Phượng Hoàng yêu tộc, ta phụng mệnh yêu hậu dẫn hắn đi Phượng Hoàng Sơn. Bá hoàng tử không hề kiêng dè, dám khinh nhờn yêu hậu. Ha 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 ha, cứ nói thẳng hắn là con riêng của yêu hậu đi, ta sẽ không cười nhạo yêu hậu ăn vụng. Giọng Phượng Hoàng Thiên Nữ lạnh lùng nói. Tiểu tử này không phải hậu duệ của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, nếu ngươi còn dám khinh nhờn yêu hậu sẽ có trời phạt giáng xuống chém đạo của ngươi, diệt hồn ngươi. Phượng Hoàng Thiên Nữ không cho phép ai nói lời với bẩn Phượng Hoàng yêu hậu. Bá hoàng tử cười nói. Ta toàn nói sự thực, yêu hậu đại nhân dùng thiên phạt giết ta thì chứng minh yêu hậu đại nhân làm chuyện thẹn với lòng. Lo lắng. Trong hư không hắc ám, ống tay áo Phượng Hoàng Thiên Nữ bắn ra dòng sông lửa nhưng không hướng về bá hoàng tử mà là Phong Phi Vân. Ha 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 ha. Phượng Hoàng yêu tộc các ngươi định giết người diệt khẩu. Phải hỏi xem ta có đồng ý không? Bá hoàng tử cách không vỗ trưởng, trưởng ấn lớn mấy trăm dặm. Cá dấu vân tay xếp hàng như dãy núi. Ống tay áo và trưởng ấn đánh nhau trong hư không, làm hư không vỡ nát, cắt nát thiên thế địa lý. Hai luồng khí thế hùng hồn lan tràn bốn phía. Phong Phi Vân đứng trong Thanh Liên Linh Sơn, cười cười. Thú vị! Bá hoàng tử muốn bắt Phong Phi Vân, nghiệm chứng huyết mạch Phượng Hoàng nhưng bị Phượng Hoàng Thiên Nữ ngăn cản. Phượng Hoàng Thiên Nữ muốn mang Phong Phi Vân đi Phượng Hoàng Sơn, bá hoàng tử ra tay ngăn cản. Hai vị kinh thế thiên kiêu đánh nhau túi bụi. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tốt nhất là đánh nhau lưỡng bại câu thương. Kiếp trước kiếp này càng lúc càng mơ hồ, trước khi hiểu rõ nguyên nhân trong đó Phong Phi Vân sẽ không đi Phượng Hoàng Sơn, cũng không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Trừ phi thực lực của Phong Phi Vân trưởng thành đến trình độ không sợ Thủy Nguyệt Đình, Phượng Hoàng yêu hậu. Phượng Hoàng Thiên Nữ, bá hoàng tử không đánh nhau thật, thu tay về, dường như có ước hẹn nào đó. Không xuống tay với Phong Phi Vân nữa. Không ai biết hai người ước hẹn cái gì. Năm anh kiệt yêu tộc bị Phong Phi Vân trấn áp được trưởng bối các yêu tộc chuộc về, đương nhiên nộp nhiều tiền chuộc. Hết cách, trước khi thân phận của Phong Phi Vân được chứng thật không ai dám thật sự đắc tội hắn, nhất là đắc tội một vị Phượng Hoàng yêu hậu thì tai hạo lớn. Muốn chuộc người từ tay Phong Phi Vân không dễ dàng. Ví dụ với Kim Ô Tứ Hoàng Tử, Phong Phi Vân ra giá 80 vạn trùng động linh thạch. Đại hiền giả Kim Ô yêu tộc suýt hộc máu. Nhưng vì mặt mũi Kim Ô yêu tộc, đại hiền giả này vừa hộc máu vừa nộp tiền chuộc. Đám tu sĩ đi hết, Thanh Liên Linh Sơn tạm quay về bình thường. Trong rừng trúc bên ngoài đạo quan, lá trúc xanh biếc rơi xuống, phát ra tiếng lá rụng. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trước mộ Thanh Liên nữ thánh, cơ thể già nua không thành hình, đu ương thọ chỉ còn một ngày. Cách tử vong càng gần một bước nhưng lòng Phong Phi Vân rất bình tĩnh. Hắn tham ngộ đạo của Thanh Liên nữ thánh, lĩnh ngộ thánh ý trên bia ngọc thạch. Huyết Giao nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Thì ra mẫu thân của ngươi, là một vị Phượng Hoàng yêu hậu. Huyết Giao được Mao Ô Quy thả khỏi giỏ tre nhưng không giải phong ấn, Mao Ô Quy xem như khăn quàng đỏ vắt trên cổ. Mao Ô Quy nhẹ vỗ đầu Huyết Giao, thấm thái nói. Tuyết Kiều, ngươi tốt nhất đừng hỏi vấn đề này, hắn sẽ không nói cho ngươi. Huyết Giao nói. Phụt, tía ngươi mới tên Tuyết Kiều,
xin hãy gọi bản vương là Thứ Giao Đại Vương. Mao Ô Quy vỗ đầu Huyết Giao. Rồi rồi, Tuyết Kiều. Huyết Giao giống to. Bà nội nó, con rùa kia, bản vương nhịn ngươi lâu rồi. Có giỏi thì mở phong ấn của bản vương đi, bản vương và ngươi quyết đấu. Được, quyết đấu thì quyết đấu. Mao Ô Quy làm thật, mở phong ấn trên người Huyết Giao. Huyết Giao ngạc nhiên, nó không ngờ con rùa trắng dễ dụ như thế. Huyết Giao cảm nhận lực lượng trong thân thể nhanh chóng phục hồi, huyết khí trướng lớn. Trong rừng trúc gió tanh nổi lên bốn phía, trong gió truyền ra tiếng cười cuồng ngọa của Huyết Giao. Ha 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 ha, bản vương thoát khốn, mấy ngày này bị các ngươi nhục nhã, bản vương chịu đủ rồi. Con rùa, hôm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Grau, a, à, sao lại là ngươi, thật ác độc. Huyết Giao té dưới đất ngất xỉu, trên đầu có cục u to cỡ nắm tay. Thánh thực quả nhảy trên đầu Huyết Giao đáp xuống bên cạnh Mao Ô Quy, thanh âm trong trẻo. Ra ra, nó thật khó ở chung. Không sao, chốc nữa sẽ dễ ở chung. Ánh mắt Mao Ô Quy âm hiểm chạy đến bên dưới Huyết Giao, móng vuốt dính nước vẽ phù văn cổ xưa trên người nó. Những phù văn rất xa xưa, hiền giả đương thời chưa chắc có ai nhận ra. Mao Ô Quy viết xong kêu thánh thực quả đánh thức Huyết Giao. Con rùa, bản vương muốn quyết đấu với ngươi. Mắt Huyết Giao lấm lét nhìn bốn phía, bổ sung thêm. Không được kêu người giúp đỡ. Mao Ô Quy chỉ to cỡ nắm tay, nó đứng thẳng, hai vuốt chắp sau lưng lưng. Mao Ô Quy cười nheo mắt nói. Lão phu bảo đảm không nhờ người giúp cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Ha 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 ha. Bản vương có thể tung hoành sông nước phong vương trong yêu tộc, dế nhũi trong núi như ngươi làm sao phỏng đoán được. Hôm nay cho ngươi kiến thức sự lợi hại của bản vương. Cơ thể bản vương liên tục trướng lớn lên, tràn ra mùi máu gay mũi. Không khí tràn ngập khói đen, sát khí đậm đặc thổi lá trúc bay phần phật. Mao Ô Quy đứng yên, hai vuốt chắp sau lưng, thản nhiên nói. Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoan. Giọng Mao Ô Quy khàn khàn như niệm chú ngữ. Một luồng khói trắng nhạt phun ra từ miệng nó, khuếch tán ra ngoài. Trên người Huyết Giao lóe sáng hoa văn, toàn là chữ, chú ấn cổ xưa bao bọc toàn thân nó, mỗi tấc da. Cơ thể Huyết Giao rút nhỏ còn cỡ ngón út, không theo nó điều khiển. Có chuyện gì? Huyết Giao kinh hoàng, không kịp phản ứng lại đã bay hướng Mao Ô Quy. Huyết Giao như cái khăn quàng vây quanh cổ Mao Ô Quy. Cái này, đây là đại chú ngữ thuật trong Thái Cổ Bát Thuật. Ngươi khắc chú ngữ trên người bản vương. Trời, con rùa khốn kiếp, nhà ngươi chui ra ra khe đá nào. Huyết Giao run bần bật, lòng rất sợ hãi. Huyết Giao biết lực lượng khủng bố của đại chú ngữ thuật, rất nổi tiếng trong thời Thái Cổ, là tiền thân của nguyền rùa, phù chú. Đại chú ngữ thuật thật sự sớm thất truyền, chỉ còn một số vu tộc cổ xưa, sinh vật dưới lòng đất là giữ lại chút cấm ngữ nguyền rùa. Còn có phù chú diễn hóa từ đại chú ngữ thuật. Có thể nói tất cả phù chú trong thiên hạ diễn hóa từ đại chú ngữ thuật, là ngọn nguồn phù chú. Thái Cổ Bát Thuật là thần thông thuật pháp bác đại hinh thâm. Đại chú ngữ thuật lan rộng thành trí sư, tinh tượng sư, tầm bảo sư vân vân, sáng tạo vô số kỳ tích cho tu tiên giới, sinh ra nhiều nhân hùng kiệt xuất, huy hoàng mấy thời đại. Đại khôi lỗi thuật diễn biến thành khôi lỗi sư, đuổi thi nhân, tộc quần tu luyện đặc biệt. Người tu tiên từ trong đó lĩnh ngộ ra phân thân thuật. Tát đậu thành binh, suy mao thành vật, các thuật pháp huyền bí. Thậm chí giúp người tái tạo thân thể, khởi tử hồi sinh đều là đại khôi lỗi thuật. Đại chú ngữ thuật ảnh hưởng càng lớn hơn, dẫn đến phù chú xuất hiện. Bất cứ chủng tộc, tu sĩ nào hầu hết mang theo phù chú, đây là công lao của đại chú ngữ thuật. Vào thời kỳ Thái Cổ đại chú ngữ thuật hình thành mầm phù chú, lại qua vô số anh kiệt cải thiện, ghi phù chú trên giấy, trên ngọc. Trên vật thể, cuối cùng hiệu quả trăm hao đùa nở. Phù chú phòng ngự, công kích, kỹ thuật, lại chia ra mấy loại nhỏ khác, khó mà thống kê. Chú ngữ ghi trên giấy hình thành phù chú, sử chú ngữ trở nên đơn giản tiện lợi, một tu sĩ mới bắt đầu tu luyện cũng có thể dùng. Nhưng vì điều này làm mất đi nhiều tinh hoa của đại chú ngữ thuật, uy lực yếu đi nhiều. Người có thể sử dụng đại chú ngữ thuật nguyên thủy đã thưa thất hầu như tuyệt chủng. Nhưng bây giờ một con rùa trắng giỏi về đại chú ngữ thuật, hỏi sao không khiến Huyết Giao kinh hoàng. Con rùa biết chú ngữ, nam nhân bị bất lực. Hố chết người. Mao Ô Quy lại niệm chú. Tiểu Tuyết Kiều ngoan ngoan.
huyết dao bay ra đầu đập vào nền đất, nửa người vùi trong lòng đất chỉ có cái đuôi ngọ nguậy bên ngoài. Huyết dao rút người lên, chửi thề. Bà nội ngươi! Huyết dao định phun lửa. Mao ô quy niệm chú. Dám mắng nội của ta, tiểu tuyết kiều ngoan ngoan. Huyết dao đập đầu vào tảng đá, mặt xám mày cho, đá nứt ra. Huyết dao hộc máu nói. Quy ra, coi như ta phục, có thể giải trừ chú ngữ trên người ta không? Mao ô quy lắc đầu, nói. Không thể. Huyết dao cảm thấy câu chú ngữ này thật hố cha. Vậy đổi chú ngữ được không? Mao ô quy nói. Ta cảm thấy câu chú này không tệ, tiểu tuyết kiều. Rồi rồi, muốn sao cũng được. Huyết dao lạy Mao ô quy như lạy quy đại gia. Một tia chớp xẹt qua bầu trời chiếu sáng Thanh Liên Linh Sơn tối đen bừng lên một giây. Tiếng sấm sét liên tục vang lên. Mây đen kéo đến, hiện ra vuốt thú sắc bén, các tia chớp quấn quanh. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra nhìn phương xa, nhíu mày, thiên tủy binh đàm tự động hiện ra ngưng tụ thành cây hỏa kích màu trắng. Phong Phi Vân cao giọng nói. Đây là nơi thánh linh ngu say, có ai dám đến phá núi? Trong mây đen gió tay phần phật. Một bóng người áo đen lơ lửng trong áng mây, bên người tràn đầy lôi điện, giọng khàn khàn. Một bán yêu cũng dám trông núi cho Thanh Liên nữ thánh. Hôm nay lão phu đến đào thi cốt của nữ thánh, không ai ngăn ta được. Linh giá của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận tu vi đối phương rất cao, chắc là tu sĩ tà đạo mới bước vào cảnh giới đại hiền giả, rất khó đối phó. Người tu sĩ tà đạo phát ra thi khí nhạt, có lẽ là thi tà, đào xác Thanh Liên nữ thánh để tiến bộ thêm một bậc. Thiên quỷ giới không thiếu âm tà, nơi này là thiên đường của hung quỷ, ác thi. Chỉ cường giả mới xuyên qua mảnh đất chết chóc này đến đan đỉnh quỷ thị dưới lòng đất. Dù đối phương là đại hiền giả nhưng Phong Phi Vân không lùi bước. Thiên tủy binh đàm trong tay Phong Phi Vân tỏa sáng nóng cháy, càng lúc càng rực rỡ. Một giọng nữ êm tai vang lên. Dám xông Thanh Liên Linh Sơn, chết. Trong đạo quan cổ xưa màu xám đen bắn ra áng mây xanh ngưng tụ thành chiến kiếm trên bầu trời Thanh Liên Linh Sơn, lướt qua hư không lao vào sát vân đen phía chân trời. Phập! Trong sát vân đen phát ra tiếng gào thét thê lương vang vọng thiên địa. Một thi tà mặc áo đen từ trên trời rơi xuống, bị cắt thành hai khúc, thanh âm chìm trong tiếng sấm sét ầm ầm, rơi vào vực sâu. Mây đen trên trời tán đi, tia chớp biến mất. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn đạo quan màu xám đen. Tu vi quá mạnh, nàng ta là ai? Két két! Cách ba ngày cửa đạo quan mở ra, bên trong tràn ra ánh sáng xanh vô tận. Nữ nhân áo xanh đi ra từ đạo quan, vết thương trên người đã lành, da thịt trắng nõn, mắt sáng răng trắng. Tóc đen suôn mềm, ngực to, mông vêu, chân thon dài bước đi trong gió. Lá tre rơi trên vai, trên giày nữ nhân áo xanh. Nữ nhân dừng bước, mắt nhìn chằm chằm nếp nhăn trên mặt Phong Phi Vân, ánh mắt khó hiểu. Phong Phi Vân cất đi thiên tủy binh đàm, hắn như lão già lọm khọm nói. Sốt cuộc nàng xuất quan. Nữ nhân áo xanh mắt mông lung nhìn Phong Phi Vân nửa ngày, nói. Dương thọ của ngươi không còn nhiều, xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân thản nhiên nói. Không sao, sống chết có số, giàu nghèo do trời. Phong Phi Vân nhìn bia ngọc thạch gần đó, tấm bia tỏa thánh quang nhàn nhạt, các quy tắc thiên đạo đan xen bên trên, rất là bác đại tinh thâm. Cho Phong Phi Vân mấy chục năm cũng khó tham ngộ thấu. Tấm bia dựng đứng tại đó, mấy trăm năm không ngã, như đang nói huy hoàng kiếp trước của chủ nhân mình. Nữ nhân áo xanh không gặn hỏi Phong Phi Vân, mỗi người có quyền lựa chọn con đường cụt. Nữ nhân áo xanh cảm thấy nàng là người có thể nắm chắc vận mệnh, không cần nàng nhiều lời. Nữ nhân áo xanh nói. Ta định đi cửa thứ nhất quỷ môn, người có đi không? Phong Phi Vân vẫn nhìn tấm bia, cằm mọc đầy râu, già không thành hình. Phong Phi Vân nói. Nàng đi cửa thứ nhất quỷ môn là muốn mang hồn của ai ra ngoài? Phong Phi Vân đoán được đại khái nhưng hắn muốn nghe đáp án từ miệng nữ nhân áo xanh. Nữ nhân áo xanh trầm ngâm thật lâu, nhìn ngôi mộ sau lưng Phong Phi Vân. Nữ nhân áo xanh nói. Nàng chết rất lạ, hồn phách không đi địa ngục mà bị nhốt ở cửa quỷ môn thứ nhất. Ta phải đưa nàng về. Phong Phi Vân giật mình kêu lên. Hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt trong cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân lại nói. Đây là hồn của nữ thánh linh, ai có lực lượng bắt nhốt nàng được.
Nữ nhân áo xanh trả lời. Vô thường quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất. Nghe cái tên vô thường quỷ chủ, mắt Mao Ô Quy xoay tròn, ngước đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng trắng. Nữ nhân áo xanh đi tới hai bước, đứng dưới rừng tre, hái lá tre phát ra tiếng rào rào. Nữ nhân áo xanh nói. Thế nhân cho rằng vào quỷ môn quan là vào địa ngục, nhưng không phải như thế. Quỷ môn chín quan nằm giữa nhân gian và địa ngục, lằn ranh âm và dương. Tu sĩ trấn thủ chín quỷ môn quan đến từ một chủng tộc rất bí ẩn, không tồn tại ở nhân gian hay địa ngục. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, không rõ họ có quan hệ gì với nhân gian và địa ngục. Nhưng bọn họ được giao cho sứ mệnh trấn thủ chín quỷ môn quan, thánh linh sau khi chết quỷ hồn sẽ bị bọn họ bắt đi địa ngục. Mao Ô Quy nhỏ giọng nói. Địa ngục. Mao Ô Quy lẩm bẩm xong người run lên liếc Phong Phi Vân, nữ nhân áo xanh, thấy hai người không nghe được thì thở phào. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, nói. Qua ba ngày nữa là đêm không trăng, thiên địa mạch lạc sẽ co rút, có nhiều lỗ hổng. Ta sẽ làm chuyện quan trọng vào hôm đó, hy vọng nàng sẽ giúp ta một tay. Qua đêm không trăng, ta cùng nàng đi cửa quỷ môn thứ nhất, đánh trời sụp đất nứt. Nữ nhân áo xanh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ngươi định trùng kích vũ hóa cảnh vào đêm không trăng. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Ta giúp ngươi. Nữ nhân áo xanh không đắn đo lâu, vì nàng biết bán yêu trước mặt không phải kẻ tầm thường. Khi Phong Phi Vân phá tan vũ hóa cảnh, thành tựu tương lai sẽ chấn kinh thiên hạ. Dưới Thanh Liên Linh Sơn vang tiếng bước chân vội vã, là tiếng bước chân của lão nhân, có khi bán yêu nhưng lực lượng hơn xa vũ hóa cảnh, dẫn đến mạch lạc trong thiên địa chuyển động theo lão. Khí thế thật mạnh, không lẽ có bán yêu phá vũ hóa cảnh rồi. Tiếng bước chân còn ở dưới núi nhưng với cường giả đẳng cấp như Phong Phi Vân, nữ nhân áo xanh thì dù chỉ là tiếng ai con kiến đánh nhau ở chân núi cũng rõ mồn một. Lại có người xông núi. Phong Phi Vân nhìn bậc thang đá xanh kéo dài lên núi, một lão nhân đầu tóc bù xù bước nhanh đi lên. Lão nhân mặc lem luốc, tóc xù, mặt dính đất cát, mắt to cỡ nắm tay. Mắt lão nhân lóe tia sáng màu nâu, khóe mép có hai cọng râu như râu cá. Lão nhân không mang giày, chạy chân trần rất nhanh như con khỉ. Lão nhân khá quen mắt. Phong Phi Vân, sao ngươi ở đây? Lão nhân rất hưng phấn xông lên kéo tay Phong Phi Vân, đầu tóc rối xù nhiều chỗ rụng sạch thành cái đầu hói. Phong Phi Vân kinh ngạc sửa lại mái tóc bạc, cười khổ nói. Ngư gia, ta đã thành hình dạng này rồi mà ngư gia vẫn nhận ra. Lão nhân này là ngư gia khùng điên Phong Phi Vân đã gặp trong bán yêu minh. Sau khi ngư gia mất tích Phong Phi Vân tìm kiếm thật lâu nhưng bặt vô âm tín, lão như bốc hơi khỏi nhân gian. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại lão nhân này ở đan đỉnh quỷ thị. Trí nhớ của ngư gia rất tệ, quên ngay chuyện vừa xảy ra. Nhưng lạ là ngư gia nhớ kỹ Phong Phi Vân, phải nói là kỳ tích, hắn khá bất ngờ. Ngư gia trừng Phong Phi Vân. Tinh diệu hổ mục, dù ngươi có ra cho thì ta cũng nhận ra được. Phong Phi Vân đổ mồ hôi. Tinh diệu hổ mục là thần công nhãn thông của bạch hổ yêu tộc, không truyền ra ngoài, sao lão học được. Ngư gia trừng mắt, tóc dựng đứng, cảm thấy bị Phong Phi Vân coi thường. Trong người ta không chỉ có huyết mạch yêu và người, còn có linh hồn bạch hổ yêu tộc, tu luyện tinh diệu hổ mục dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân biết tinh thần ngư gia hỗn loạn, toàn nói chuyện linh tinh nên không xem là thật. Khụ khụ, rồi rồi, ánh mắt của ngư gia là lợi hại nhất, siêu nhất. Ngư gia cũng là bán yêu, trong người bán yêu có huyết mạch yêu và người, sao có linh hồn bạch hổ yêu tộc được. Đúng là chuyện đùa, tuyệt đối không thể xảy ra. Phong Phi Vân không có ý cười nhạo, hắn chỉ cảm thấy ngư gia thật tội. Già không có chỗ dựa, thần kinh rối loạn, nếu khi hắn về già cũng như vậy thì đúng là tội. Chính mình, người Phong Phi Vân run lên, trong cơ thể hắn cũng có huyết mạch rồng và người, còn có linh hồn phượng hoàng yêu tộc. Cái này, dường như ngư gia không nói bậy. Tim Phong Phi Vân đập nhanh, da đầu tê dại, bản năng cảm thấy đây không phải ngẫu nhiên. Phong Phi Vân muốn hỏi rõ ngư gia chuyện này là sao. Ngư gia giành nói trước. Tiểu Phong, chuyện của chúng ta tính sau đi. Ngư gia có chuyện quan trọng cần làm, đã kéo dài rất lâu, lần này đặc biệt đến xin lỗi. Tuy Phong Phi Vân sốt ruột nhưng cố kiềm nén, hắn biết ngư gia đến chỗ này là vì có chuyện quan trọng, gặp hắn chỉ là ngẫu nhiên. Ngư gia đi hướng nữ nhân áo xanh,
sửa sang lại quần áo, hơi cúi đầu. Xin hỏi vị cô nương này, Thanh Liên nữ thánh ở đâu? Mắt nữ nhân áo xanh mông lung chỉ hướng ngôi mộ trong rừng tre. Ngư gia thấy ngôi mộ thì run rẩy, khóc ròng lao qua. Ngư gia quỳ trước bia ngọc thạch, dập đầu khóc to. Ta biết, cha biết ngay mà. Hu hu, ta đã đến muộn, tại ta, tại lão gài ta đây. Ta sai rồi, ta còn cần cái đầu gỗ này làm gì? Quên chuyện quan trọng như vậy. Bùm 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 bùm. Ngư gia liên tục đập đầu vào mộ bia, máu chảy ròng ròng, rất thê thảm. Trong mắt ngư gia tràn đầy hối hận. Chết cũng đáng, cho ta chết đi. Phong Phi Vân nhíu mày, thầm suy tư, chẳng lẽ nam nhân phụ lòng là ngư gia? Không chỉ Phong Phi Vân, mà Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao chạy tới gần nhìn ngư gia khóc nức nở, không hiểu ra sao. Phong Phi Vân đi tới gần kéo lại ngư gia vẻ mặt kích động, khuyên nhủ. Ngư gia, chuyện đã qua, hãy nén bi thương. Ta không thể tha thứ chính mình, ta không thể tha thứ. Nước mắt nước mũi của ngư gia thấm ướt tay áo Phong Phi Vân, lão như đứa con nít dựa vào cánh tay hắn. Ngư gia nấc nghẹn. 12.000 năm trước khi phụ thân ngươi đưa thư cho ta đã dặn đi dặn lại là ta phải giao vào tay Thanh Liên nữ thánh, nhưng... Nhưng ta quên, lúc đó ta phát bệnh, ta quên hơn 10.000 năm. Không sao, đã qua. À, không đúng, lão mới nói ai? Phong Phi Vân phản ứng lại, đẩy ngư gia ra. Ngư gia móc phong thư nhăn nhúm ra khỏi ngực, cầm trong tay run run. Ngư gia nói, 12.000 năm trước phụ mẫu người đến nhà ta chơi, hỏi ta cách bán yêu phá vũ hóa cảnh. Ta vui vẻ tiếp đãi bọn họ, cũng cho biết tâm đắc đột phá vũ hóa cảnh. Sau chuyện đó ta giữ bọn họ lại uống trà, thảo luận tâm đắc tu luyện. Rồi phụ thân ngươi lén giao hư cho ta, giấu mẫu thân ngươi, kêu ta hỗ trợ đưa đến đây giao cho Thanh Liên nữ thánh. Nhưng sau đó ta phát bệnh quên chuyện này, quên luôn mình là ai, quên 10.000 năm. Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười nói. Không đúng, phụ thân của ta mới 40 tuổi, làm sao bái phỏng lão vào 12.000 năm trước? Chắc chắn lão nhớ lầm. Ngư gia nói. Ta nói là kiếp trước của phụ thân ngươi. Phong Phi Vân ngây người, thật lâu sau nói. Ngư gia đang nói đùa. Vẻ mặt ngư gia nghiêm túc nói. Ngươi thấy ta giống đùa sao? Tiểu Phong, có vài chuyện giải thích bây giờ ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết ta nói thật là được. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm mắt ngư gia, hắn như hóa đá. Huyết Giao cười nói. Chậc chậc, thì ra nam nhân phụ lòng Thanh Liên nữ thánh là phụ thân của hắn. Ha ha ha, đúng là duyên phận. Mao Ô Quy thở dài, ra vẻ già dặn nói. Có nhi tử như thế thì có phụ thân như vậy. Gia đình này toàn làm chuyện khốn nạn bội tình bạc nghĩa, gây tình trái trả không hết. Thánh Thực Quả tò mò hỏi. Nhị đại gia bội tình bạc nghĩa bao giờ? Đi đi, con nít con nôi sang bên kia đứng. Đừng học xấu, đừng bắt chước nhị đại gia của ngươi lớn lên không phải thứ tốt. Mao Ô Quy quen thuộc đến bên cạnh ngư gia, nói. Lão ngư, Thanh Liên nữ thánh đã chết, có thể mở lá thư này ra. Cho ta nhìn xem bên trong viết cái gì. Ngư gia cất thư đi, cố chấp nói. Ta phải tự tay giao thư cho Thanh Liên nữ thánh, ta không thể làm kẻ không giữ chữ tín. Mao Ô Quy hậm hực nói. Xì, lão già ngoan cố. Nữ nhân áo xanh mở miệng nói. Thật ra nữ thánh có một hồn bị nhốt trong cửa quỷ môn thứ nhất. Vẻ mặt ngư gia nghiêm túc nói. To gan, ai dám nhốt hồn của nàng, ta sẽ mang nàng về ngay, tuyệt đối không thể thất hứa với người, phải giao thư cho nàng. Nữ nhân áo xanh nói. Ban ngày sau là đêm không trăng, Phong Phi Vân sẽ trùng kích vũ hóa cảnh vào lúc đó. Mấy ngày nay ta cần sắp xếp vài thứ trên Thanh Liên Linh Sơn, phải chờ 3 ngày sau mới đi cửa quỷ môn thứ nhất với lão được. Ngư gia nhướng mắt, con người bắn ra ánh sao như trời sao mênh mông, trong trời sao có 2 con bạch hổ hung mãnh bản cứ bắn ra ánh sáng trắng vào người Phong Phi Vân. Mao Ô Quy vội thụt lùi. Tinh diệu hổ mục, thật sự là tinh diệu hổ mục. Trong người lão già này có linh hồn bạch hổ yêu tộc thật sao? Vì lùi quá nhanh nên Mao Ô Quy té lăn trong con suối. Ngư gia thu tia sáng trong mắt về, ngây người nhìn Phong Phi Vân. Hai tử, người thật sự trùng kích vũ hóa cảnh, người đi lên con đường khác biệt, con đường khó khăn, nguy hiểm hơn đường ta đi. Phong Phi Vân tỉnh táo lại, hai tay chắp vào nhau, quỳ một gối xuống đất.
xin tiền bối cho ta biết cách phá tan vũ hóa cảnh. Ngư gia là thân bán yêu nhưng tu vi vượt xa vũ hóa cảnh, là bán yêu thứ nhất phá vỡ nguyền rủa. Tiền bối như thế đáng giá để Phong Phi Vân cúi đầu. Hai tay ngư gia nâng Phong Phi Vân đứng dậy. Hai tử, dù ngươi không cầu thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra, ta xem như đi con đường tu luyện khác, không tính phá vũ hóa cảnh, vì ta chưa từng đến vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân lên tiếng. Nhưng mà, ngư gia xua tay ngắt lời Phong Phi Vân. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta hỏi ngươi, tiêu chí vũ hóa cảnh là gì? Phong Phi Vân trả lời. Thông hạ đan điền, chuyển linh khí trong người thành khí vũ hóa, khiến tu sĩ thay đổi từ chất, đây là vũ hóa. Ngư gia nói. Ta chưa thông hạ đan điền, không tu luyện ra khí vũ hóa. Phong Phi Vân nói. Nhưng thực lực của tiền bối. Ngư gia ngắt lời Phong Phi Vân. Thực lực là thực lực, tu vi là tu vi. Ngư gia dừng một lúc, tiếp tục bảo. Ta đi con đường khác với người ta, tu linh hồn. Phong Phi Vân rất khó hiểu. Tu linh hồn. Mao Ô Quy, nữ nhân áo xanh, huyết giao lộ vẻ suy tư. Bọn họ chưa từng nghe nói có thể tu luyện linh hồn. Ngư gia hỏi. Có biết quỷ tà trưởng thành như thế nào không? Phong Phi Vân nói. Quỷ tà không ngừng nuốt quỷ tà khác, từ đó biến càng lúc càng. Cường đại. Ngư gia gật đầu, nói. Cách ta tu luyện cùng loại với quỷ tà, không ngừng nuốt linh hồn của người khác biến mình càng lúc càng cường đại. Nhưng khác với quỷ tà là ta dùng linh đài não thu nhận linh hồn, do đó được lực lượng cường đại. Đổi cách nói khác là nhân loại tu luyện đan điền, còn ta luyện linh đài não. Tu sĩ nhân loại hấp thu linh khí, ta hấp thu linh hồn. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Thì ra là vậy, nhưng linh đài não yếu ớt hơn đan điền, không thể chứa nhiều linh hồn, và dùng cái gì để luyện hóa linh hồn. Đây là điểm quan trọng. Ngư gia ngước đầu nhìn trên cao. Ngươi đã đi qua trời sao chưa? Phong Phi Vân bản ngăn ngước nhìn màn đen vô ngần, gật đầu. Ngư gia nói. Trong trời sao mênh mông có ức vạn ngôi sao, những ngôi sao có lớn có nhỏ. Nhỏ luôn xoay quanh lớn, cân bằng ở một mặt nào đó. Phong Phi Vân hiểu ra. Trong đầu ngư gia phong ấn linh hồn bạch hổ yêu tộc là ngôi sao lớn nhất, những linh hồn hấp thu sau đều dưới cơ linh hồn bạch hổ yêu tộc, chuyển động quanh linh hồn bạch hổ yêu tộc. Vậy là không cần luyện hóa linh hồn, những linh hồn bị hấp thu sẽ tự nhiên hình thành cân bằng trong thân thể. Miễn hấp thu linh hồn của tu sĩ khác thì thực lực sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Ngư gia gật đầu rồi lại lắc. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng sau này phát hiện mình đã sai. Mặc dù linh hồn bạch hổ yêu tộc mạnh thật nhưng những linh hồn nhỏ bé càng lúc càng nhiều, tổng hợp lại mạnh hơn linh hồn bạch hổ yêu tộc. Vì vậy cân bằng tan vỡ. Ban đầu chỉ bị nhức đầu, sau đó ta phát hiện trí nhớ càng lúc càng kém, thần kinh rối loạn gián đoạn, đôi khi quên mình là ai. Nhưng lúc tỉnh táo thì ta như không bị gì, những đau đớn lúc trước chỉ như giấc mộng. Lần này ta bị bệnh lâu nhất, hơn một vạn năm mới tỉnh táo, bỏ lỡ nhiều chuyện, ai. Ngư gia nhìn ngôi mộ dưới khóm tre, thở dài thượt thượt. Ánh mắt Phong Phi Vân đăm chiêu, hắn chợt nhớ đoàn linh hồn Phượng Hoàng trong não mình. Phong Phi Vân lại nghĩ đến phụ mẫu từng đi bái phỏng ngư gia hỏi cách cho bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Chẳng lẽ? Không, không đâu. Phong Phi Vân hãi hùng tột cùng. Hắn không sợ khó khăn, tà ác mà sợ bản thân. Phong Phi Vân sợ những thứ hắn công nhận là chân lý đột nhiên biến thành sai lầm. Sợ thứ từng có không thuộc về mình. Nỗi lòng Phong Phi Vân tràn ngập kinh hoàng, thần thức tiến vào cơ thể nhìn đoàn linh hồn Phượng Hoàng nằm trong não. Đoàn linh hồn này vốn rất quen thuộc nhưng bỗng nhiên ngày càng xa lạ, đến nỗi Phong Phi Vân muốn móc nó ra. Không, không đâu, nếu linh hồn trong đầu ta bị người nhét vào thì ký ức kiếp trước sao có thể rõ ràng như vậy? Kiếp trước từng gặp Ia, đi qua những đâu, đã làm chuyện gì, chẳng lẽ đều là ảo ảnh không tồn tại sao? Từ nhỏ đến lớn Phong Phi Vân chưa từng trải qua chuyện quái dị như vậy. Phong Phi Vân ôm đầy nghi ngờ về kiếp trước, bởi vì kiếp trước hắn chưa từng thấy thánh linh, không thấy thánh linh dụng cụ, thậm chí là những thứ liên quan đến thánh linh. Trước kia Phong Phi Vân cảm thấy chuyện này bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy rất lạ. Thánh linh đạo là đặc điểm riêng của mỗi người thành thánh, không thể mô phỏng nên không xuất hiện trong đầu a. Kiếp trước là giấc mơ, vốn không tồn tại. Trên đời này không có tộc trưởng Phượng Hoàng Phượng Phi Vân, ta chưa từng gặp Thủy Nguyệt Đình, không bị nàng giết, không đi địa ngục.
tất cả là mơ, giấc mơ từ rất lâu. Có người nói đời như giấc mơ, tỉnh mộng là lúc đời chấm dứt. Có người bảo đêm qua lâu thật lâu, như trải qua mấy đời. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ, ta còn đang nằm ngủ trên giường. Cuộc đời tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân là giấc mơ của ta. Ta luôn là Phong Phi Vân, ta là thiếu gia Bột Phong gia Linh Châu Thành, là ác thiếu gia người gặp người sợ, là kẻ phóng đãng. Ta chỉ nằm mơ, một giấc mơ thay đổi ta, khiến ta nhận ra sai lầm trước kia, biết tương lai sống như thế nào, biết con đường tiếp theo nên đi ra sao. Chẳng lẽ đây là mơ một giấc dài, đột nhiên hiểu ra, được cao nhân chỉ điểm trong mơ, gặp thần linh trong mộng mà dân gian đã nói. Chỉ một đêm, đêm qua đi công tử Bột tội lỗi chồng chất, vô dụng được chăng hay chớ của Linh Châu Thành một bước lên trời, thành thiên tài đỉnh cao của Nam Thái Phủ. Sau này vào Vạn Vật Tháp tu luyện thành thiên tài đẳng cấp sử thi. Rồi đi Thần Đô, Đồng Lô Sơn, Trung ương Vương Triều thứ 6, từng bước biến cường đại hơn, từng bước một trở thành cường giả, đi đến bây giờ. Tất cả chỉ là cơn mơ. Nếu không có giấc mơ này phải chăng ta còn là công tử trác táng tại Linh Châu Thành, bị nữ nhân đào rỗng thân thể, bị nghĩa huynh Phong Tùy Vũ hại chết. Phong Phi Vân càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cảm thấy mọi chuyện thật khó tin. Đó chỉ là mơ sao? Vậy linh hồn Phượng Hoàng trong đầu thì sao? Thanh đồng cổ thuyền trong thân thể là như thế nào? Mơ, mơ, nếu đúng là mơ thì ta nằm mơ ở đâu? Trong nhà, thanh lâu, trên giường, dưới đất. Phong Phi Vân vắt óc suy nghĩ, lật lại từng mảnh ký ức. Hồi lâu sau Phong Phi Vân nhớ ra. Ngày đầu tiên Phong Phi Vân trọng sinh gặp người đầu tiên là La Ngọc Nhi. Khi đó Phong Phi Vân đang đè trên người La Ngọc Nhi, muốn cưỡng bức thiếu nữ bán trà. Ngay giây phút đó đầu óc Phong Phi Vân nhớ nhối, ký ức tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân liên tục ùa vào đầu. Bởi vì thiếu gia trác táng Phong Phi Vân ý chí yếu ớt, ký ức giải rác. Lượng ký ức tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân nhiều hơn Phong Phi Vân trác táng, trí tuệ sâu sắc hơn, ý chí kiên cường hơn. Nên khi ấy ý thức Phượng Phi Vân chiếm chủ đạo, Phong Phi Vân cho rằng mình là Phượng Phi Vân trọng sinh chuyển thế. Sự thật là Phong Phi Vân từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Phong Phi Vân, chưa từng thay đổi. Giấc mơ có thể thay đổi người trong một lúc, khi mơ nhạt nhòa thì mức ảnh hưởng cũng yếu đi. Giấc mơ có thể thay đổi quyết định, tín niệm của một người nhưng không đổi được tính cách bẩm sinh. Ta chính là Phong Phi Vân, vẫn là ác thiếu gia trác táng, chưa từng đổi thay. Thật sự là như thế sao? Phong Phi Vân dần bình tĩnh lại, hít sâu, thở ra. Nữ nhân áo xanh hỏi. Phong Phi Vân, người có sao không? Nữ nhân áo xanh thấy trạng thái Phong Phi Vân là lạ, không ổn định. Phong Phi Vân mỉm cười, lắc đầu nói. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, còn ải nào không thể vượt. Hôm nay ta mệt quá, muốn yên tĩnh một mình, đừng ai đến gần. Phong Phi Vân leo lên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, tới đỉnh núi, ngồi trên một tảng đá to màu xanh. Đôi mắt đỏ nhạt nhìn trời đêm tối đen vô tận, gió lạnh thổi bên tai Phong Phi Vân. Đây là muốn rèn luyện lòng của ta hay thử thách ta làm sao nhìn thấu chân thực và hư vọng? Phong Phi Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh cứ a từng có. Phong Phi Vân cảm nhận mọi thứ xung quanh, sự sống của gió, núi, tre, tảng đá. Đời người tràn ngập không biết, sương mù phủ răng. Muốn nhìn thấu những sương mù này thì phải cảm nhận bằng trái tim. Phong Phi Vân như họ a ợp làm một với Thanh Liên Linh Sơn, lặng yên không nhúc nhích. Các bóng người xẹt qua đầu Phong Phi Vân, Thủy Nguyệt Đình, Đông Phương Kính Nguyệt, La Ngọc Nhi, La Lão Hán, Phụ Thân, Lưu Quản Gia. Những người trước kia không được chú trọng giờ xuất hiện trong đầu Phong Phi Vân, suy nghĩ mở ra từng bước. Lúc ký ức của Phượng Phi Vân nhập vào ta vừa lúc ta đang đùa giỡn La Ngọc Nhi. Lúc thế này nam nhân sẽ rất phấn khởi, nhưng tại sao ta ngây người lâu như thế? Phong Phi Vân đang suy nghĩ kiểu đơn phương. Xem mình là Phong Phi Vân, cho rằng ký ức tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Phi Vân là người từ ngoài đến. Phong Phi Vân xuất phát từ giả thiết này nghiên cứu sâu hơn, nhưng có mâu thuẫn. Phong Phi Vân lẩm bẩm. La Ngọc Nhi. Con người Phong Phi Vân co rút, giây sau hắn đến Thiên Quốc. Thiên Quốc. La Ngọc Nhi ngồi xếp bằng trên cây non không cao, gốc cây này đen thui, chỉ cao 4-5 thước nhưng đầy linh tính, rắc các rốm sáng. La Ngọc Nhi thấy Phong Phi Vân xuất hiện trước mặt thì hết hồn, đôi mắt xoe tròn. Phong thiếu gia, ta, thánh thực thụ đã nảy mầm,
lại có sức sống. La Ngọc Nhi cho rằng Phong Phi Vân đến xem thánh thực thụ. Bộ dạng Phong Phi Vân già nua, hắn không muốn khiến mấy nữ nhân trong thiên quốc lo lắng nên biến thành dáng vẻ trẻ trung. Phong Phi Vân đứng gần đó nhìn La Ngọc Nhi chằm chằm thật lâu. Phong Phi Vân hỏi, còn nhớ lúc ở Linh Châu Thành không? La Ngọc Nhi đáp, đương nhiên nhớ, Phong thiếu gia vì dân trừ hại, giết Tam gia, chặt tay Ngô lão đại. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, ta đang nói về đêm đó. Mặt La Ngọc Nhi đỏ hồng, cúi gục đầu, ngón tay kéo vạt áo. La Ngọc Nhi ấp úng. Chuyện đêm đó, ta quên rồi. La Ngọc Nhi thầm khó hiểu, Phong thiếu gia thật kỳ cục, nhắc đến chuyện xấu hổ như vậy. Phong Phi Vân nói, vậy nàng cố gắng nhớ lại đi. La Ngọc Nhi nhíu chặt mày, khuôn mặt đỏ bừng. À, thế này không tốt lắm. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn mây trời. Nói đi, ta rất muốn biết, càng kỹ càng tốt. La Ngọc Nhi rất xấu hổ, ấp úng nói. Đêm đó Phong thiếu gia mang theo hai nô tài phủ thành chủ đạp cửa nhà ta. Rồi thì Phong thiếu gia cười to bảo ha ha ha, tiểu nương tử lớn lên ngày càng ngon miệng. Hai người đi ra ngoài canh chừng, tối nay bản thiếu gia muốn cùng nàng thảo luận chuyện đời. Hai tên nô tài ra ngoài, Phong thiếu gia cởi dây lưng nhào tới. Ta liều mạng gãy giụa, cố hét to. Phong thiếu gia hãy tha cho ta đi, ta còn nhỏ, chưa gả cho người. Phong thiếu gia cười to bảo ha ha ha, hét đi, cứ hét đi, nàng có la tắt tiếng cũng không ai cứu được. Rồi Phong thiếu gia cởi váy trên người ta, lột sạch hết, nhéo một cái, rồi. Khụ khụ, nàng không cần kể tỉ mỉ chuyện đêm đó. Phong Phi Vân xoa trán thầm nghĩ. Tiểu cô nương này nhớ kỹ chuyện đêm đó bao nhiêu năm vẫn kể vanh vách như mới ngày hôm qua. Xem ra chuyện năm xưa để lại vết thương lớn trong tâm hồn non nớt của nàng. Phong Phi Vân nói. Nàng hãy cho ta biết khi ta đè trên người nàng thì ta đang làm gì, khi ấy ta có biểu tình gì, có chỗ nào không thích hợp. Ánh mắt La Ngọc Nhi là lạ. Biểu tình của Phong thiếu gia rất. La Ngọc Nhi liếc trộm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gãi đầu. Được rồi, ta biết biểu tình lúc đó của ta chắc chắn rất phong phú, nàng khỏi nói. Ta có phát hiện ta có điểm gì không thích hợp. La Ngọc Nhi nói. Phong thiếu gia lúc đó, khác với bây giờ. Phong Phi Vân nói. Nhảm nhí, đương nhiên khác hẳn. La Ngọc Nhi tiếp tục suy tư, mắt trong suốt, ngoan ngoãn đáng yêu. Biểu tình của Phong thiếu gia lúc đó rất vội vã, mặt đầy mồ hôi, nụ cười rùng rợn nhe nanh trắng như muốn ăn thịt ta. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt, xem ra không hỏi được gì từ miệng La Ngọc Nhi. Nhưng bộ dáng ngốc nghếch của tiểu cô nương thật đáng yêu. Phong Phi Vân cười gượng. Lúc ấy đúng là ta muốn ăn nàng. La Ngọc Nhi giật mình kêu lên. À! Phong Phi Vân đã xoay người đi, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Ta đi đây, đừng nói cho ai ta từng đến đây. La Ngọc Nhi đứng dưới cây non nhìn bóng dáng Phong Phi Vân khuất xa, nàng chớp mắt khó hiểu. Phong Phi Vân ra khỏi thiên quốc, lại ngồi trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, thắc mắc trong lòng chưa mở, ngược lại tăng thêm một. Vì mấy ngày sau khi Phong Phi Vân trọng sinh không chỉ gặp La Ngọc Nhi, hắn còn gặp một nữ nhân khác. Khi Phong Phi Vân trọng sinh, nàng cũng có mặt trong Linh Châu Thành. Đêm Phong Phi Vân cưỡng bức La Ngọc Nhi chắc chắn nàng có mặt trong Linh Châu Thành. Linh Châu Thành nằm ở Nam Thái Phủ, chỉ xem như một tòa thành nhỏ không chút bắt mắt, xa xôi heo hút. Một số cường giả dòng chính Phong gia không thích đến đó làm thành phủ. Đông Phương Kính Nguyệt là thiên kim tiểu thư của Ngân Câu gia tộc, địa vị cao thượng, tại sao nàng đến Linh Châu Thành? Lần đầu tiên Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt gặp mặt là ở Ngân Câu phường Linh Châu Thành, ngày thứ ba sau khi hắn trọng sinh. Lúc ấy Phong Phi Vân đi Ngân Câu phường cầu giúp đỡ, tình cờ gặp Đông Phương Kính Nguyệt đến Linh Châu Thành. Nghe chấp sự Ngân Câu phường nói Đông Phương Kính Nguyệt vì có chuyện quan trọng nên đến Linh Châu Thành. Người có thân phận như Đông Phương Kính Nguyệt thì Linh Châu Thành bình tĩnh có chuyện quan trọng gì cần nàng tự mình đến. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ. Chẳng lẽ người mình mơ không phải Thủy Nguyệt Đình? Ngay từ đầu, người mình mơ là Đông Phương Kính Nguyệt. Không, không đúng, khi đó ta không quen Đông Phương Kính Nguyệt, làm sao mơ thấy nàng được? Phong Phi Vân cảm thấy kỳ lạ. Phong Phi Vân suy đoán Đông Phương Kính Nguyệt vì nàng và Thủy Nguyệt Đình giống hệt nhau. Còn bảo chuyện này liên quan Đông Phương Kính Nguyệt thì khả năng không lớn, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều.
Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nếu trở về Trung ương Vương triều thứ 6 có lẽ sẽ đi gặp nàng một lần. Trong lòng Phong Phi Vân có nhiều điều khó hiểu nhưng tâm hồn hắn kiên cường, biết chuyện không thể cưỡng cầu, đến lúc thì sự thật sẽ tự động hiện ra. Khi biết kiếp trước có lẽ không thật, trong lòng Phong Phi Vân nhẹ nhàng hơn. Giống như người đang nằm mơ, người ở trong cơn ác mộng sẽ thấy rất đau khổ, sợ hãi. Nhưng khi tỉnh mộng phát hiện đó chỉ là mơ, những nỗi sợ hãi hùng tan biến hết. Đối với Phong Phi Vân, kiếp trước là ác mộng, cơn ác mộng đi theo hắn hơn 10 năm mãi không thể buông xuống. Cho đến hôm nay biết đó có lẽ chỉ là giấc mơ, Phong Phi Vân mới nhẹ lòng hơn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là trùng kích vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân đè nén mọi suy nghĩ lung tung, không nghĩ nhiều nữa. Cho dù có nghĩ cũng phải chờ qua vũ hóa cảnh rồi tính. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tâm tình dần bình ổn lại. Giữa sườn núi, trong đạo quan, nữ nhân áo xanh mở mắt ra, nói. Suy nghĩ của hắn đã ổn định lại. Ngư gia gật gù. Tâm tính của hài tử này không yếu, về sau gặp trắc trở, gian khó lớn đến mấy cũng sẽ vượt qua được. Mao Ô Quy nằm trên ghế gỗ ngà voi, nó nhìn nữ nhân áo xanh. Nói đến thì sao nàng biết suy nghĩ của hắn ổn định lại? Hay nàng giống thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đạo tâm sáng tỏ? Ngư gia cười, bàn tay nhăn nheo vuốt đầu Mao Ô Quy. Nàng là tinh linh trên Thanh Liên Linh Sơn, bất cứ thứ gì trong chỗ này không qua mắt nàng được. Lâu thật lâu trước kia trên Thanh Liên Linh Sơn dựng dục hai linh tụy, một gốc sen xanh, một gốc tre xanh. Sen xanh thành đạo trước, tre xanh biến đổi sau. Sen xanh là Thanh Liên nữ thánh, trúc xanh là nữ nhân áo xanh. Mao Ô Quy hiểu ra. Hèn gì nàng quen thuộc những gì Thanh Liên nữ thánh trải qua. Khi Phong Phi Vân hỏi tại sao lúc đó nàng không ở bên cạnh Thanh Liên nữ thánh thì nàng không trả lời, hóa ra khi ấy nàng là cây trúc chưa biến hóa. Ai, nói đến thì Thanh cô nương, linh thể trúc xanh của nàng ở đâu? Cho lão Quy ta chiêm ngưỡng sùng bái một phen. Nữ nhân áo xanh như không nghe thấy lời Mao Ô Quy nói, tiếp tục báo với ngư gia thiết kế mấy hôm nay. Khí thánh linh trong người Phong Phi Vân nhanh chóng chướng lớn, thượng đan điền và trung đan điền đã dung hợp, hiện tại chỉ còn lại hạ đan điền mấu chốt. Nếu hắn thất bại sẽ thành mây khói, còn nếu thành công thì viên thánh linh nội đan trên người Phong Phi Vân, thực lực của hắn không khống chế nó được, dẫn đến thiên địa dị tượng, gây náo động lớn. Không chừng có người ra tay chém đạo cơ của hắn, không cho hắn phá tan trói buộc. Ngư gia gật đầu, nói. Rất có lý, phải đề phòng. Phụ mẫu của hắn và ta có sâu xa, ta phải giúp hắn một tay. Mao Ô Quy thấy ngư gia, nữ nhân áo xanh lo thảo luận chuyện quan trọng, phớt lờ nó. Mao Ô Quy nhỏ giọng nói. Không nói cho ta biết thì thôi. Trúc xanh biến ra, linh thể là đồ tốt. Mao Ô Quy cười gian đi ra đạo quan, lẻn vào rừng tre. Ầm 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 ầm. Bên ngoài vang tiếng sấm sét gầm rú, làm nguyên Thanh Liên Linh Sơn lung lay. Thánh thực quả chạy đến, sốt ruột kêu lên. Ngư gia gia mau chạy qua xem, gia gia của ta sắp bị giết. Nghiêm trọng không? Thánh thực quả nói. Chỉ còn một hơi, gia gia bảo muốn gặp ngư gia gia lần cuối. Ngư gia cười cười vuốt hai cọng râu, nói. Chắc nó muốn ta cứu nên mới nói vậy. Cho nó nằm một lúc đi, không chết được. Rất nhanh 3 ngày qua đi. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, thân thể hợp nhất với Thanh Liên Linh Sơn, mỗi lỗ chân lông giãn ra hít vào tinh khí trong núi. 3 ngàn nay Phong Phi Vân đã chuyển hóa tất cả linh khí thành khí thánh linh, tuy số lượng ít hơn nhiều nhưng thay đổi về chất. Tu sĩ bình thường toàn là từ cảnh giới Niết Bàn mở hạ đan điền, chuyển linh khí trong cơ thể thành khí vũ hóa. Khi trùng kích cảnh giới thánh linh lại chuyển khí vũ hóa thành khí thánh linh. Phong Phi Vân đi con đường khác, lúc cảnh giới Niết Bàn hắn trực tiếp chuyển linh khí thành khí thánh linh. Nghĩa là Phong Phi Vân nhảy qua giai đoạn đại cảnh vũ hóa cảnh, trực tiếp tu thánh linh. Phong Phi Vân tuyệt đối không trực tiếp đến cảnh giới thánh linh, hắn còn con đường rất dài phải đi. Đêm không trăng đã tới, lúc này quy tắc toàn thiên địa sẽ co rút, nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, là lúc để ta trùng kích vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân ngồi trên đỉnh núi, tóc bạc tung bay, râu bạc theo gió. Bầu trời trên đầu bị Phong Phi Vân xé rách sang hai bên, đất đai di chuyển từng khối rời đi bốn phương. Ầm 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 ầm. Đất đai phát ra tiếng gầm gừ như động đất, quấy nhiễu nhiều tu sĩ.
Tầng đất bên trên Thanh Liên Linh Sơn di rời lộ ra trời sao mênh mông xa xôi. Ánh sao nhấp nhảy trong trời sao, rắc xuống sắc bạc nhuộm màu bí ẩn cho Thanh Liên Linh Sơn. Trên Thanh Liên Linh Sơn, nữ nhân áo xanh, ngư gia, Mao Ô Quy, huyết giao, thánh thực quả nhìn trời, ngước nhìn trời sao sâu thẳm. Mao Ô Quy nói, ai bảo ở đây không thể ngắm trăng, nếu tối nay có trăng chắc chắn ánh trăng sẽ rắc xuống nơi này, cảnh đẹp tuyệt vời. Trên bầu trời vang tiếng quỷ vật âm tà gào thét. Growl, két. Dưới đất, nhiều quỷ hồn màu đen bay lên trời, thỏa thích hấp thu dương khí tinh hao trong đất đai. Một ngọn núi lớn sụp xuống, đá lăn ra. Một cái xác khổng lồ bước ra ngoài, chân thô cỡ cây cột, lông tóc ướt sũng nước thây ma. Nó há to mồm máu giống gầm. Đêm không trăng đã đến, sinh vật trí âm trí tà trong thiên địa đều đi ra. Đêm không trăng, âm sát hội tụ, dương khí mỏng manh. Đêm nay là vùng trời của âm tà, quỷ vật, lực lượng của chúng nó mạnh nhất. Đương nhiên đêm nay không chỉ một mình Phong Phi Vân định đột phá cảnh giới. Rất nhiều cường giả tà đạo đến thiên quỷ giới, định thừa dịp thiên đạo thưa thất trùng kích cảnh giới mạnh hơn. Trong lãnh thổ thiên quỷ giới bao la, nữ ma mặc áo trắng lướt qua không trung đáp xuống đất. Nữ ma cầm bình thái cổ ma thổ, đi hướng rừng rậm màu đen. Trong rừng cổ mộc thô to, vỏ cây như nếp nhăn trên mặt lão nhân. Thân cây như tòa nhà lớn, lá to như cái mo. Dưới lòng đất vọng lên tiếng gầm. Nơi đó là thi hoàng mộ địa chôn mấy chục chân thân thi hoàng từ thái cổ đến nay, không ai được phép đi vào. Ầm 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 ầm. Tà ti khổng lồ cao 80 thước bò ra từ lòng đất, tay cầm kiếm to đẫm máu, giọng nói đầy tức giận nhìn nữ ma bên dưới. Mắt nữ ma lạnh bằng kẹp bình chứa thái cổ ma thổ dưới nách, nói. Thật sự là thi hoàng mộ địa, ta thấy nơi này có duyên với ta, đột phá cảnh giới ở đây vậy. Vừa lúc mượn thi khí của thi hoàng sử dụng. To gan, thi hoàng mộ địa là thánh đại thi tà, người nói có duyên là có thể xông vào sao. Tà khi khổng lồ phun ra sương mù ăn mòn dày đặc, huyết khí ngút trời bay ra khỏi người tà thi, tay cầm kiếm to đẫm máu chém một nhát. Cút đi. Nữ ma phất tay tát bay tà thi khổng lồ cao hơn 80 thước văng vào rừng đen cách mấy ngàn dặm. Nữ ma cầm bình chứa thái cổ ma thổ đi vào rừng đen. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, hai tay Phong Phi Vân giang ra, lòng bàn tay lóe sáng sinh ra đoàn sáng thánh linh. Đứng cách vạn dặm có thể thấy ánh sáng thánh linh trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn tựa như thiên đăng chiếu sáng thế giới xung quanh. Thanh Liên Linh Sơn gần đan đỉnh quỷ thị, nhiều tu sĩ cường đại cảm nhận được dao động truyền từ Thanh Liên Linh Sơn. Hơi thở đó truyền từ Thanh Liên Linh Sơn, rất giống khí thánh linh. Chẳng lẽ có thánh linh đi Thanh Liên Linh Sơn? Chắc không phải Thanh Liên nữ thánh sống lại đi. Tối nay là đêm không trăng, nhiều sinh vật chết có thể sống lại, không chừng đúng là Thanh Liên nữ thánh sống lại. Từ Thanh Liên Linh Sơn truyền đến dao động thánh linh gây chấn động lớn trong đan đỉnh quỷ thị. Cường giả các tộc phái tu sĩ đi điều tra. Không lâu sau có tin tức truyền về đan đỉnh quỷ thị. Bán yêu kia ngồi xếp bằng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, người tỏa thánh quang, hắn đang hấp thu thiên địa tinh khí, ngôi sao vực ngoại. Sau khi tin truyền về, các suy đoán nổi lên. Một lão nhân râu kéo dài dưới đất bấm đốt tay, ngước nhìn trời. Tối nay là đêm không trăng, lúc thiên địa quy tắc có nhiều lỗ hổng nhất. Chắc bán yêu muốn lợi dụng cơ hội này trùng kích vũ hóa cảnh. Lão nhân này là trí giả khá nổi tiếng, từng tính số cho thánh linh. Lời lão nhân nói rất có quyền uy. Có người đưa tin cho Kim Ô Bá Hoàng tử. Đột phá vũ hóa cảnh. Ha ha ha, đùa gì vậy? Bán yêu không thể nào đột phá vũ hóa cảnh, đó là trời nguyền rủa, không ai có thể phá vỡ. Bá hoàng tử vốn đang tu luyện nghe tin này nhìn hướng Thanh Liên Linh Sơn, cười nói. Bán yêu mặc dù thuộc quần thể yếu nhưng từ xưa đến nay cho ra nhiều hiền tài kinh thiên vĩ địa, muốn phá vỡ trói buộc trở thành thần thoại, nhưng không người nào có thể phá tan vũ hóa cảnh. Ánh mắt Kim Ô tứ hoàng tử âm trầm cười nói. Hắn đang tìm chết. Chắc chắn đêm nay hắn sẽ bị nguyền rủa phản phệ chết. Ta vốn định tự mình giết hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, bây giờ không còn cơ hội nữa. Bá hoàng tử trừng tứ hoàng tử, lạnh nhạt nói. Chúng ta là thái cổ thánh yêu tộc, có mục tiêu vĩ đại hơn. Lên thánh cảnh, chứng tiên đạo, chỉ là bán yêu bình thường, không đủ tư cách làm đối thủ của chúng ta. Kim Ô tứ hoàng tử nói. Đại ca dạy rất đúng. Mặc Giao Giao.
hiên viên nhất nhất ở đan đỉnh quỷ thị cũng nghe tin. Trong lịch sử hiếm thấy bán yêu trùng kích vũ hóa cảnh có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy, nhiều tu sĩ chạy đến ngoài Thanh Liên Linh Sơn, nhìn đỉnh núi cao xa. Ngoài Thanh Liên Linh Sơn đông nghẹt người, có rất nhiều tu sĩ tụ tập, trong đó không thiếu cường giả nhân loại. Một cự thú hình dạng như thao thiết lướt qua hư không chạy đến, người phát ra khí thế hung mãnh, đôi mắt to hung tợn trừng đỉnh Thanh Liên Linh Sơn. Hàm răng trắng nhọn hoắc như kiếm, miệng nó gầm giống chạy nhanh đến Thanh Liên Linh Sơn. Trong người hắn có nhiều khí thánh linh, máu thịt cũng rất ngon. Ta muốn ăn thịt hắn. Cự thú có sáu chân đạp mặt đất phát ra tiếng rầm rập, nó lao nhanh lên Thanh Liên Linh Sơn. Nhưng nó mới xông tới sườn núi thì bị cái đuôi dao đỏ như máu quất bay. Mao Ô Quy nói, Tuyết Kiều, đẹp lắm. Mao Ô Quy dựa cái ghế ngồi trên đầu thứ giao vương, tay cầm trái cây đỏ thắm cắn một miếng. Cự thú từ đáy vực lao lên, người chảy máu ròng ròng, giống to. Grau, mới rồi ai quất ta? Grau, grau. Đầu dao khổng lồ vươn ra từ rừng tre, đầu đỏ như máu, khổng lồ hơn cơ thể cự thú giống thao thiết gấp mấy lần. Một con mắt thứ giao vương dữ tợn nhìn cự thú, mắt nổi tơ máu đỏ thẫm, rất hung tợn. Cự thú hết hồn, người co ro, run cầm cập bỏ dậy. Grau. Thứ giao vương nuốt cự thú vào bụng, mồm to chảy máu đỏ thắm. Không ăn ngươi tưởng bản vương ăn chay chắc. Mao Ô Quy nói. Tuyết Kiều ngoan, chúng ta phải điệu thấp. Nghe thế thứ giao vương héo, cái đầu to như ngọn nồi rút về rừng tre. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, Phong Phi Vân đã ngưng tụ đủ lực lượng, định một hơi phá tan hạ đan điền vững chắc. Giữa tay Phong Phi Vân ngưng tụ khí thánh linh, lực lượng ánh sao chui vào lão, oanh kích hạ đan điền. Ầm, chỉ va chạm một lần Phong Phi Vân đã ngửa người té ra sau, miệng mũi chảy máu, ánh sáng trên người tối đi. Phong Phi Vân nằm té trên đài đá. Lực lượng cực khổ ngưng tụ không thể đánh nát hạ đan điền, chẳng lẽ đây là sự thật không thể thay đổi sao? Thất bại. Không, tuyệt đối không thể thất bại. Phong Phi Vân cắn chặt răng, lại ngồi xếp bằng trên đài đá, thần thông đặc biệt vận chuyển trong cơ thể. Kiếp diệt vạn đạo pháp. Lực lượng kiếp vận chuyển trong cơ thể Phong Phi Vân, hắn muốn dùng lực lượng kiếp chém chính mình. Mắt nữ nhân áo xanh sáng hơn ánh sao. Hắn thất bại, nhưng không từ bỏ. Ngư gia lo lắng nhìn Phong Phi Vân trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, nói. Con đường hắn đi vốn là đường hầu như không có khả năng thành công. Trên đời này có người tuyển chọn đi đường bằng phẳng, có người chọn đi đường nhỏ gập ghềnh, có người chọn đi đường treo leo trên vách đá, có người đi cầu gỗ nguy hiểm. Nhưng dưới chân hắn vốn không có đường, Phong Phi Vân không có lựa chọn. Đa số người sẽ dừng bước, mất hết hy vọng, bỏ cuộc. Nhưng Phong Phi Vân thì không, hắn tiếp tục vượt lên. Hắn muốn đi con đường thuộc về mình, không có đường thì tự tạo. Số phận đã định Phong Phi Vân liều mạng với trời, tùy thời vạn kiếp bất phục. Nhưng Phong Phi Vân không dừng lại, chúng ta cần có tinh thần như hắn. Dù hôm nay Phong Phi Vân thất bại thì hắn dùng hành động nói cho người đời biết bán yêu không phải sinh vật tự cam sa đọa, chúng ta dám tranh mệnh với trời. Những tu sĩ quan sát bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn không ai tin Phong Phi Vân có thể phá tan vũ hóa cảnh, bọn họ đến đây với tâm tình xem náo nhiệt. Bọn họ muốn nhìn bán yêu cuồng vọng chết như thế nào. Khi bọn họ nhìn Phong Phi Vân trùng kích thất bại, ngã xuống thì nhiều tu sĩ cười rộ lên. Bán yêu ngu xuẩn, mơ mộng phá tan vũ hóa cảnh, đây là đang mơ giữa ban ngày. Bán yêu nên giữ bổn phân, làm bán yêu nô bình yên sống hết đời, có như vậy còn sống thêm được mấy ngày. Kim Ô Tứ Hoàng Tử cũng đến Thanh Liên Linh Sơn, nhìn Phong Phi Vân té dưới đất, gã cười ngoác tận mang tai. Sinh vật đê tiện đã đinh trước cả đời đê tiện, mơ chống lại trời nguyền rủa. Thật là không biết tự lượng sức mình. Kim Ô Tứ Hoàng Tử sướng lâng lâng, giống như gã một đấm đánh Phong Phi Vân té xuống đất. Hiên Viên Nhất Nhất chân đạp mây trắng, lưng cõng kiếm cổ, mắt sáng nhìn trời, khuôn mặt không biểu tình. Trong mắt Hiên Viên Nhất Nhất không có thất vọng mà là bi ai. Hiên Viên Nhất Nhất bi ai cho chúng sinh cõi đời, thế nhân cảm thấy bán yêu đê tiện, mãi mãi không xông phá vũ hóa cảnh được, vĩnh viễn không chạm đến thiên đạo cực độ. Nhưng có ai tiếp xúc đến thiên địa cực độ, ai có thể thành tiên đắc đạo? Thành tiên đắc đạo chỉ là một truyền thuyết, không ai phá vỡ được trời trói buộc, không ai có thể thành tiên đắc đạo. Nếu vậy thế nhân có tư cách gì xem thường bán yêu? Chỉ là 50 bước cười 100 bước.
Hiên Viên Nhất Nhất cảm thấy Bán Yêu dám liều mạng với trời đáng khâm phục hơn cái gọi là thiên tài, nhân kiệt, dù hắn thất bại. Ủa, hắn lại ngồi dậy. Ta cảm giác lực lượng kiếp xuyên qua người hắn, không lẽ hắn có thể dùng lực lượng bản thân dẫn động kiếp lực. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn lại náo động. Vẻ mặt Hiên Viên Nhất Nhất không biểu tình nhưng mắt sáng hơn, nàng nhìn chăm chú thân hình già nua trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn. Hắn già như cái cây sắp chết héo, dù gió táp mưa sa, trùng đục thú cắn, hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nhìn như tùy thời gục ngã nhưng mãi mãi sẽ không ngã. Lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp rất bí ẩn, tu luyện kiếp lực trong cơ thể. Lực lượng kiếp là lực lượng thiên đạo. Hiện giờ Phong Phi Vân muốn dùng lực lượng thiên đạo của bản thân chém hạ đan điền, dùng nó để đối kháng thiên đạo. Phá cho ta. Phong Phi Vân được ăn cả ngã về không, chém ngược lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp trở lại, oanh kích hạ đan điền. Hạ đan điền vốn vững như đá bị xé rách một khe hở, bên trong bắn ra ánh sáng vàng, chớp mắt lan tràn các góc cơ thể Phong Phi Vân, người hắn ánh vàng rực rỡ. Ầm. Hạ đan điền vỡ nát hết, phát ra ánh sáng ngút trời, ánh sáng bao phủ Thanh Liên Linh Sơn. Các cơn mưa ánh sáng rơi xuống không gian, nhức thác đổ thần quang, có đốm sáng tựa sao băng bắn về chân trời. Không, không lẽ hắn thành công? Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn, các tu sĩ hóa đá, ngơ ngác nhìn hướng Thanh Liên Linh Sơn, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Giờ phút này, linh khí, quy tắc trong thiên địa tụ tập vào đỉnh Thanh Liên Linh Sơn hình thành vòng xoáy lớn, chính giữa là Phong Phi Vân. Kim Ô Tứ Hoàng Tử thụt lùi hai bước. Trời, sao có thể? Bán Yêu này chưa đột phá vũ hóa cảnh đã mạnh như thế, nếu để hắn vượt qua trời nguyền rủa thì sẽ đến độ cao biến thái cỡ nào? Ngay lúc Phong Phi Vân đánh bại Hạ Đan Điền, Bá Hoàng Tử trong đan đỉnh quỷ thị ngồi không yên. Bá Hoàng Tử không bình tĩnh như trước, chân thân chạy đến bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn. Vù 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 vù. Ánh sáng đoàn sáng vàng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn biến mất, phụt tắt. Ánh sáng mất đi, mọi người nhìn qua không thấy ai trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân ngã gục trên đài đá, người đầy máu, sự sống hoàn toàn biến mất. Hắn thành cái xác lạnh lẽo. Xác chết nằm trên đỉnh núi cao, trong gió lạnh có mùi máu thoang thoảng tuyên bố Bán Yêu cường đại đã chết. Cuối cùng vẫn thất bại. Có chuyện gì, mới rồi ta cảm nhận lực lượng trong người hắn chướng lên, sắp nứt vỡ khung trời, sao đột nhiên chết? Bá Hoàng Tử nhìn đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, khí thế kiêu ngạo nói. Đó chỉ là hồi quang phản chiếu, tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Ánh sáng sinh mệnh đã đốt cháy sạch vào giây phút đó, hắn đã chết. Có người cười nhạo, có người thở dài. Trên Thanh Liên Linh Sơn, Ngư Gia nhíu chặt mày, khẽ thở dài. Sức người không thể chống trời, tranh mệnh với trời chỉ có đường chết. Mao Ô Quy nói. Lão Ngư, than thở cái gì? Ta cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không chết dễ vậy. Sinh mệnh tinh khí đã khô kiệt, sự sống đứt. Đôi tay khô héo của Ngư Gia run run, khuôn mặt nhăn nheo đầy bi thương. Bán Yêu vốn không nên xuất hiện trên thế giới này, khi bọn họ vừa sinh ra đã kém hơn người ta, chịu đủ nhạo báng, hiếp bức, đối xử như nô lệ. Bán Yêu không nên tồn tại, không nên tồn tại. Ta vẫn cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không đoản mệnh như thế. Mao Ô Quy chạy nhanh hướng đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, miệng lẩm bẩm. Tiểu tử này là yêu nghiệt, sẽ không chết, không chết. Đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, trên tảng đá xanh to lớn, một cái xác già nua nằm trên đó. Quanh xác chết toàn là máu, không khí đậm đặc mùi máu. Mao Ô Quy bò lên tảng đá nhìn xác chết già nua, hai vuốt nhỏ ôm một ngón tay của Phong Phi Vân kéo mạnh. Phong Phi Vân, dậy đi, ta mang ngươi đi tán gái. Bịch. Cánh tay Phong Phi Vân lạnh cứng rơi xuống nền đá, giọt máu bắn lên. Mao Ô Quy ngây người nhìn xác chết trong vũng máu, đôi mắt to ướt nước. Mao Ô Quy lao lên, hai móng vuốt đẩy mạnh đầu Phong Phi Vân. Bà nội nó, dậy mau, không chịu cua gái thì muốn ngươi làm gì? Rồi rồi, chúng ta không tán gái, chúng ta tán gẫu uống rượu được không? Có được không? Thánh thực quả lăn qua rụi chân Mao Ô Quy. Gia gia, nhị đại gia đã chết. Gia gia có kêu thì nhị đại gia sẽ không tỉnh dậy. Chết, chết bà nội ngươi. Ai là gia gia của ngươi? Ta không phải, ngươi cút đi. Mao Ô Quy lấy một đống đan dược nhét vào miệng Phong Phi Vân, không biết nhét bao nhiêu, nhét đầy miệng hắn nhưng Mao Ô Quy vẫn còn nút vào. Đan dược lăn ra khỏi miệng Phong Phi Vân, rơi đầy người hắn.
Phong Phi Vân, quy ra ta bỏ vốn gốc, những đan dược này là ta giấu rất nhiều năm, hôm nay cho ngươi ăn hết. Nhai đi chứ, ăn rồi phải tỉnh lại, không, không thì, hu hu, tổ cha ngươi. Phong Phi Vân không chút phản ứng, không nhúc nhích. Mao Ô Quy từ ngực Phong Phi Vân trượt xuống, ngã trên tảng đá to, mai rùa chạm đất, mặt hướng lên trời. Xem ra, chết thật rồi, quy ra ta có chuyện gì chưa từng gặp qua. Chuyện nhỏ này. Thánh thực quả nói. Ra ra khóc. Thằng nhãi này, trong mắt ra ra là nước. Mao Ô Quy vừa lau nước mắt vừa bò dậy, đạp người Phong Phi Vân. Không tỉnh thật rồi, không tỉnh thì thôi, dù gì lão tử thấy nhiều chuyện nhỏ thế này. Không tỉnh thật, thật sự không tỉnh. Thánh thực quả nói. Chúng ta chôn nhị đại ra đi. Được rồi, chọn đất phong thủy tốt. Mao Ô Quy ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Chờ thêm vài ngày đi, không chừng hắn chỉ giả chết, một lúc nữa sẽ sống dậy. Mao Ô Quy nhặt cục đá nhỏ lót dưới mông, ngồi chờ. 3 ngày sau, máu khô cạn trên đá xanh, xác già nua trắng phau. Ngư gia lần thứ 7 leo lên đỉnh núi nhìn cái xác già, khẽ thở dài. Chôn hắn đi, đã chết thật. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường đời người, đừng cố chấp. Mao Ô Quy cắn chặt quai hàm. Chờ thêm mấy hôm nữa. Các ngươi đi đi, ta ở đây trông chừng là được. Ngư gia thở dài rời đi. Trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, một cái xác nằm yên, một con rùa trắng canh giữ bên cạnh. Con rùa trắng không nhúc nhích như đã hóa đá. Lại quan âm ngay. Trời đổ mưa lớn, sấm chớp đi đùng. Thánh thực quả nói. Ra ra, chúng ta chôn ra ra đi. Huyết dao bò lên núi. Chôn đi, hàng này chết rồi. Mao Ô Quy hét to. Tía nó, ai dám nói thêm câu nữa là ăn đòn. Mao Ô Quy ngừng lại, nói. Chờ thêm mấy ngày, thành thật, lấy mái che đến che cho hắn. Nữ nhân áo xanh đứng trong màn mưa phía xa, thướt tha yểu điệu. Nữ nhân áo xanh nhìn một con rùa, một trái cây, một con dao nhỏ đang bận rộn. Nữ nhân áo xanh đứng gần, nàng nhìn Mao Ô Quy. Ngươi còn muốn kiên trì bao lâu? Mao Ô Quy dựng mái che, nói. Ta không kiên trì, ta chỉ cảm thấy hắn không dễ dàng chết. Chết như vậy, lại giữ mấy ngày, thêm mấy ngày. Nữ nhân áo xanh vươn một tay ra đón giọt nước, nói. Năm xưa Thanh Liên nữ thánh cũng vậy, canh giữ một gốc xuẩn không sống bao lâu, mỗi lần đều bảo với mình là canh giữ thêm mấy ngày, nhưng trông chừng hơn 1 vạn năm sau xuẩn không sống, nàng đã chết. Mao Ô Quy nói. Ha 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 ha, ta không ngốc như thế. Ta chỉ canh chừng thêm mấy ngày, vài ngày nữa. Vậy được rồi. Nữ nhân áo xanh liếc Phong Phi Vân một cái, xoay người đi. Ngay khi nữ nhân áo xanh quay người, trời sáng tia chớp đánh thủng mái che trong tay Mao Ô Quy, đánh vào cái xác trên tảng đá xanh. Xác chết bị tia chớp đánh khét đen, bốc khói, tia điện chạy dọc. Mao Ô Quy ném mái che đi, chỉ lên trời chửi. Tía nó, ông trời kia, hắn đã chết rồi mà vẫn không chịu buông tha. Lão tử liều mạng. Mao Ô Quy định xông lên đấu với ông trời. Ra ra, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Quy ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Thánh thực quả, huyết dao khuyên nhủ Mao Ô Quy. Nữ nhân áo xanh đang đi chợt dừng bước, xoay người nhìn xác chết cháy đen, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Mới rồi nữ nhân áo xanh thấy xác chết nhúc nhích một chút. Mao Ô Quy hét lên. Các ngươi đừng cản ta, ta cảnh cáo các ngươi. Lão tử mà nổi giận thì ông trời cũng sợ ta. Xác khét đen trên tảng đá xanh khẽ rên. Ui ui. Huyết dao lên tiếng. Ủa, các ngươi mới nghe được tiếng gì không? Bà nội nó, đừng đánh trống lảng. À, hình như có thanh âm thật. Mao Ô Quy chớp mắt, nghiêng tai lắng nghe, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Nữ nhân áo xanh con ngươi co rút. Các ngươi nhanh chóng tránh ra đi. À, mỹ nữ mới nói gì? Một con rùa, một trái cây, một con huyết dao cùng nhìn nữ nhân áo xanh. Xẹt xẹt, cái xác khét đen nứt rạn, một cái vỏ già nua cỡ móng tay rơi xuống lộ ra da thịt trắng bóc, tỏa ánh sáng thánh linh rực rỡ. Vết nứt lan rộng như mạng nhện, xác già vỡ ra, khí thánh linh khiếp người hùng hồn khuếch tán, ánh sáng rực rỡ chói mắt đâm đau mắt người. Ánh sáng chói mắt đánh bay Mao Ô Quy, thánh thực quả, huyết dao ra ngoài. Cả ba hét to, bị đánh bay xa mấy ngàn dặm.
Ánh sáng thánh linh bao bọc một nam nhân trẻ tuổi bay vọt lên cao như sao băng, phá tan bầu trời bay lên cao. Khí thế hùng hồ lan tràn, sinh linh cách mấy chục ước dặm cảm nhận được, phập phồng lo sợ. Ầm 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 ầm. Giờ phút này, đan đỉnh quỷ thị rúng động, tất cả cường giả cùng chạy đến Thanh Liên Linh Sơn. Dao động quá mãnh liệt, không khác gì một vị thánh linh xuất thế. Luồng thánh quang bắn lên cao, ánh sáng rực rỡ, khí thế khổng lồ hù sợ nhiều sinh linh trong màn mưa run lập cập. Rào rào, xẹt 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 xẹt. Một tia chớp giáng xuống thánh quang. Tia chớp, ánh sáng chói lòa chiếu sáng thanh niên trong thánh quang, hiện đường nét hình người tuấn tú. Nam nhân trong thánh quang đánh một đấm, nổ nát tia chớp thành từng đoàn tia điện. Ngay sau khi, các tia chớp công kích nam nhân, có mấy ngàn tia chớp, mỗi một cái như thần kiếm chém trời. Bùm! Ngư gia bay ra khỏi đạo quan, biến thành tia sáng đáp xuống đỉnh Thanh Liên Linh Sơn. Ngư gia nhìn chằm chằm nam nhân trong thánh quang, đôi tay giả nua run rẩy. Hắn thành công, từ niết bàn phá tan trói buộc, đến cảnh giới mà người đi trước không ai đạt được. Trời, hắn phá tan trói buộc, phá tan trói buộc. Lão nhân kích động khóc ròng, nỗi lòng dao động kịch liệt khó thể bình tĩnh. Rốt cuộc có bán yêu chính thức phá cỡ nguyền rủa, đi con đường mới, con đường không ai suy đoán được. Ngư gia đứng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn nhìn bầu trời, cười to bảo. Ai nói bán yêu không thể trở thành cường giả? Ai nói bán yêu bẩm sinh đê tiện? Ha ha, chờ xem đi, sau ngày hôm nay sẽ có vương giả trong bán yêu xuất thế, mai sau chém thánh linh. Tiếng cười như sấm, kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh. Phong Phi Vân phá vỡ thể xác cũ. Trọng sinh trong niết bàn, tu luyện ra thánh linh nội đan, tu vi tiến bước dài. Khí thế trong người Phong Phi Vân hùng dũng kinh động nhiều người. Đám tu sĩ đan đỉnh quỷ thị chạy đến trước tiên, trong mắt tràn ngập khó tin. 8 ngày trước rõ ràng thấy Phong Phi Vân đã chết. 8 ngày sau Phong Phi Vân chết đi sống lại, khi xuất thế trời dị tượng, lôi điện oanh kích. Cảnh tượng chỉ có khi yêu nghiệt cái thế xuất thế. Quá khó tin, bán yêu phá vỡ vũ hóa cảnh. Bán yêu phá vỡ vũ hóa cảnh. Trời nguyền rủa bị phá, trời cũng không ngăn được hắn. Nữ thiên kiêu xinh đẹp của ma điệp yêu tộc mắt sáng răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp giật mình kêu lên. Ta thấy hắn không đơn giản phá nguyền rủa, khí thế quá mạnh mẽ, có khí thánh linh vòng quanh người hắn. Trên bầu trời vô số tia chớp giáng xuống, không chỉ đánh vào người Phong Phi Vân, rơi xuống đất thành biển sét. Có mấy tu sĩ vũ hóa cảnh không né kịp bị sét đánh trúng. Hộc máu, người bốc khói đen té dưới đất. Phong Phi Vân ngửa đầu giống to. Growl. Phong Phi Vân phun ra một đoàn thánh linh khí bắn ngược lên trời, đâm thủng tầng mây. Hàng ngàn tia chớp bị chém đứt. Lúc này Phong Phi Vân đã phá tan cảnh giới nhưng lực lượng thánh linh nội đan trong cơ thể quá mạnh, hắn khó thể khống chế. Cho nên khí thánh linh chút ra ngoài dẫn đến thiên địa dị tượng, tạo thành sóng gió lớn hấp dẫn nhiều tu sĩ đến. Phong Phi Vân đứng trong biển sét. Mỗi lỗ chân lông tỏa hà quang như các tinh long vòng quanh cơ thể. Trong đầu Phong Phi Vân, đoàn linh hồn Phượng Hoàng chậm rãi hòa tan, dòng khí linh hồn khuếch tán khắp người. Phong Phi Vân chỉ suy nghĩ giây lát liền quyết định. Ta là Phong Phi Vân, không cần linh hồn nào khác, sẽ không giữ linh hồn Phượng Hoàng trong não, đi lên con đường của ngư gia. Nếu vậy, hãy làm linh hồn của thánh linh nội đan đi. Phong Phi Vân kiên quyết chưa từng có. Hắn dứt khoát dẫn linh hồn Phượng Hoàng vào vị trí vốn là đan điền, luyện hóa vào thánh linh nội đan. Linh hồn Phượng Hoàng và thánh linh nội đan dung hợp, lại lột xác. Thánh linh nội đan hiện ra hoa văn lông chim, lóe ánh lửa nhạt. Phong Phi Vân có cảm giác rất kỳ diệu, như thể trong người thêm một sinh mệnh, mọc thêm đôi mắt. Phong Phi Vân vận dụng tinh thần là có thể cảm giác mọi thứ trong người. Phong Phi Vân dung hợp linh hồn Phượng Hoàng và thánh linh nội đan gieo một hạt mầm. Chuẩn bị cho tương lai trùng kích cảnh giới thánh linh. Hiện giờ Phong Phi Vân đã tu luyện ra thánh linh nội đan nhưng cách cảnh giới thánh linh thật sự còn rất xa xôi. Nếu so thánh linh là người trưởng thành thì Phong Phi Vân mới là thai nhi trong bụng mẹ. Nội đan cỡ trứng chim cút lơ lửng trong người Phong Phi Vân, trên nội đan có hoa văn phượng hoàng lóe tia lửa, toát ra từng lũ khí thánh linh như ngôi sao lửa nổi trong vũ trụ. Trong bóng tối. Luồng sáng hủy diệt dài trăm dặm chém hướng Phong Phi Vân. Có người ra tay, không muốn thấy bán yêu sống đột phá cảnh giới. Bởi vì bán yêu này phá vỡ nguyền rủa, tương lai chắc chắn sẽ là yêu nghiệt. Tuyệt đối không để hắn trưởng thành.
Hiện giờ trạng thái của Phong Phi Vân chưa hoàn toàn ổn định, là thời cơ tốt nhất để chém hắn. Nữ nhân áo xanh phất tay áo. To gan, nơi này là Thanh Liên Linh Sơn, ai dám cản rỡ. Mây mù màu xanh bay ra từ ống tay áo, đánh tan ánh sáng hủy diệt. Trong bóng tối vọng ra thanh âm khàn đục âm u. Bán yêu không được thiên địa chấp nhận, vốn không nên sống trên đời này. Hắn nghịch thiên mà đi, tổn thương thiên hòa. Ta chém hắn là thiên kinh địa nghĩa. Tu sĩ tấn công cố ý thay đổi giọng, không muốn bị người nhận ra thân phận. Mắt nữ nhân áo xanh sáng như sao. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên, chỉ người có gan nghịch thiên mới có thể thành tiên. Ngươi nói chém hắn là thiên kinh địa nghĩa vậy ta chém ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhân áo xanh búng ngón tay, mưa bay ra như tên rời dây cung. Trong bóng tối vang tiếng hét thảm. Tu sĩ mới công kích Phong Phi Vân bị giọt mưa xuyên thủng người, toàn thân thủng lỗ chỗ rớt xuống. Ầm 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 ầm. Phía tây có cột sáng lửa cháy bắn lên, đốt đỏ một góc trời, phát ra lực lượng khiếp hồn người. Đây không phải lửa thật mà là kim ô ba chân dài 800 dặm. Lửa y quay vòng quanh người kim ô, mắt nó mở bắn ra hai cột sáng vàng như hai thanh thiên kiếm. Đây là lão kim ô đẳng cấp bán thánh, tu vi cực kỳ khủng bố. Chỉ hai tia mắt đã làm nhiều tu sĩ vũ hóa cảnh run rẩy. Là minh hoàng giới chủ của kim ô yêu tộc, chủ một giới, ngự trị ức vạn sông núi, cai trị vô số con dân. Một bán thánh lại khiến một vị bán thánh của kim ô yêu tộc ra tay, xem ra kim ô yêu tộc quyết tâm giết chết. Đây không phải bán yêu bình thường, không chừng tương lai có thể chứng thánh linh đạo. Hơi thở bán thánh cực kỳ khủng bố, uy nhiếp ập đến sắp đè nát Thanh Liên Linh Sơn. Nữ nhân áo xanh đứng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, thân thể thướt tha đường cong yểu điệu. Nữ nhân áo xanh vươn tay mảnh khảnh chém hư không, chặt đứt hai tia mắt của kim ô bán thánh. Cơ thể kim ô bán thánh khổng lồ, hai cánh che trời. Hôm nay bán yêu này phải chết, không ai cứu hắn được. Một vị bán thánh lên tiếng, tràn ngập uy nghiêm, ra lệnh một tiếng có thể hiệu lệnh một giới. Nữ nhân áo xanh như gốc tre xanh đứng trên đỉnh núi, đẹp khuynh thành. Nữ nhân áo xanh lạnh lùng nói. Nơi này là Thanh Liên Linh Sơn, không do ngươi quyết định. Ngươi chỉ là một gốc trúc xanh biến ra, ta búng tay một cái có thể diệt ngươi. Kim ô bán thánh phun ra ngụm lửa như biển lan tràn cả không gian. Thứ gì dính phải lửa là sẽ thành mây khói. Trong người nữ nhân áo xanh bắn ra từng luồng khí xanh các ngươi cái lồng chụp bao phủ Thanh Liên Linh Sơn. Mặc cho ngọn lửa lợi hại cỡ nào đều không thể chạm vào một gốc cây ngọn cỏ trên Thanh Liên Linh Sơn. Ô kim thiền kiếm. Kim ô bán thánh triệu hoán một thanh thần kiếm vàng, lửa bốc cháy trên lưỡi kiếm, kiếm khí như hỗn độn. Nhát kiếm chém ra sinh linh ngàn vạn dặm bị đè nằm sấp dưới đất. Nữ nhân áo xanh giang hai tay. Một gốc tre xanh trên Thanh Liên Linh Sơn nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh cao vạn trượng, thân tre rộng hơn 100 thước. Mỗi khúc tre dài mấy ngàn thước, xanh biếc. Lá tre rắc xuống từng tia sáng. Tre xanh to hơn cả Thanh Liên Linh Sơn, mỗi miếng lá tựa cây kiếm xanh phát ra ánh sáng. Muôn vàn lá tre bay ra thành đợt mưa kiếm chém vào thần kiếm của kim ô bán thánh phát ra thanh âm điếc tai. Mao ô quy bò lên từ khe núi, ngước nhìn bầu trời. Đây là linh thể trúc xanh của nàng ta. Má ơi, to kinh hơ dị. Hai nhân vật cái thế đang đấu pháp, trong thiên địa tràn ngập lực lượng của bọn họ. Nữ nhân áo xanh có thực lực đấu với bán thánh, tranh phong cùng kim ô bán thánh. Tu sĩ các tộc rất ngạc nhiên nhìn Thanh Liên Linh Sơn. Thì ra trên Thanh Liên Linh Sơn có một vị bán thánh luôn ẩn cư, hèn gì bán yêu kia không sợ, giết anh kiệt các tộc cúi đầu. Hóa ra có bán thánh chống lưng. Lại một khí thế khổng lồ từ xa ập đến, một cái bóng lớn lao nhanh, mỗi chạy một bước là mặt đất sẽ rung rinh. 10 ngày trước bán yêu này chém tằng tôn của ta. Hôm nay là ngày chết của hắn. Đây là cổ thụ chọc trời, thân cây cổ xưa, nhánh cây dày đặc, hai cái rễ to di chuyển như hai chân người. Thân cây chạy nhanh chớp mắt đã đến bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn. Lại là một vị bán thánh. Đó là một vị lão tổ tông lưu hoàng thụ yêu tộc, bản thể siêu khủng, ngang ngửa che xanh trong Thanh Liên Linh Sơn. Growl. Một con rắn to 9 đầu bò lên từ lòng đất, thân rắn dài mấy ngàn dặm mấp máy dưới đất. Đè sập các ngọn núi. Con rắn bò tới gần Thanh Liên Linh Sơn, nhìn đoàn thánh quang trên bầu trời. Cái đầu rắn chính giữa phát ra tiếng người. Trong người tiểu tử này kết ra thánh linh nội đan, ta
ta nuốt vào là có thể trùng kích cảnh giới thánh linh. Bán thánh thứ ba xuất hiện. Ghi chú, hiền giả vũ hóa cảnh ý chỉ cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng, đệ nhị trọng. Đại hiền giả ý chỉ vũ hóa đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Thánh hiền sĩ là vũ hóa đệ ngũ trọng, vũ hóa đệ lục trọng. Bán thánh là vũ hóa đệ thất trọng, vũ hóa đệ bát trọng. Vũ hóa đệ cửu trọng được xưng là chuẩn thánh cảnh. Xôi chào. Ba bán thánh xuất hiện, bọn họ đến vì bán yêu mới đột phá cảnh giới. Người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ không đến báo thù mà muốn nuốt thánh linh nội đan trong người bán yêu. Đối với tu sĩ cảnh giới bán thánh thì không có thứ gì hấp dẫn hơn thánh linh nội đan. Nữ nhân áo xanh đứng trên lá tre nói. Ai xông thanh liên linh sơn, giết không tha. Nữ nhân áo xanh triệu hoán một chiếc thuyền cổ màu xanh bay lơ lửng trên tay nàng. Mắt nữ nhân áo xanh trong suốt lóe tia tàn nhẫn. Kim ô bán thánh lạnh lùng nói. Chúng ta có ba bán thánh, một mình ngươi không ngăn được. Lão tổ lưu hoàng thụ yêu tộc lạnh lùng cười. Biết điều thì cút đi, không thì chém luôn cả ngươi. Rắn to chín đầu phun lưỡi, chỉ nói một chữ. Ngon. Mưa to như chút nước, mưa bụi dâng lên vẽ bức tranh xinh đẹp ý thơ. Nhưng không khí chẳng đẹp chút nào, căng thẳng, nặng nề. Bốn nhân vật đẳng cấp bán thánh giằng co. Trên bầu trời, áng mây đen kéo đến mang theo ma sát khí đậm đặc. Nhìn từ xa thấy các tấm bia chìm nổi trong mây đen, mấy chục bia mộ to lớn, trên mỗi tấm bia có một vách đá dày đặc tử khí. Mộ Thiên Ngọc Thi Hoàng. Mộ Vu Kiếm Thi Hoàng. Đây là bia mộ của mấy chục thi hoàng, trên mỗi khối bia chứa đạo của một vị thi hoàng. Âm u, dư tợn, lệ khí, máu me. Một sinh vật tử linh hãi hùng hét to. Đó là mộ bia trong thi hoàng mộ địa, sao nó bay tới đây? Sinh vật tử linh có thực lực cường đại với hiền giả vũ hóa cảnh, từng đi biên giới thi hoàng mộ địa, nhìn từ xa thấy các bia mộ thi hoàng khiếp hồn người trong đó như các vực máu. Lúc ấy sinh vật tử linh suýt chết trong rừng đen bên ngoài thi hoàng mộ địa, từ nay nó không còn đi chỗ cấm kỵ đó nữa. Nữ ma đứng trên một đống mộ bia vụn, áo trắng bay bay, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt tà khí nhìn xuống ba bán thánh. Nữ ma nói, bán yêu này có duyên với ta, các ngươi đừng mơ tưởng, lui ra đi. Con rắn to chín đầu nói. Nói đùa, ngươi nói có duyên thì thuộc về ngươi sao? Ta chắc chắn lây thánh linh nội đan trong người bán yêu. Chín cái đầu rắn ngước lên, há mồm phun chín loại linh khí chiến binh cường đại, toàn là thái cổ thần nhẫn từ thập ngũ phẩm trở lên, diễn hóa ra chiến pháp uy lực mạnh mẽ. Vậy chiến đi. Nữ ma lòng máy động. 62 bia mộ thi hoàng từ trên trời giáng xuống, phát ra 62 loại thi hoàng đạo tác đấu với 9 thái cổ thần nhẫn. Bùm 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 bùm. Hai bên mới va chạm đất đai ngàn vạn dặm đã bị san bằng, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Mặt đất thủng lỗ chỗ. Lực lượng đẳng cấp bán thánh quá khủng bố. Lão tổ lưu hoàng thụ yêu tộc đấu với nữ nhân áo xanh. Một gốc cổ thụ và gốc tre xanh đại chiến, cùng cao vạn trượng. Như hai thực vật thần tính thái cổ tranh đấu, sắp đâm thủng trời. Kim ô bán thánh cười nhạt, vỗ cánh bay lên trên thanh liên linh sơn, há to mồm định nuốt Phong Phi Vân. Vù 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 vù. Một cây roi đỏ rực bay ra ngoài, kéo dài đến chân trời. Roi quất trúng người kim ô bán thánh, đánh bay nó ra xa 8.000 dặm. Còn cường giả, ai, ra đi. Kim ô bán thánh biến thân lão nhân mặc áo vàng, trên mặt có dấu đỏ rực. Là dấu bị roi quất. Ngư gia đứng bên trên thác linh tuyển giữa sườn thanh liên linh sơn, vuốt hai cọng râu bên mép. Ngư gia nhìn kim ô bán thánh. Bán yêu không dễ tu hành, hắn có thể phá vỡ nguyền rủa là đại tạo hóa. Thái cổ thánh yêu tộc các ngươi đã đủ mạnh, đừng ăn hiếp bán yêu nữa, chừa cho bán yêu con đường sống đi. Kim ô bán thánh kiêu ngạo nói. Bán yêu là sinh vật đê tiện, vốn nên làm nô lệ. Ta là thái cổ thánh yêu tộc. Địa vị cao thượng, dẫm tất cả bán yêu trong thiên hạ dưới chân. Ngươi làm gì được ta? Kim ô bán thánh kiêu ngạo về huyết thống của mình, cũng tự tin vào tu vi của mình. Bốp! Ngư gia tức giận, râu dựng đứng, lại quất bay kim ô bán thánh. Phương xa đám tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng, suy đoán thân phận của ngư gia. Dùng một cọng râu quất bay minh hoàng giới chủ, chắc đây không phải một con côn tổ từ biển côn bằng đi. Trên thanh liên linh sơn còn một lão bất tử cường đại như thế, lực lượng vượt qua minh hoàng giới chủ. Chỗ này ẩn giấu quá nhiều cường giả,
đám người Kim Ô tứ hoàng tử muốn đào mộ Thanh Liên nữ thánh đúng là chán sống. Kim Ô bán thánh ngây người chịu đòn, nhận ra lão nhân này không dễ chọc, không thể nhìn thấu cảnh giới. Kim Ô bán thánh hỏi, sốt cuộc ngươi là ai? Có biết kết cuộc đắc tội Kim Ô yêu tộc không? Bán yêu. Hai cọng râu mép ngư ra vươn ra quấn Kim Ô bán thánh, hấp thu linh hồn của nó. Phá cho ta. Kim Ô bán thánh triệu hoán thần kiếm rực rỡ ánh vàng, ánh sáng chói mắt, lửa cháy hừng hực. Kim Ô bán thánh muốn cắt nát râu chạy thoát. Kim Ô bán thánh biến thành Kim Ô khổng lồ, dương đôi cánh bay giữa hư không, sinh ra gió rít. Trở về. Hai cọng râu lại trói Kim Ô bán thánh, càng quấn càng chặt. Các tia điện bám trên cọng râu, định luyện chết Kim Ô bán thánh. Kim Ô bán thánh rít gào, vùng vẫy hòng thoát khỏi hai cọng râu của ngư gia. Kim Ô bán thánh không tin bán yêu có thể mạnh như thế. Hư không rách cái lỗ to, ánh sáng nóng cháy chói lòa bắn ra. Một móng vuốt kim lô đầy lửa thò ra từ lỗ hổng đè xuống ngư gia. Lại một cường giả Kim Ô yêu tộc đến. Chết đi. Mắt ngư gia bắn ra tia sáng trắng, phát ra tiếng hổ gầm. Ánh sáng trắng biến thành vuốt cọp xé nát vuốt Kim Ô vươn ra trong không trung. Kim Ô bán thánh thừa dịp bỏ trốn ra xa, nó nhìn ngư gia, lòng rung động khó thể bình tĩnh. Lão già này quá mạnh, suýt giết nó. Một lão nhân toàn thân tỏa ánh sáng vàng bước ra từ hư không, lông vàng phủ khắp người, lông lóe đốm lửa. Kim Ô bán thánh minh hoàng giới chủ bay tới trước mặt lão nhân, chắp tay, cúi đầu nói. Sao tổ phụ đến đây? Kim Ô mới ra tay là tổ phụ của minh hoàng giới chủ, lão Kim Ô nhiều năm trước đến bán thánh cảnh, vạn năm chưa xuất thế, không chừng tu vi đã đến cảnh giới chuẩn thánh. Lão Kim Ô nhìn ngư gia, giọng già nua nói. Ta luôn cho rằng bán yêu là sinh vật đê tiện nhất, không ngờ tại đây liên tục nhìn thấy hai bán yêu nghịch thiên. Tu vi của ngươi không tệ, nếu thần phục Kim Ô yêu tộc thì ta sẽ ban thưởng một tòa cương vực cho ngươi trở thành yêu vương một phương. Lời lão Kim Ô nói ím như khẳng định thân phận bán yêu của ngư gia. Cơ thể bán yêu đánh bại bán thánh thái cổ thánh yêu tộc, trên đời tồn tại bán yêu nghịch thiên vậy sao? Các tu sĩ cứ nghĩ Phong Phi Vân phá vỡ nguyền rủa là mạnh nhất bán yêu, không ngờ trong bán yêu còn một lão bất tử như thế, sức chiến đấu đánh bại bán thánh. Ngư gia chắp hai tay sau lưng, râu bay lên nói. Thần phục, không ai có thể thần phục ta, Kim Ô yêu tộc các ngươi càng không có tư cách. Biểu tình lão Kim Ô trầm trọng, lạnh lùng nói. Kim Ô yêu tộc là thái cổ thánh yêu tộc, thực lực hơn xa nhân tộc. Thời thái cổ mấy vị lão tổ Kim Ô yêu tộc chúng ta du lịch, chỉ ánh sáng phát ra đủ khiến nhân loại suýt diệt tộc. Bán yêu nhà ngươi trong người chảy dòng máu nhân loại mà dám xem thường Kim Ô yêu tộc. Nếu ngươi không thần phục thì chết đi. Chữ chết thốt ra, ngọn lửa trên người lão Kim Ô chướng to gấp đôi, hoa văn vàng chạy dọc cánh tay. Ngưng tụ thiên địa hỏa tinh tám phương thế giới, tụ tập trong thần đỉnh rực rỡ sắc vàng. Thần đỉnh bộc phát lực lượng kinh khủng, nhiệt độ ngày càng cao. Thiên giả vũ hóa cảnh ở phía xa suýt bị hòa tan. Đó là một hung khí thời viễn cổ, từng nằm trong tay một vị thánh linh. Tuy không được luyện thành thánh linh dụng cụ nhưng nó chứa tinh khí, đạo nghĩa thánh linh, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ma Kha phần đỉnh. Lão Kim Ô đẩy Ma Kha phần đỉnh đi như đang đẩy ngọn núi lửa bốc cháy, đốt đỏ nguyên Thanh Liên Linh Sơn. Tu vi của lão Kim Ô hơn xa Kim Ô bán thánh, khí thế thâm sâu, khó mà ước đoán. Cơ thể ngư gia bị ánh sáng Ma Kha phần đỉnh đốt đỏ sắp bốc cháy, cánh tay sinh ra vảy cá, người biến thành luồng sáng đánh vào Ma Kha phần đỉnh. Ngư gia tay không va chạm Ma Kha phần đỉnh, hai tay ngăn cản viễn cổ hung binh. Bùm 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 bùm. Trong không trung hỗn loạn, trời sụp đất nứt. Không thấy bóng người, chỉ thấy các đoàn lửa đốt đỏ thiên địa như cả thế giới bốc cháy. Lão Kim Ô nói, ta công nhận tu vi của ngươi rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể tay không đỡ Ma Kha phần đỉnh. Lão Kim Ô phun đốm lửa, hoa văn trên Ma Kha phần đỉnh càng rõ ràng, lực lượng tăng gấp đôi. Ngư gia đứng trong hỗn độn, dưới chân như có đường thần rực rỡ ánh vàng. Ngư gia dùng nắm đấm va chạm Ma Kha phần đỉnh. Chiến ý hừng hực, khí thế càn quét tất cả. Tu vi của ngư gia ngang ngửa lão Kim Ô, có lẽ còn hơn một bậc. Nhưng ngư gia không có chiến bảo mạnh mẽ, đánh lâu sẽ chịu thiệt lớn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong thánh quang rực rỡ, cố gắng điều khiển thánh linh nội đan. Phong Phi Vân chia ra chút tinh thần quan sát chiến đấu trong không trung, thầm lo cho ngư gia.
Phong Phi Vân rất muốn đưa tam vị chân hỏa lô cho ngư gia, giúp lão. Dù sao tam vị chân hỏa lô là báu vật do thái cổ thần Phượng tế luyện, tuy chỉ dùng để tế luyện bàn man phủ nhưng có lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên Phong Phi Vân mới nhúc nhích một chút thì thánh linh nội đan trong người chấn động mãnh liệt, va chạm nội tạng hắn đau đớn suýt đụng thủng cơ thể. Phong Phi Vân đang trong giây phút quan trọng khống chế thánh linh nội đan, nếu hắn giúp ngư gia thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí bị thánh linh nội đan phản phệ bay ra khỏi cơ thể. Tóm lại lực lượng kim ô bán thánh quá mạnh. Liều, ta phải tăng tốc độ lên. Phong Phi Vân lấy huyết đan của 18 anh kiệt yêu tộc lúc trước bị hắn luyện hóa ra, nuốt hết vào miệng. Tinh khí của huyết đan tan ra trong người Phong Phi Vân, hình thành ngàn vạn lũ tơ máu lao vào huyết mạch. Phong Phi Vân lắc người, cơ thể phát ra tiếng đì đùng. 11 khối xương nháy mắt biến thành phượng cốt. Thân thể Phong Phi Vân lại lắc một cái, xương vang một chuỗi đì đùng, 8 khối xương thành phượng cốt. Phong Phi Vân dốc hết sức, muốn khống chế thánh linh nội đan trong thời gian ngắn nhất. Ánh lửa ma kha phần đỉnh bao bọc thiên địa, lửa bùng cháy đè sụp mấy chục dãy núi thiên quỷ giới thành biển dung nham. Ngư gia phòng thủ bầu trời thanh liên linh sơn, lần lượt đẩy lùi ma kha phần đỉnh. Bàn tay ngư gia chảy ra máu đỏ thắm, lực lượng truyền vào cánh tay, miệng vết thương khép lại ngay. Đây là ma kha phần đỉnh, một kích có thể đánh tu sĩ mới vào bán thánh cảnh bị thương nặng. Ngư gia tay không chiến đấu với lão Kim Ô nhiều hiệp như thế, ngay mặt đánh với ma kha phần đỉnh đã là rất giỏi. Trong lúc ngư gia và lão Kim Ô đánh nhau, Kim Ô bán thánh minh hoàng giới chủ mời 4 trợ thủ cường đại đến, là 4 tu sĩ đỉnh cao. Khói đen bao bọc thân thể 4 tu sĩ, toát ra khí thế bán thánh đáng sợ. 4 bán thánh giấu mặt mũi, 2 người là hoàng giả quỷ đạo của thiên quỷ giới, đẳng cấp chí tôn, xưng hùng một phương. Bọn họ như cột trống trời nâng một mảnh thiên địa, 2 người khác là 2 lão tổ yêu tộc, chủng tộc phụ thuộc Kim Ô yêu tộc. Kim Ô bán thánh hứa cho bọn họ thù lao phong phú mới mời được họ ra tay. Kim Ô bán thánh âm trầm nói. 5 bán thánh chúng ta cùng ra tay đủ càn quét vũ trụ. Chờ đào ra thánh linh nội đan trong người bán yêu ta sẽ chuyển quyển kinh ngộ đạo của một vị tiên thánh trong tộc các ngươi tham ngộ. 5 tu sĩ đẳng cấp bán thánh cùng lao ra, khí thế hùng hổ tấn công thanh liên linh sơn. Phập, tre xanh cắm rễ trên thanh liên linh sơn bị lực lượng trùng kích biến thành hình người, nữ nhân áo xanh phun búng máu, nhanh chóng thụt lùi. Kim Ô bán thánh, cộng 4 bán thánh nó mời đến. Bán thánh lưu hoàng thụ yêu tộc, tổng cộng là 6 bán thánh. Nữ nhân áo xanh không đỡ nổi, chỉ một hiệp đã bị thương nặng. Tình hình đảo ngược. Đây là đại chiến kinh tâm động phách, 6 bán thánh tham gia cuộc chiến. Có 2 lão bất tử có lẽ tu vi đến đẳng cấp chuẩn thánh tranh phong. Quá điên cuồng, đan đỉnh quỷ thị hầu như biến thành chiến trường vạn tộc. Các ngươi dám. Ngư gia bay ngược về đáp xuống thanh liên linh sơn, cơ thể trướng to thành cự côn khổng lồ. Hình dạng như cá, lưng mọc đôi cánh, dài 8.700 dặm. Cự côn cụng đầu đẩy lùi 6 người Kim Ô bán thánh lưu hoàng thụ yêu tộc. Ha 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 ha, thì ra trong người của ngươi chảy dòng máu thái cổ thánh yêu tộc côn, hèn gì mạnh như thế. Nhưng, đối thủ của ngươi là ta. Lão Kim Ô đứng trên ma kha phần đỉnh trục xuống cự côn, đập thủng một lỗ máu, gần như xuyên thủng thân thể cự côn. Ngư gia biến hình người. Ngực thủng một lỗ, tóc dài rối xù, chân lảo đảo. Lão Kim Ô nâng ma kha phần đỉnh, cười to bảo. Đây là sự khác biệt của thái cổ thánh yêu tộc. Chúng ta nắm giữ linh khí chiến binh mạnh nhất, còn các ngươi chỉ có thể dựa vào đôi tay. Hai tay làm sao đỡ được viễn cổ hung khí? Chúng ta có thể mời minh hữu 4 phương trợ trận, bán yêu có minh hữu cường đại không? Nhân vật cường đại đồng ý làm minh hữu với bán yêu sao? Phong Phi Vân ngước nhìn Phong Phi Vân trên trời, đôi mắt già nua kiên quyết nói. Chiến đi, các ngươi muốn xông vào thanh liên linh sơn thì phải bước qua xác của ta. Vậy ngươi chết đi, ma kha vô lượng. Ma kha phần đỉnh lấp lánh đạo văn hóa thành quyển thần kinh, kinh văn tỏa ánh sáng sắc bén xuyên thấu giới hạn không gian ập đến. Ngư gia bay vọt lên, tóc dài đảo ngược, chân đạp hư không đứng trong hỗn loạn, lại chiến với lão Kim Ô. Lỗ hồng trước ngực ngư gia không ngừng chảy máu, nhưng tinh hồn và chiến ý thì càng lúc càng rực cháy. Trong hư không y có dài một linh lộ, hiên viên nhất nhất cõng cổ kiếm bay trên linh lộ, đáp xuống nơi ngư gia và lão Kim Ô chiến đấu. Khuôn mặt hiên viên nhất nhất xinh đẹp, áo trắng tựa tiên nữ dáng trần.
Hiên Viên Nhất Nhất đạp bước chân thiên nhai đạo, nhìn như chỉ đi một bước nhưng đã cách mấy chục vạn dặm, nhìn như từ mấy chục vạn dặm bay đến nhưng thật ra nàng chỉ bước ra một bước. Hiên Viên Nhất Nhất có bước chân thiên nhai đạo thần kỳ mới dám xông vào tràng vực Ngư Gia và Lão Kim Ô đánh nhau. Những người khác, dù là bán thánh cũng không dám xông vào. Tiền bối, cho người mượn chiến binh. Hiên Viên Nhất Nhất phung tay, một thanh thước ngọc cổ xưa bay ra từ ống tay áo rơi vào tay Ngư Gia. Thiên nhai thước. Ngư Gia nhận lấy thước ngọc, nhìn Hiên Viên Nhất Nhất đứng bên dưới. Hiên Viên Nhất Nhất đã bay xa ra trăm vạn dặm. Ngư Gia cầm thước ngọc, cây thước ùa ra sức mạnh hùng dũng, mênh mông bàng bạc. Từng đợt thiên địa quy tắc tụ tập vào thước ngọc. Thánh linh dụng cụ. Lão Kim Ô cảm giác không may, vội thụt lùi về. Ầm. Cây thước đánh ra, lực lượng thánh linh ập xuống đánh bay Ma Kha phần đỉnh. Lão Kim Ô hét thảm, một cánh tay bị chặt xuống, máu chảy ròng ròng thành mưa đổ. Kim Ô bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc, bốn bán thánh bí ẩn cùng cảm nhận khí thế hùng hồn, làm bọn họ không nhúc nhích được. Trốn mau, là thánh linh dụng cụ. Một nhân vật đẳng cấp chí tôn của thiên quỷ giới có tu vi bán thánh cảm giác thánh linh dụng cụ bị kích hoạt tựa như chân thánh giáng thế, lòng kinh hoàng vội bỏ chạy. Tuy bán thánh được gọi là bán tôn thánh linh nhưng không kẻ cha nào so sánh với thánh linh thật sự. Thánh linh thật cách hư không búng một cái là xuyên thủng người bán thánh. Chết đi! Ngư Gia vùng thiên nhai thước, luồng thánh quang giáng xuống chém bán thánh đã chạy ra 800 vạn dặm thành hai khúc, đạo đắc trong người bị chém nát. Linh hồn bị lực lượng thánh linh dụng cụ đè nổ. Đây là lực lượng của thánh linh dụng cụ, một khi bị dẫn động hoàn toàn thì dưới thánh linh không ai đỡ nổi. Thiên nhai thước được gọi là thánh linh dụng cụ có thể đo đạc chân trời, dù ngươi trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát chết. Chém nữa. Ánh mắt Ngư Gia âm trầm, thước ngọc như lệnh phù sinh tử. Thước giáng xuống, thiên địa bị tách thành hai. Phập. Một bán thánh yêu tộc đã trốn vào hư không bị thước ngọc chém đứt đầu. Biến thành cái xác không đầu lơ lửng trong hư không, cơ thể phát ra kình khí cường đại. Khí thế từ Thanh Liên Linh Sơn quá khiếp người, làm nhiều người run rẩy. 10 phút ngắn ngủi, hai vị bán thánh chết, ba bán thánh bị thương nặng. Trên bầu trời đổ mưa máu, dưới đất đầy rẫy tiếng quỷ hồn nức nở kêu gào. Cảnh tượng như thiên địa khóc. Bán thánh nào mới nãy tham gia đánh nhau đều chạy trốn. Có vượt qua hư không bỏ chạy, có sử dụng bí pháp ẩn giấu thân thể. Không ai dám đánh lại. Uy lực thánh linh dụng cụ có kinh khủng. Một chuẩn thánh cầm thánh linh dụng cụ đại biểu cho vô địch, trừ phi thánh linh thật sự ra tay mới chấn áp được. Nhưng có bao nhiêu tu sĩ tu vi đến cảnh giới thánh linh? Trong một tộc quần có người đến cảnh giới thánh linh thì toàn dốc sức tham ngộ thiên đạo, truy tìm tiên cảnh, hầu như không quan tâm mấy cuộc tranh đấu này. Thánh linh bế quan một lần cỡ 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Trong thời đại thánh linh không xuất thế, có ai đấu nổi với chuẩn thánh cầm thánh linh dụng cụ? Thiên nhai thước, đây là thánh linh dụng cụ do Cạch Chu Thánh Tổ tế luyện. Có thánh linh dụng cụ này trấn thủ Thanh Liên Linh Sơn thì không ai xông vào được. Phương xa, đám tu sĩ đều biết lực lượng khủng bố của thánh linh dụng cụ, không ai dám xông Thanh Liên Linh Sơn. Nữ ma đánh nhau với con rắn to 9 đầu, đại chiến đã kết thúc. Nữ ma chặt đứt 2 cái đầu to. Con rắn to 9 đầu cảm giác uy lực của thánh linh dụng cụ thì bỏ trốn, biến mất nơi cuối trời. 2 xác bán thánh thuộc về ta. Nữ ma lấy đi 1 cái xác cụt đầu trong không trung, 1 cái xác cụt đầu dưới đất, đây là xác của 2 bán thánh. 2 bán thánh mới chết không lâu, huyết khí trong người chưa sói mòn bao nhiêu. Nữ ma vừa mới đột phá thì biến lần thứ 6, cảnh giới chưa ổn định, đang cần nhiều huyết khí bổ sung nên lấy 2 huyết thi. Phong Phi Vân. Ta đi đây, lần này coi như ta trả lại nhân tình của ngươi. Sau này nếu có rảnh ngươi hãy đến Phiêu Miểu Thần Triều tìm ta, lúc gặp mặt làm phiền báo tên ta, Tiêu Nặc Lan. Nữ ma thân hình nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, thánh tính và ma tính hiện ra trên người, vừa giống tiên nữ vừa như ma phi. Quanh người nữ ma có nhiều bia mộ thi hoàng chìm nổi, nàng dùng 2 sợi xích kéo 2 huyết thi bán thánh, cảnh tượng như ma sát. Nữ ma lướt qua không trung. Đám tu sĩ dưới đất thấy nữ ma liền lùi lại, sợ hãi run bần bật. Lực lượng trong người Phong Phi Vân liên tục tăng lên, bốc lửa cháy hừng hực, cô đọng ra 108 khối phượng cốt. Vù 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 vù. Tất cả khí thánh linh bị hút vào người Phong Phi Vân, bị ức chế. Phong Phi Vân trở nên đơn giản, tuấn tú, trẻ trung,
càng nội liếm hơn. Đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân từ già nua trở về tuổi trẻ. Tóc đen bay bay, ạt mày thanh tú. Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, đứng trên tảng đá xanh trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân nhìn hướng nữ ma rời đi, thì vân cuồn cuộn biến mất. Phong Phi Vân nói, dường như nữ ma lại thay đổi, sau mỗi lần thi biến là sẽ thay đổi, thế giới thì tà thật khó hiểu. Mặt nữ nhân áo xanh trắng bệch, khóe môi dính máu. Đây chính là thi biến, mỗi một lần thi giải sẽ thoát biến. Nữ nhân áo xanh nói xong ho khục khặc, thân thể rất yếu ớt. Lúc trước nữ nhân áo xanh bị sáu bán thánh hợp tác công kích đã bị thương nặng, tổn thương yêu nguyên. Tu vi đến cảnh giới như nữ nhân áo xanh đan dược bình tĩnh không hiệu quả, chỉ có thể dựa vào bảo dược. Đa tạ cô nương giúp đỡ. Phong Phi Vân là người nhớ ơn đền đáp. Phong Phi Vân đưa nhánh cây cửu nguyên cổ dược hiên viên nhất nhất tặng mình ra cho nữ nhân áo xanh. Lúc tùng kích cảnh giới Phong Phi Vân không nỡ dùng, giữ lại để dành. Đây là bảo dược vô thượng, có tác dụng mạnh nhất với yêu linh thực vật. Nữ nhân áo xanh không từ chối ý tốt của Phong Phi Vân, nàng cầm cửu nguyên cổ dược sau đó đi xuống, vào đạo quan điều dưỡng. Phong Phi Vân nói cảm ơn ngư gia, hiên viên nhất nhất. Không nhờ hai người giúp đỡ thì bây giờ Phong Phi Vân đã nằm trong bụng đám người kim ô bán thánh. Phong Phi Vân nói, hiên viên cô nương, lần này thánh linh dụng cụ lộ ra e rằng về sau có nhiều người sẽ tìm cô nương gây rắc rối. Ngư gia đã trả thiên nhai thước cho hiên viên nhất nhất. Hiên viên nhất nhất huệ chất lan tâm, tiên nhan thánh khiết, người có tiên khí không ăn nhân gian khói lửa. Hiên viên nhất nhất nói, thiên nhai thước nằm trong tay ta không phải bí mật gì, nhiều cường giả yêu tộc biết điều đó. Ta thản nhiên lấy thiên nhai thước ra nghĩa là ta có đủ năng lực tự bảo vệ. Hiên viên nhất nhất rất tự tin vào mình, nàng không sợ đầu sợ đuôi. Dù đối diện đẳng cấp cỡ lão kim ô thì hiên viên nhất nhất chưa từng lùi bước. Phong Phi Vân càng lúc càng cảm thấy hiên viên nhất nhất là một nữ nhân không tệ, hợp khẩu vị của hắn. Tương lai nếu ai cưới được hiên viên nhất nhất sẽ là tuyệt vời nhất đời. Nhưng nữ nhân giống hiên viên nhất nhất đã định sẵn cuộc đời hiến dâng cho tiên đạo, sẽ không bị tình yêu trói buộc. Hơn nữa trên đời có nam nhân nào làm hiên viên nhất nhất trao chọn con tim. Vẻ mặt hiên viên nhất nhất nghiêm túc nói. Phong Phi Vân, bây giờ ngươi có thể theo ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa? Phong Phi Vân im lặng, nhíu mày. Phong Phi Vân biết chuyện kiếp trước có lẽ chỉ là mơ, hoặc là ký ức hư vô do cường giả mô phỏng. Nhưng Phong Phi Vân có thể thản nhiên đối diện Thủy Nguyệt Đình không? Đáp án là, không thể. Phong Phi Vân có thể vứt bỏ linh hồn khác, chỉ giữ lại linh hồn thuộc về mình. Linh hồn này không phải Phượng Phi Vân hay Phong Phi Vân, nó chỉ thuộc về hắn. Phượng Phi Vân hay Phong Phi Vân cũng vậy, hắn bình thản chấp nhận hoặc chém đứt. Nhưng Phong Phi Vân không thể vứt bỏ ký ức quá thật kia. Thật lâu về trước Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Đình yêu nhau, hận nhau, từng như keo như sơn, cũng từng thù sâu như biển. Cái này không phải nói quên liền quên. Phong Phi Vân có một vạn lý do nói cho mình đó chỉ là mơ, nhưng không có lý do nào thuyết phục được hắn. Không thể thuyết phục Phong Phi Vân rằng hắn không yêu Thủy Nguyệt Đình, chưa từng yêu khắc cốt minh tâm. Nếu gặp lại Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân sẽ làm sao? Phong Phi Vân chưa suy nghĩ được gì. Có lẽ Phong Phi Vân còn thiếu một chính xác đáp án, chỉ có hai người cho hắn biết đáp án đó, là phụ mẫu của hắn. Hiện giờ Phong Phi Vân đã phá trói buộc bán yêu, hắn muốn đi trí tuế giới, tìm phụ mẫu, hỏi sự thật năm xưa. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Có lẽ ta không cần tìm, bọn họ sẽ chủ động tìm ta. Phong Phi Vân phá vỡ nguyền rủa bán yêu, tu luyện ra thánh linh nội đan sẽ gây náo động lớn. Tin tức sẽ truyền đến nhân tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Long tộc. Phong Phi Vân trầm tư thật lâu, nói. Chờ thêm chút nữa, ta hứa với hiên viên cô nương chắc chắn sẽ theo nàng đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng không phải bây giờ. Hiên viên nhất nhất hỏi. Ngươi đang chờ cái gì? Phong Phi Vân trả lời. Ta chờ một đáp án chính xác. Phong Phi Vân không thể đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay bây giờ, không chỉ vì thắc mắc trong lòng. Còn vì hắn đã hứa cùng nữ nhân áo xanh tấn công cửa quỷ môn thứ nhất, mang quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh ra. Hiện nay nữ nhân áo xanh bị thương nặng, cả bọn không thể tấn công cửa quỷ môn thứ nhất ngay bây giờ, cần chờ nàng lành vết thương. Thanh Liên Linh Sơn, một cái bàn đá dưới khóm tre. Phong Phi Vân ngồi bên cạnh bàn đá, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Ngư gia,
ta muốn biết tại sao phụ thân của ta chuyển thế tu lại. Ngư gia lắc đầu, nói. Khi đó ta đã rơi vào trạng thái khủng điên, không biết năm xưa xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể buộc phụ thân của ngươi chuyển thế tu lại thì chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Phụ thân của ngươi vì bất đắc dĩ mới đi lên con đường này, dù sao xác suất thành công quá thấp. Trong ước vạn người chưa chắc có một người thành công chuyển thế tu lại. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Năm xưa xảy ra chuyện gì? Tại sao phụ thân chuyển thế trọng sinh ở Thần Tấn Vương Triều? Có liên quan đến linh hồn Phượng Hoàng trong đầu ta không? Phong Phi Vân mở miệng nói. Lần trước Ngư gia mang ta đi chỗ đó là đâu? Ngư gia không hiểu Phong Phi Vân nói gì. À! Phong Phi Vân bổ sung thêm. Chỗ đó có nhiều phế tích sụp đổ, ngói vụn đầy đất, đổ nát thê lương. Trong phế tích có một căn nhà xám đen rách nát, các cây khô treo trên nóc nhà. Ngư gia nói đó là nơi phụ mẫu ta gặp nhau, cũng là nhà của Ngư gia. Ngư gia xoa đầu nói. Phải rồi, nhà của ta là nơi phụ mẫu ngươi quen nhau. Năm xưa mẫu thân ngươi bị người Long tộc truy sát, nhờ phụ thân ngươi cứu nàng. Hai người ở lại nhà của ta hơn một năm, ta và mẫu thân ngươi xem như quen biết lâu năm. Chỉ có phụ thân ngươi biết tu vi của ta vượt qua vũ hóa cảnh, tu sĩ nhân loại khác không biết bí mật này. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao Thủy Nguyệt Đình cũng biết phế tích kia? Rốt cuộc nó nằm ở đâu? Thủy Nguyệt Đình, cái tên rất quen, nàng là ai? Nàng là ai? Ngư gia trợn to mắt, hai tay bắt chặt cánh tay Phong Phi Vân, người run rẩy. Ngư gia lẩm bẩm, nàng là ai? Sao ta quen thuộc tên của nàng? Rốt cuộc nàng là ai? Phong Phi Vân sốt ruột nói. Nàng là thánh thần, chủ nhân Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, ngư gia thật sự quen nàng. Ngư gia lắc mạnh đầu rồi lại gật đầu, nói. Chủ nhân gì? Ta không có chủ nhân. Thủy Nguyệt Đình là ai? Phượng Hoàng, Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, người, một chiếc thuyền, không chỉ một, nhiều thuyền. Phức tạp quá, nhức đầu. Ta không biết gì hết. Bùm. Ngư gia té dưới đất, đụng ngã bàn đá. Hai tay ngư gia ôm đầu, cực kỳ thống khổ. Phong Phi Vân biết ngư gia lại nhíu đầu, sợ dồn lão nổi điên nên không ép hỏi thêm. Phong Phi Vân dìu ngư gia dậy. Ngư gia hãy đi nghỉ ngơi. Ngư gia dần ổn định cảm xúc, Phong Phi Vân rời đi. Phong Phi Vân đi qua cây cầu đá xanh nhỏ, nhìn linh tuyền dưới cầu. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Tại sao hễ ta nhắc đến Thủy Nguyệt Đình là ngư gia có phản ứng lớn như vậy? Trong đáy mắt có sự sợ hãi, ký ức về Thủy Nguyệt Đình trong đầu ngư gia dường như bị người chém đứt. Phong Phi Vân hít sâu, hắn cảm thấy chuyện năm xưa càng lúc càng mơ hồ, dường như có vài thứ chưa biết, phụ mẫu của hắn chưa chắc biết. Thái cổ, Thủy Nguyệt Đình. Mao Ô Quy chạy ra từ rừng tre, một trái cây, một con dao nhỏ theo đuôi con rùa. Mao Ô Quy nói, này Phong Phi Vân, có mỹ nữ tìm ngươi. Phong Phi Vân nhếch môi. Mỹ nữ. Phong Phi Vân nhìn con đường nhỏ dọc rừng tre. Mặc Giao Giao từ trong rừng tre xanh biếc chậm rãi đến gần, khoác hồ cửu thuần khiết không tì vết, người tỏa mùi thơm quyến rũ. Từ xa đã ngửi được mùi hương trên người Mặc Giao Giao, nhạt mà thơm mát. Da Mặc Giao Giao trắng tinh, tóc dài đen nhánh, tay ôm con chó sư tử màu trắng. Mặc Giao Giao trang nhã như tiểu thư khuê các, nhưng trên người nàng có khí chất quyến rũ diễm lệ làm nam nhân say mê. Cái gì là hồ ly tinh? Đây chính là hồ ly tinh. Phong Phi Vân nghênh đón, cười nói. Ta còn thấy mỹ nữ khiến Giao còn mê mẩn đỏ mặt sẽ là ai, thì ra là Mặc đại mỹ nhân của chúng ta. Huyết Giao lầm bầm. Chết tiệt, mặt lão tử bẩm sinh đã đỏ. Mặc Giao Giao cười trong trẻo như tiếng chuông. Mỹ nhân đẹp mấy cũng không mê hồn đệ nhất bán yêu nhà ngươi được. Phong Phi Vân trêu chọc. Mặc cô nương đến Thanh Liên Linh Sơn chắc không phải là muốn lao vào vòng tay đệ nhất bán yêu trong lịch sử đi. Mặc Giao Giao xinh đẹp động lòng người, vóc dáng cao kiều, eo nhỏ, ngực hút hồn. Mặc Giao Giao chớp mắt cười nói. Nếu ta thật sự đến lao vào vòng tay thì sao? Con rùa trắng, trái cây màu đen, Huyết Giao xếp hàng, cùng la lên. Mỹ nữ, thận trọng. Nam nhân luôn có tật tự kỷ, Phong Phi Vân cũng mắc bệnh này, chưa đến trình độ mỗi buổi sáng soi gương tặc lưỡi tự khen, nhưng nếu có mỹ nữ chủ động lao vào vòng tay thì hắn tuyệt đối không nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Mặc Giao Giao nhìn Phong Phi Vân đứng ngây người, ngón tay trắng ngà kéo vạt áo hắn, ngước đầu đưa tình nhìn hắn.
Mạc Giao Giao quyến rũ nói. Đêm nay có dám đến Đan Đỉnh Quỷ Thị không? Ta bảo đảm sẽ khiến ngươi không uổng chuyến này. Mạc Giao Giao quyến rũ động lòng người, nàng để lại câu nói khiến nam nhân toàn thiên hạ điên cuồng, sau đó thướt tha rời đi. Một nữ nhân ở trước mặt nam nhân dùng câu, có dám đến không, và câu, đến hay không? Có hiệu quả khác hẳn. Đương nhiên Phong Phi Vân dám, nên hắn đã đi. Khi Phong Phi Vân tới Đan Đỉnh Quỷ Thị gây náo động lớn, tại đây hầu như không ai không biết mặt yêu nghiệt trong bán yêu này. Nam nhân phá vỡ trời nguyền rủa. Không ai dám dùng từ sinh vật đê tiện để hình dung Phong Phi Vân nữa. Trước khi ngươi dùng từ ngữ này hình dung hắn, ý hãy đánh bại hắn trước, còn không làm được thì ngươi không bằng cả sinh vật đê tiện. Một lão quỷ nhỏ giọng nói. Bán yêu này dám đến Đan Đỉnh Quỷ Thị, không sợ bán thánh của Kim Ô yêu tộc chém sao? Lão quỷ sợ bị Phong Phi Vân nghe, đùa, lão không trêu chọc bán yêu này nổi. Bán thánh của Kim Ô yêu tộc dám ra tay sao? Nhìn vị kia trên Thanh Liên Linh Sơn đi, một ngày giết hai bán thánh, lão Kim Ô còn bị chém đứt một cánh tay, ai dám xuống tay với hắn? Nói cũng đúng. Phong Phi Vân không quan tâm đám tu sĩ bàn tán, hắn đi vào Đan Đỉnh Quỷ Thị âm u. Phong Phi Vân không vào Ngọc Điện Hương Liệu của Hồ tộc. Mạc Giao Giao đã mặc cung trang trắng tinh cười tủm tỉm đi ra, có vẻ nàng đã tính trước thời gian, vừa lúc bốn mắt giao nhau với Phong Phi Vân. Đi, chúng ta đi phòng đấu giá quỷ thị. Mạc Giao Giao kêu xe Hương Hoa Lệ đến, nàng vào trong xe trước, vén rèm vẫy tay với Phong Phi Vân. Mạc Giao Giao cười nghịch ngợm. Hai ngón tay Phong Phi Vân sờ cằm, cười hỏi. Đêm nay chúng ta đi phòng đấu giá quỷ thị. Mạc Giao Giao nói. Đúng vậy. Tối nay Tinh Huyết Đại Thánh sẽ đấu giá trong phòng đấu giá quỷ thị, còn có nhiều kỳ chân dị bảo, một số thái cổ hung binh bị giấu kín. Cường giả các tộc chờ tại đây nửa tháng là vì ngày hôm nay. Vị trí trong phòng đấu giá quỷ thị đã bị đặt hết từ mấy hôm trước, may mắn ta nhanh tay đặt trước một vị trí tốt, nếu không muốn vào cửa phòng đấu giá quỷ thị cũng khó. Phong Phi Vân cảm thấy tình huống khác hẳn trong tưởng tượng của hắn. Hoa tiền nguyệt hạ, mỹ nhân tan biến hết. Không liên quan gì đến tiệc cầm ục đêm nay. Phong Phi Vân cười khổ nói. Tối nay đúng là không uổng chuyến này. Mạc Giao Giao cười nói. Đương nhiên rồi, ha ha ha, có phải thấy vui sướng bất ngờ không? Phong Phi Vân đáp. Đúng là bất ngờ. Trong xe Hương, một hồ ly tinh nhỏ thò đầu ra, nàng như thiếu nữ ngây thơ 13, 4 tuổi. Thiếu nữ nũng nịu nói. Phong công tử. Xe của tiểu thư chúng ta chưa từng cho nam nhân nào leo lên, công tử là người đầu tiên. Vậy ta vô cùng vinh hạnh. Phong Phi Vân leo lên xe, chiếc xe tự động bay hướng phòng đấu giá quỷ thị. Phòng đấu giá quỷ thị tụ tập báu vật hiếm quý nhất thiên hạ, có bị giấu kín hoặc phơi bày ra, thái cổ, viễn cổ, nhân tộc, long tộc. Miễn có báu vật trên thế giới này thì rất có thể sẽ xuất hiện trong phòng đấu giá. Đương nhiên thứ quý nhất là Tinh Huyết Đại Thánh. Phong Phi Vân rất muốn có Tinh Huyết Đại Thánh, đây là một trong ba chủ dược hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Hắn quyết tâm đấu giá được Tinh Huyết Đại Thánh. Phong Phi Vân gác ý định háo sắc sang một bên, cảm thấy sau này bớt tự kỷ là vừa. Một lão nhân đứng trước cửa phòng đấu giá quỷ thị, cung kính cúi đầu hướng Mạc Giao Giao. Mạc cô nương đến, cung các thứ hai, phòng khách quý. Còn vị này là... Có vẻ Mạc Giao Giao là khách quen của phòng đấu giá quỷ thị. Nếu không đã chẳng nhận được sự tôn kính như thế. Mạc Giao Giao liếc Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Hắn là nhân vật rất lợi hại. Một đám phò tòng vây quanh hổ Ngô hoàng tử bước tới gần. Hừ, lợi hại cỡ nào? Hổ Ngô hoàng tử liếc Phong Phi Vân, trong mắt tràn đầy ghen tị. Tiểu tử này là ai? Sao có thể thân thiết với Mạc Giao Giao như thế? Mạc Giao Giao khó chịu nói. Họ Ngô, người đừng chọc hắn. Nếu không sẽ rất thảm. Hổ Ngô hoàng tử nói. Giao Giao, ta yêu nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng nàng luôn hờ hững với ta. Tại sao nàng nói cười với nhân loại này? Ta có điểm nào không sánh bằng hắn? Mỹ nữ luôn có rất nhiều người theo đuổi. Phong Phi Vân không muốn dây vào tình huống nhàm chán này, hắn lười quan tâm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cường giả các tộc ồ ạt kéo vào phòng đấu giá quỷ thị. Đám cường giả các tộc có người nhận ra Phong Phi Vân, kiêng dè né xa. Cũng có người không nhận ra Phong Phi Vân, dù sao chỉ có một số người thực lực cường đại chạy đi Thanh Liên Linh Sơn xem náo nhiệt.
người thực lực không đủ chưa tới gần Thanh Liên Linh Sơn trăm vạn dặm đã bị lực lượng Thánh Linh đè chết. Vì vậy không nhiều tu sĩ biết mặt Phong Phi Vân. Mạc Giao Giao ghét hổ Ngô Hoàng Tử, nói. Người có biết người thua hắn điểm nào không? Để ta nói cho người biết, điểm nào người cũng kém hơn hắn. Mạc Giao Giao vươn cánh tay ngọc vòng qua tay Phong Phi Vân, dán sát người hắn. Mạc Giao Giao thì thầm bên tai Phong Phi Vân. Tiểu tử này là hoàng tử của hổ Ngô yêu tộc, thế lực sau lưng không nhỏ. Ngươi hãy chắn giúp ta. Phong Phi Vân cười cười, hóa ra hắn đến đây để làm lá chắn cho Mạc Giao Giao. Hổ Ngô hoàng tử hét to một tiếng. Growl, đáng giận, ta muốn làm thịt hắn. Hai tay hổ Ngô hoàng tử biến thành cái kiềm to màu đen phát ra mùi tanh hôi ăn mòn. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói vào tai hổ Ngô hoàng tử, gã sợ hãi mặt trắng bệch nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Hổ Ngô hoàng tử thụt lùi hai bước. Hắn chính là người kia. Tu sĩ nói nhỏ bên tai hổ Ngô hoàng tử trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng thụt lùi, sợ bị Phong Phi Vân túm ra tính sổ. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn không tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo. Hổ Ngô hoàng tử hận ngứa răng nhưng không dám đắc tội bán yêu, gã run run lùi sang bên đường. Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao đi vào phòng đấu giá quỷ thị. Chỗ này có diện tích rộng lớn, nhiều phòng khách quý. Mấy chục vạn tu sĩ tuôn vào nhưng không thấy chật chội. Mạc Giao Giao đã thả tay Phong Phi Vân ra, trò chuyện vui vẻ với hắn, toát ra sức hấp dẫn riêng. Mạc Giao Giao nói, cường giả các tộc đều lấy báu vật đến đan đỉnh quỷ thị giao dịch, không sợ bị gì. Nơi này được gọi là chợ đen lớn nhất thiên hạ. Phong Phi Vân mở miệng nói, đồn rằng chủ nhân đan đỉnh quỷ thị có tu vi siêu kinh khủng. Từng giết một bán thánh đến đan đỉnh quỷ thị gây rối. Có nhân vật như thế trấn tại đây, ai dám gây sự trong đan đỉnh quỷ thị? Mạc Giao Giao cười nói. Ha ha ha, ai muốn đứng vững gót chân trong đan đỉnh quỷ thị đúng là phải gặp mặt vị chủ quỷ thị này. Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao đến phòng trong cung các thứ hai, hồ ly tinh nhỏ đi theo sau lưng Mạc Giao Giao như thị nữ. Gian phòng rộng lớn, vô cùng hoa lệ, như cung điện hoàng đế cư ngụ. Cách đài đấu giá rất gần, vị trí khá tốt. Có thể kiếm được vị trí tốt thế này trong phòng đấu giá quỷ thị, Mạc Giao Giao có năng lực đáng gờm. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Mạc cô nương cũng đến vì tinh huyết đại thánh sao? Mạc Giao Giao cười nói. Tinh huyết đại thánh là thánh vật mà các thái cổ thánh yêu tộc muốn có, chắc chắn sẽ nâng đến giá trên trời. Tiểu nữ tử như ta không mua nổi, nhưng ta biết ngươi sẽ thử một phen. Không biết ngươi có mang đủ linh thạch không? Có mang nhiều linh thạch nhưng để mua tinh huyết đại thánh thì còn thiếu một chút. Phong Phi Vân lấy một đống linh thạch trong thánh đình bảo khố ra, có thể nói là giàu nhất nước. Nhưng nếu so kè với thái cổ thánh yêu tộc nội tình thâm sâu thì còn thua xa. Phong Phi Vân quyết tâm chiếm được tinh huyết đại thánh. Hiện tại còn thêm báu vật đấu giá được không? Mạc Giao Giao biết Phong Phi Vân muốn có tinh huyết đại thánh. Chắc hắn định bán báu vật trong tay để mua tinh huyết đại thánh. Nếu ngươi có báu vật ghê gớm thì ta có thể dẫn tiến quản sự phòng đấu giá. Nhưng báu vật lọt vào vòng phòng đấu giá quỷ thị phải có trình độ cao thật cao. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên. Hôm nay là hội đấu giá, báu vật tham gia đấu giá đều đã được sắp xếp thứ tự, về mặt lý luận không được thêm báu vật nào để đấu giá. Nhưng Mạc Giao Giao và quản sự phòng đấu giá quỷ thị có quan hệ khá tốt. Vị quản sự kia đồng ý đấu giá báu vật giúp Phong Phi Vân, với điều kiện là hắn lấy ra báu vật có giá trị đủ cao. Phong Phi Vân lấy một khúc gỗ to ra, nặng hơn một vạn cân, bên trên toát ra hơi thở thái cổ, tinh khí mộc đậm đặc, chứa lực lượng thánh tính. Gỗ đỏ sẫm, không cứng rắn, toát ra mùi gỗ làm người ngửi say mê. Ngửi một hơi sẽ cảm giác mình lĩnh ngộ thiên đạo sâu hơn một phần. Lão quản sự phòng đấu giá rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân lấy ra khúc gỗ này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là khối hương mộc giữ lại từ thời thái cổ? Lão quản sự phòng đấu giá cắt một miếng gỗ nhỏ cỡ móng tay ngậm vào miệng, đạo tắc đậm đặc toát ra từ miếng gỗ. Trong đầu lão quản sự phòng đấu giá hiện ra hình ảnh thời thái cổ xinh đẹp tuyệt vời, có một thần thụ đứng giữa đất đai. Phong Phi Vân cười nói. Đây là một khúc thái cổ thiên mộc. Khúc thái cổ thiên mộc này là Phong Phi Vân lấy ra thanh đồng cổ thuyền. Khúc thái cổ thiên mộc trong thanh đồng cổ thuyền cực kỳ to lớn như dãy núi, nhưng vì thời gian xa xôi nên bề mặt thái cổ thiên mộc bị ăn mòn hầu như không còn, đa số tinh khí sói mòn hết.
Phong Phi Vân lấy khúc thái cổ thiên mộc này ra là đào từ bên trong, gần với sông máu thánh linh Phượng Hoàng. Tinh khí bên trong đậm đặc, giữ lại tinh hao bản chất nhất thái cổ thiên mộc. Lão quản sự phòng đấu giá thấy rất nhiều báu vật nhưng bị khúc gỗ trước mặt làm giật mình. Thiên địa chi tích, thái cổ thiên mộc, trời, thần thụ này đúng ra bị thần phượng dụng bàn man phủ cấp chém nứt thời thái cổ, đây đúng là một cơ chú thái cổ thiên mộc sao? Nếu đúng là thái cổ thiên mộc thì một khối to cỡ nắm tay cũng được đấu giá trên trời. Thái cổ thiên mộc là báu vật từ thời kỳ thái cổ, gần như thất truyền. Nó là thần mộc độc nhất vô nhị trên đời, hoặc nên nói là thánh vật đã biến mất trong thiên địa. Lão quản sự phòng đấu giá vội mời một vị trí sư tư thâm đến giám định chất liệu khúc gỗ. Vị trí sư có tu vi sâu không lường được, thậm chí giám định được tinh huyết đại thánh, là một lão bất tử. Rất nhanh vị trí sư giám định xong thái cổ thiên mộc thật giả. Vị trí sư vuốt râu, gật đầu, nói. Đúng là một khúc thái cổ thiên mộc, giá trị không thể đánh giá, đủ trở thành báu vật áp trục hứ hai đêm nay. Vị trí sư không thể đặt ra giá trị cho thái cổ thiên mộc, cuối cùng chọn giá khởi điểm là 10.000 long linh thạch. Giá này vượt xa dự đoán của Phong Phi Vân, tuy hắn lấy ra thái cổ thiên mộc hơn 10.000 cân nhưng đối với bản thể thái cổ thiên mộc thì chỉ cỡ một miếng nhổ nhỏ. Mạc Giao Giao rất tò mò nhưng không hỏi Phong Phi Vân kiếm thái cổ thiên mộc từ đâu ra. Nữ nhân thông minh sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn. Phong Phi Vân, Mạc Giao Giao quay về phòng khách quý cung các thứ hai. Hiện tại tu sĩ các tộc lục tục đi vào, sắp bắt đầu hội đấu giá. Chủ trì hội đấu giá là mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc, môi hồng răng trắng, phát ra sức hấp dẫn hồn người. Đêm nay có 543 báu vật đấu giá, mỗi món là kỳ bảo hiếm thấy trên đời. Tuyệt đối sẽ không khiến ca khách quý có mặt thất vọng. Ta tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu, mời mỹ nhân hồ tộc chúng ta nâng lên báu vật đấu giá thứ nhất. Phòng đấu giá to lớn yên lặng lại. Nữ yêu tinh hồ tộc mọc ba đuôi lông xù bưng khay thủy kim tinh thạch bước lên đài đấu giá. Trong thủy kim tinh thạch là một chồng sách gia thú dày. Có một số tu sĩ ánh mắt sắc bén nhìn ra quyển gia thú không tầm thường, làm bằng da nhai tí thú, thuộc thái cổ thánh yêu tộc. Trước không nói nội dung quyển sách gia thú, chỉ tính ra nhai tí thú đã có giá trị không nhỏ. Giọng Đan Hạc mỹ nhân Thiến Thiến trong trẻo xinh đẹp nhận lấy báu vật thứ nhất được đưa lên. Thiến Thiến nói, đây là diệt thế bi văn ghi từ ra nhai tí thú, tổng cộng 475 quyển, 84.000 thiên. Diệt thế bi văn là chữ ghi trên diệt thế thần bia. Đồn rằng trong diệt thế bi văn ghi chép việc lớn kinh thiên động địa. Tổ tiên các tộc dùng máu của mình viết từ diệt thế thần bia. Không ai biết tại sao tổ tiên trả giá bằng mạng sống để in lại bia văn. Nghe nói người nào gom ru diệt thế bi văn mới tham ngộ ra ẩn ý trong đó. Mỗi chủng tộc đều thu gom diệt thế bi văn nhưng không chủng tộc thu thập hoàn toàn đầy đủ. Mạc Giao Giao chớp mắt. Nhiều diệt thế bi văn bị lấy ra đấu giá, chắc là đại nhân vật nào đó của nhai tí yêu tộc. Phong Phi Vân cũng rất ngạc nhiên. Thứ được đấu giá trong phòng đấu giá quỷ thị không phải vật bình thường, mới bắt đầu đã có báu vật quý giá xuất thế. Lúc Phong Phi Vân còn trong thần tấn vương triều, thần linh cung cũng có một thiên diệt thế bi văn, là báu vật trấn cung. Giờ có người bán ra 84.000 thiên bi văn, chắc chắn sẽ có người bất chấp tất cả đấu giá về bàn được. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Diệt thế bi văn là tổ tiên các tộc dùng máu và da thịt ghi lại từ diệt thế thần bia. Mỗi thiên là báu vật vô giá do tổ tiên để lại, ghi chép việc lớn kinh thiên động địa, không ai muốn lấy ra đấu giá. Chắc có người đánh cắp bi văn của nhai tí yêu tộc rồi bán trong quy thị đổi linh thạch. Mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc thấy tu sĩ các tộc nóng người thì cười vừa lòng. Quy định của phòng đấu giá quỷ thị là đơn vị tiền nhỏ nhất là long linh thạch. Giá quy định đấu giá 475 quyển diệt thế bi văn là 80 khối long linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được nhỏ hơn một long linh thạch, bắt đầu đấu giá. Một khối long linh thạch bằng một ức chân diệu linh thạch. Một khối long linh thạch từng là thánh vật trấn áp quốc vận của thần tấn vương triều, bây giờ nó chỉ là đơn vị tiền nhỏ nhất trong phòng đấu giá quỷ thị. Giá thấp nhất của 475 quyển diệt thế bi văn tương đương 80 thần tấn vương triều hay càng cao hơn. Ở trong mắt một số cường giả, giá trị của thần tấn vương triều thua xa một khối long linh thạch. 80 khối long linh thạch, 81 khối long linh thạch, 82 khối long linh thạch, 80 khối long linh thạch không phải số lượng nhỏ, mọi người kêu giá cẩn thận, mỗi ra giá một lần tương đương ném ra số tài sản kếch xù.
trong phòng khách quý cung các thứ 9 có người kêu giá cao. 100 khối long linh thạch. Ngay sau đó bị một đống tiếng kêu giá lấn át. 105 khối long linh thạch. 108 khối long linh thạch. Trong phòng khách quý cung các thứ 9, một lão nhân mắt độc ác, mũi ưng, ánh mắt sắc bén nói. 475 quyển diệt thế bi văn là thánh vật của nhai thí yêu tộc ta, bây giờ ta ra giá 200 khối long linh thạch, nếu ai dám nâng giá nghĩa là đối địch với toàn bộ nhai thí yêu tộc. Lão nhân quét mắt nhìn nguyên phòng đấu giá, khí lạnh khuếch tán, đè ép nhiều tu sĩ run rẩy. Đây là một vị cường giả của nhai thí yêu tộc. Nhai thí yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc, nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt. Không ai muốn đắc tội nhai thí yêu tộc. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc đứng trên đài đấu giá nhắc nhở. Lão tiên sinh làm vậy là không hợp quy định của phòng đấu giá quỷ thị. Dù là ai, đến phòng đấu giá quỷ thị đều được tự do đấu giá, không thể dùng cách nào uy hiếp người đấu giá. Lão nhân nhai thí yêu tộc lạnh lùng cười. Thiến thiến cô nương nói rất đúng, lão phu đã lỗ mãng. Lão nhân nhai thí yêu tộc lại lườm các tu sĩ trong phòng đấu giá quỷ thị, ánh mắt lạnh lẽo phất tay áo đi vào phòng khách quý. NN2 thí yêu tộc quyết tâm chiếm được 475 quyển diệt thế bi văn, không ai cố ý đắc tội đám người hung thần ác sát này. Cuối cùng 475 quyển diệt thế bi văn được bán với giá 200 khối long linh thạch. Tiếp theo mấy báu vật được nâng lên, toàn giao dịch với giá cao. Thất sắc tuyền, bát nguyên cổ dược, thập thất phẩm thái cổ hung binh. Phong Phi Vân tiện tay đấu giá hai báu vật là địa tinh Thánh Châu, trấn hồn chú. Địa tinh Thánh Châu là bảo châu tụ tập ính hoa đất đai hình thành, bên trong ẩn chứa địa thánh bảo khí hùng hồn, tiên thiên báu vật chỉ gặp chứ không cầu được. Địa tinh Thánh Châu thành giao với giá 350 khối long linh thạch. Phong Phi Vân định tặng địa tinh Thánh Châu cho Long La Phù, dù gì bây giờ nàng đang mang thai, đeo hạt châu này càng nhanh chóng ngưng tụ thiên địa tinh khí, ổn định thai khí trong bụng. Về trấn hồn chú thì truyền thuyết là thứ chảy ra từ quỷ môn quan, ấn trên ngọc bội đỏ như máu. Chữ rất lạ, không nhìn ra dùng nó làm cái gì được. Phong Phi Vân chỉ tốn 50 long linh thạch đấu giá được trấn hồn chú. Đương nhiên 50 long linh thạch là con số rất khủng. Phong Phi Vân loay hoay ngắm trấn hồn chú, không nhìn ra được thứ này có gì huyền diệu. Phong Phi Vân hỏi, Mặc cô nương kêu ta đấu giá thứ này có tác dụng gì? Mặc Giao Giao cười bí hiểm. Chẳng phải ngươi sắp đi cửa quỷ môn thứ nhất sao? Có trấn hồn chú sẽ giúp ích rất lớn. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Sao Mặc cô nương biết ta định đi cửa quỷ môn thứ nhất? Mặc Giao Giao cười nói. Ngươi và gốc Thanh Trúc trên Thanh Liên Linh Sơn đã đi một lần, ta đoán các ngươi sẽ còn đi nữa. Phong Phi Vân lại hỏi. Sao Mặc cô nương biết chúng ta đã đi một lần? Mặc Giao Giao cười cười. Ha ha ha. Mặc Giao Giao đổi đề tài. Tiếp theo sẽ đấu giá Thái Cổ Thiên Mộc. Chắc chắn được giá trên trời. Trên đài đấu giá, mỹ nữ đan hạc yêu tộc cười kỳ dị. Báu vật đấu giá tiếp theo là Thái Cổ Di Châu, giá trị siêu phàm. Ta tạm không nói cho mọi người biết nó là vật gì, nhưng giá thấp nhất là 1 vạn khối long linh thạch. Ồn ào. Không khí trong phòng đấu giá quỷ thị nóng lên. 1 vạn khối long linh thạch kích thích rất lớn, chỉ thánh vật đã thất truyền mới đặt giá quy định như thế. Các tu sĩ trong phòng đấu giá quỷ thị đa số cho rằng là tinh huyết đại thánh. Chẳng lẽ là tinh huyết đại thánh? Chắc không phải, định giá tinh huyết đại thánh nên cao hơn một chút. Nhưng trừ tinh huyết đại thánh ra còn thứ gì đấu giá cao như vậy? Mỹ nữ đan hạc yêu tộc tạo không khí sôi động thế là đủ, nàng mỉm cười nói. Báu vật thứ 240, Thái Cổ Thiên Mộc. 4 chữ Thái Cổ Thiên Mộc vang lên, nhiều tu sĩ cường đại dùng mình. Đặc biệt Kim Ô Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ Phượng Hoàng yêu tộc đứng bật dậy, mắt toát ra thần hà chói mắt. Có rất nhiều truyền thuyết về Thái Cổ Thiên Mộc. Thái Cổ Thiên Mộc là ngạo chi tích trong truyền thuyết. Thời Thái Cổ Thiên Mộc là thánh thụ của Kim Ô yêu tộc, Kim Ô thập tổ từng xây tổ trên Thái Cổ Thiên Mộc. Văn minh Kim Ô yêu tộc bắt nguồn từ Thái Cổ Thiên Mộc. Nhưng cuối thời kỳ Thái Cổ Thiên Mộc bị thần Phượng dùng bàn man phủ cấp chặt đứt, phá hủy thánh căn, mang thân cây đi. Kim Ô yêu tộc tụt dốc từ đó, sau này không vượt qua Phượng Hoàng yêu tộc nổi nữa. Có tin đồn Thái Cổ Thần Phượng chặt đứt Thái Cổ Thiên Mộc vì muốn nhờ vào lực lượng sự sống khổng lồ trong thân cây sống thêm một đời, kéo dài tuổi thọ. Nên sau khi Thái Cổ Thần Phượng chặt đứt Thái Cổ Thiên Mộc thì biến mất khỏi trần đời,
không còn xuất hiện. Có người nói thái cổ thần phượng tục mệnh thất bại, dùng thái cổ thiên mộc chôn mình. Hiện nay khối thái cổ thiên mộc lại xuất hiện trên đời, phải chăng có người tìm được mộ chủng của thái cổ thần phượng? Hoặc nên nói thái cổ thần phượng tục mệnh thành công, quay về từ hậu thời kỳ thái cổ. Ý nghĩa sau lưng thái cổ thiên mộc quá lớn, khiến người suy nghĩ sâu xa. Nên anh kiệt cái thế như bá hoàng tử, phượng hoàng thiên nữ mới thất lễ. Hai tu sĩ yêu tộc đầu hổ vạm vỡ nâng thái cổ thiên mộc to lớn lên. Khúc gỗ đỏ sậm đã bị kết giới phong ấn nhưng vẫn ngửi được mùi thơm từ gỗ, các thiên địa quy tắc chất chứa trong đó. Có người muốn dùng thần thức điều tra hoa văn thánh mộc trong thái cổ thiên mộc nhưng bị lực lượng vô hình đánh bật về. Kim ô tứ hoàng tử kích động nói. Giống y như trong truyền thuyết, thật sự là thái cổ thiên mộc. Trời, đại ca, không tiếc mọi giá phải đấu giá được thái cổ thiên mộc. Bá hoàng tử rất muốn tát kim ô tứ hoàng tử dính vách. Ai đều biết thái cổ thiên mộc có ý ngãi thế nào với kim ô yêu tộc, nhưng nơi này là phòng đấu giá, nói câu đó chẳng khác nào xúi người ta cố ý nâng giá. Tuy kim ô yêu tộc mạnh mẽ nhưng cây to đón gió, nhiều yêu tộc xích mích với kim ô yêu tộc. Bọn họ biết rõ kim ô yêu tộc sẽ bất chấp tất cả đấu giá thái cổ thiên mộc cho bằng được, sẽ ngáng chân làm khó. Đã có mấy lão nhân cười âm hiểm. Bá hoàng tử bình tĩnh nói. Chỉ là một miếng gỗ vụn trên thái cổ thiên mộc. Giữ từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ, tinh khí đã bị sói mòn hơn phân nửa. Không cần quá liều mạng, nếu giá đắt quá thì không mua. Một mỹ phụ nhân hỏa loan yêu tộc nói. Ta nhớ kim ô yêu tộc có một tòa thiên mộc thần trì, bên trong có thánh tuyền từ thái cổ đến bây giờ. Nếu bỏ khối thiên mộc nào trong thánh tuyền không chừng sẽ nhú mầm, dựng dục ra thiên địa chi tích mới. Mắt hổ của bá hoàng tử lạnh lùng chừng mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân không sợ. Đôi mắt rực cháy lửa, khí thế hùng hồn. Mỹ phụ nhân không sợ ánh mắt của bá hoàng tử, hai người đối đầu nhau. Hỏa loan yêu tộc cũng là thái cổ thánh yêu tộc, không sợ kim ô yêu tộc. Chưa đấu giá mà phòng đấu giá đã nồng nặc mùi thuốc súng. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc rất vừa lòng không khí sôi động, nói. Qua viên hồng đại trí sư giám định, khúc gỗ này là thái cổ thiên mộc 100%, thiên địa chi tích thời kỳ thái cổ. Không cần ta nói giá trị của nó làm gì, giá khởi điểm thái cổ thiên mộc là 1 vạn khối long linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 khối long linh thạch. 1 vạn khối long linh thạch. 1 vạn 100 long linh thạch. 1 vạn 1000 long linh thạch. 1 vạn khối long linh thạch là số tài sản kếch xù, người bình thường không bỏ ra được. Nhưng người vào phòng đấu giá quỷ thị toàn là nhân vật không tầm thường, có là tước gia nhân tộc, chúa tể trung ương vương triều thứ 6, yêu vương yêu tộc. Giới chủ một giới, thậm chí có tộc trưởng yêu tộc. Đám người này nắm giữ tài nguyên kinh khủng, đặc biệt đại nhân vật yêu tộc, tài phú trong tộc qua mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm tích lũy, số linh thạch Phong Phi Vân lấy từ thánh đỉnh không thể so sánh. Trong đám người này có như vật khổng lồ, chẳng qua bình thường điệu thấp sâu tung tích vào phòng đấu giá. Nhưng gặp thánh vật cỡ như thái cổ thiên mộc thì dám đại nhân vật thể hiện ra sức mau mạnh mẽ. Phong Phi Vân giật mình. Phòng đấu giá quỷ thị có rất nhiều kẻ giàu nứt đố đổ vách. Tổng số linh thạch trên người chỉ có hơn 1 vạn long linh thạch, đây là số tài sản hắn góp nhặt trong bảo khố thánh đình. Trong trung ương vương triều thứ 6 chỉ có những cảnh chủ, tước gia tọa trấn một cảnh mới giàu hơn Phong Phi Vân nổi. 1 vạn 5000 khối long linh thạch. 1 vạn 5500 khối long linh thạch. Giá thái cổ thiên mộc tăng vùn vụt, không dừng lại được. Người trước mới kêu giá người sau đã nâng lên. Nói thật thì ban đầu Phong Phi Vân không cho rằng thái cổ thiên mộc sẽ có hiệu quả điên cuồng như thế. So với bản thể thái cổ thiên mộc thì khối gỗ này nhỏ bé không đáng kể. Nếu để Phong Phi Vân vào thanh đồng cổ thuyền chắc chắn có thể đào ra nhiều khối gỗ tinh khí đậm đặc kiểu này. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Có lẽ vì vật hiếm nên quý. Đối với ta thì muốn bao nhiêu thái cổ thiên mộc cũng có. Nhưng với những người này, một khối thái cổ thiên mộc là thần vật hiếm hoi. Thánh bảo đã tuyệt tích thời kỳ thái cổ. Một số thánh đan cần thái cổ thiên mộc làm thuốc dẫn, yêu tộc loại thực vật có thể theo hoa văn trong thái cổ thiên mộc lĩnh ngộ ra đạo của nó. Phong Phi Vân cảm thấy sau này không thể lấy thái cổ thiên mộc ra bán, vì khi lan tràn trở nên không đáng giá tiền. Phong Phi Vân quyết định tặng một khối cho nữ nhân áo xanh, sẽ giúp ích rất lớn cho nàng. Chờ kết thúc hội đấu giá, Phong Phi Vân sẽ đi thanh đồng cổ thuyền một chuyến. Bây giờ tu vi của Phong Phi Vân mạnh hơn rất nhiều, có thể đi nhiều nơi hơn.
Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc đứng lên kêu giá. 20.000 long linh thạch. Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc cười lạnh với đoàn người Kim Ô yêu tộc. Đáng ghét. Mắt Kim Ô tứ hoàng tử tàn nhẫn nói. Đám nữ nhân Hoa Hư phu nhân cố ý đối đầu với chúng ta. Năm xưa đại ca chém nhi tử của nàng chưa đủ làm nàng đau nhớ đời. Chờ lần sau phải đốt ly diễm sơn, cho nàng biết Kim Ô yêu tộc lợi hại. Bá hoàng tử nheo mắt, con người bắn ra hai tia thần quang. Chúng ta chỉ đến mua đồ chứ không phải giết người. Nàng muốn kêu giá thì cứ kêu, Hoa Hư phu nhân không ngốc, nàng nên hiểu kêu giá trong phòng đấu giá quỷ thị mà không lấy đủ linh thạch ra sẽ có kết cuộc gì. Người nghĩ Hoa Hư phu nhân không có giới hạn sao? Nàng chỉ muốn làm ta mất máu. Bá hoàng tử ung dung nhắm mắt lại. Trong cung các thứ chín vọng ra thanh âm già nua. 20.000 khối long linh thạch. Là lão yêu vương của nhai tí yêu tộc, lúc trước lão ra khỏi cung các nên nhiều người biết chỗ lão ở. Một lão nhân tộc toàn thân ẩn trong sương mù kêu giá. 22.000 khối long linh thạch. Lão nhân mặc áo đạo, gầy trơ xương nhưng không ai thấy rõ bộ mặt của lão. Rất có thể là lão tổ nhân tổ động thiên, hoặc thái thượng chúa tể trong trung ương vương triều thứ 6. Một đại nhân vật huyết giao yêu tộc kêu giá. 23.000 khối long linh thạch. Giá cả thật khủng khiếp, chỉ những người có nội tình thâm sâu như lão yêu vương thái cổ yêu tộc mới chịu nổi. Những kẻ đấu giá khác đã sợ hãi rút lui. 24.000 khối long linh thạch. 25.000 khối long linh thạch. Mặc dao dao vuốt lông dài con chó sư tử, mắt sáng hơn sao, cười tủm tỉm. Mặc dao dao liếc Phong Phi Vân. Bây giờ ngươi đã phú khả địch quốc, sau này nhớ giúp đỡ tiểu nữ tử. Thấy nhiều linh thạch thế này làm ta rất muốn hiến thân. Phong Phi Vân không tin lời Mặc Giao Giao, hồ ly tinh này bí hiểm khiến người không nhìn thấu. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Ta rất muốn biết Mặc cô nương có thân phận gì trong hồ tộc. Tại sao đến đan đỉnh quỷ thị mở tiệm hương liệu? Mặc cô nương mở tiệm từ trước khi đến Kim Ô bán thánh hay sau khi trở về từ Trung ương Vương Triều thứ 6? Mặc Giao Giao chớp mắt. Ha ha ha, sao ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này? Tu vi của Mặc cô nương cao như thế hoàn toàn có thể làm nữ đế thần tấn vương triều. Nhưng lão tổ Lưu Hoàng Thụ yêu tộc chỉ mở một khách điếm biên cương thần tấn vương triều, mình thì ở sau màn. Trông như thể mở khách điếm chỉ là bản năng nàng muốn làm, chứ không phải dùng khách điếm kiếm tiền. Mặc cô nương thích làm việc điệu thấp, không theo khuôn mẫu. Mặc cô nương làm ta không đoán ra được. Phong Phi Vân cười nói. Đương nhiên ta chỉ thuận miệng hỏi, Mặc cô nương không muốn nói cũng được. Thái cổ thiên mộc đã lên đến đỉnh 30.000 long linh thạch, còn tiếp tục lên cao. Mặc Giao Giao cười nói. Người muốn biết lý do ta xuất hiện trong thần tấn vương triều đúng không? Ta nói rồi, chắc chắn sẽ cho người biết, nhưng phải chờ hội đấu giá kết thúc. Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc kêu giá. 40.000 long linh thạch. Nguyên phòng đấu giá yên lặng. Đây là cái giá rất khủng. Lão nhân loại mặc áo đạo do dự dây lát cuối cùng bỏ cuộc. Tuy thái cổ thiên mộc là thần vật nhưng không có tác dụng lớn với tu sĩ nhân loại, lão nhân có thể trả nổi giá cao hơn nhưng lão thấy không cần thiết đấu với thái cổ thánh yêu tộc. Một số người suy tính thiệt hơn, đều giữ im lặng. Lão yêu vương nhai tí yêu tộc tiếp tục tăng giá. 45.000 long linh thạch. Ngay sau đó từ cung các khác truyền ra khí thế khổng lồ, thanh âm hùng hồn nói. 50.000 khối long linh thạch. Khí thế quá kinh khủng, đè ép nhiều người ngộp thở. Một số yêu vương căng thẳng thần kinh, lộ vẻ kiêng dè. Linh giác Phong Phi Vân rất nhạy, hắn cảm nhận hơi thở bán thánh. Ngày Phong Phi Vân đột phá cảnh giới, vị bán thánh này có tấn công Thanh Liên Linh Sơn, muốn cướp thánh linh nội đan trong người hắn. Chắc là bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng nhưng hắn rất lý trí, biết chênh lệch của mình và bán thánh rất ốn, bây giờ báo thù là quyết định không sáng suốt. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ ra giá. 60.000 long linh thạch. Giọng Phượng Hoàng Thiên Nữ rất êm tai. Bá hoàng tử mở mắt ra, môi như lưỡi dao. 80.000 khối long linh thạch. Giờ phút này, chỉ còn gần 10 tu sĩ đấu giá, toàn là đại tộc giàu có. Thấy bá hoàng tử kêu giá, Mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc kêu giá ngay. 10.000 khối long linh thạch. Giá trị thái cổ thiên mộc đã lên đến độ cao mới, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lão quản sự phòng đấu giá cũng ngây ra. Điên rồi, giá cao quá mức. Xem ra tối nay đúng là giá trên trời.
tinh huyết đại thánh chưa đấu giá mà nguyên phòng đấu giá đã sôi trào. Phong Phi Vân yêu mỹ phụ nhân Hỏa Loan yêu tộc chết được, hôm nay bá hoàng tử không tránh khỏi mất máu. 10 vạn long linh thạch, giá này được nêu ra, lão yêu vương nhai tí yêu tộc, giới chủ huyết giao yêu tộc đều im lặng. Bọn họ đang suy nghĩ có nên tăng giá không, có đáng theo không. Cuối cùng có người rút lui, từ bỏ đấu giá thái cổ thiên mộc. Bán thánh lưu hoàng thụ yêu tộc kêu giá. 11 vạn khối long linh thạch.